Chương 161 Bảo địa Nguồn Mê truyện audio.com Ngày thứ hai Đinh dậu doanh hỏa đầu quân Trần Mộc không có lại hướng bên ngoài nhảy, thành thành thật thật lưu tại doanh địa bên trong thái thịt sới cơm. Thế nào không đi? Do dự một lát, trịnh viên rốt cuộc nhìn không được góp qua đến nhỏ giọng hỏi. Trần Mộc liếc một mắt mặt lại mượt mà chút lùng tịch. Thiếu không được ngươi thịt ăn. Trịnh viên cười hì hì gật đầu. Đúng đúng đúng, hôm qua ngươi chơi tới một đầu lợn rừng khẳng định chưa ăn xong. Chợt lại lo lắng nói. Giấu tốt sao? Đừng để sơn lâm bên trong những kia đồ ăn thịt cho đào ra đến đi. Trần Mộc mặc kệ cái này tham ăn bàn tử, rung 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 thái thịt. Trước mắt màu xám vách tường tái hiện, Trần Mộc như có điều suy nghĩ nhìn lấy phía dưới nhất đầu mục. Quả nhiên là một tiếng đồng hồ tăng thêm một chút. Hắn phía trước liền có phát giác, lưu tại doanh địa bên trong, vân thận linh giáp thuộc độ thuần thuộc mỗi giờ hội tăng thêm một chút. Nhưng mà tiến vào thanh sơn huyện, sẽ xuất hiện lên xuống. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía thành bên trong phương hướng. Âm hồn còn có thể ảnh hưởng vân thận linh giáp thuật tu luyện. Phía sau muốn hướng âm hồn ở bên trong chui. Suy nghĩ một chút liền không khỏi đánh cái rùng mình. Linh giáp thuật sẽ không có cái gì tai họa ngầm a. Trần Mộc hạ ý thức đánh gãy hô hấp tiết tấu. Nhưng mà nghĩ nghĩ, đã độ thuần thuộc tán đồng, chính mình cũng không có xuất hiện cái gì không tốt biến hóa, sẽ không có chuyện gì. Hắn không lại khống chế hô hấp, linh giáp thuộc thuận lợi vận hành. Không có bao lâu, lưng bộ phận đột nhiên truyền đến một trận sảng khoái. Liên tự như vừa tỉnh ngủ lúc, toàn thân truyền đến cái chủng loại kia ngứa ngáy. Dùng lưng bộ phận làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, sau đó chậm rãi biến mất. Quái sự. Trần Mộc không rõ. Phía trước có thể không có cái này cảm thụ. Đợi đã lâu không có lại xuất hiện, chỉ có thể không giải quyết được gì. Trước khi đi, có lẽ có thể dùng đi thành bên trong nhìn nhìn, thăm dò một chút đến cùng là ảnh hưởng gì linh giáp thuật tu luyện. Trần Mộc hiếp mắt kim ngộ đoạn mập mạp thân thể, tự như phá qua qua một dạng bị đồ sơn một quyền đập bay. Phốc. Thân tại giữa không trung, kim ngộ đoạn liền không nhịn được miệng phun tiên huyết. Tả thắng sắc mặt đại biến, lằn không vọt lên, tiếp lấy kim ngộ đoạn. Lại thật giống như bị to lớn lực đạo lôi kéo, đồng thời nện vào mặt đất. Buông đất vẫy ra, đất bên trên lập tức có thêm một cái đường kính 3 mét hố lớn. Liếc mắt tràn diện thế cục, tả thắng hiếp mắt lại, cắn chóp lưỡi, phun phun ra một cái tiên huyết. Sau đó con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Doanh địa trung ương, thành ý dẫn khác bên ngoài 11 vị thiên tướng đem tư khấu thanh vây quanh. Từng đoàn từng đoàn khói đen lúc ẩn lúc hiện. Không ngừng hướng về tư khấu thanh xung kích. Tư khấu thanh thân xuyên đen nhánh giáp trụ, hắn hát quan lóe lên, lại cũng chỉ là có thể bảo đảm nàng tạm thời không bị âm hồn công kích. Nàng sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên một vệt máu, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm thành ý là ngươi. Dưới tay nàng vừa tốt điều động vào thành, vô pháp tổ thành trận thế. Đồ Sơn liền thừa cơ đánh lén, tổn thương hắn pháp khí. Cái này mới để nàng rơi vào cái này bị động tình trạng. Là ta. Thành ý bình tĩnh nói. Giao ra thiên cơ lệnh, ta lập tức đi ngay. Liền bằng ngươi. Tư khấu thanh suýt nửa cắn đứt trăng ngà. Nàng là cao cao tại thượng thế gia tử đệ, kia ăn qua như này thiệt thòi lớn. Cái này là ngươi thiếu ta. Thành ý thẳng nhiên nói. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta nếu muốn giết ngươi, cũng không khó. Thành ý hơi hơi quay đầu, dùng cái cầm hướng về đồ sơn ra hiệu. Đồ Sơn lập tức nhếch miệng, một mặt xâm nhiên nhìn về phía tư khấu thanh. Thế gia dòng chính, tổng nhận là liên quan so với ta quyền đầu cứng. Người muốn không muốn cũng đến sau một lần. Đồ Sơn mặt bên trên cơ thịt vặn vẹo thành một cái khủng bố tiếu dung. Thân sau hư không đều như có yêu ma tại gào thét, tư khấu thanh trái tim lập tức siết chặt. Dám cùng Đồ Sơn sau quyền đầu người, đều đã bị đập thành thịt nát. Giao ra thiên cơ lệnh, ngươi còn có thành minh. Không giao thiên cơ lệnh, ngươi cướp đến thành minh, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới thành ý chậm rãi. Tư khấu thanh mặt bên trên lộ ra chần chờ, chợt kiên định. Thành ý nói đúng, trong tay nàng có thành minh. Chết tại cái này bên trong, mới thật sự là không giá trị tư khấu thanh dứt khoát từ ống tay áo lấy ra thúy ngọc hồ lô. Vừa nghĩ ném ra lại lại dừng lại, nhãn châu xoay động dễu dễu nói. Ta cho, nhưng mà ta chỉ có một mai, cho người nào. Đồ Sơn lập tức hít mắt nhìn về phía thành ý, khí thế hung hãn đập vào mặt mà tới. Thành ý lại lơ đỉnh, nâng tay phải lên, hướng tư khấu thanh ra hiệu. Tư khấu thanh khẽ cười một tiếng, đem Thúy Ngọc Hồ Lô ném ra. Đi đi. Thành ý lập tức triệt tiêu trận pháp, dứt khoát trời đi. Không giết nàng sao. Đồ sơn biểu môi, giọng ông ông. Thời gian cấp bách, ta muốn trở về chuẩn bị. Thành ý cũng không quay đầu lại. Giết không giết nàng tùy ngươi. Đồ sơn nhíu mày nhún vai, cũng lắc lắc ung dung theo lấy rời đi. So với giết người, còn là tìm thiên cơ lệnh càng trọng yếu. Thanh sơn huyện, Tây Thị, thiên nhất trai phía sau trạch viện tổn hại lều cỏ hạ, trần một vùi tại ghế lung lay bên trong, trốn tại trăm mát hạ. Một cái toàn thân một nát tóc dài nữ bay vào lều cỏ. Không khí cũng không khỏi âm lãnh mấy phần. Trần một không hề bị lay động, khói đen tràn ngập, bao phủ toàn thân. Khi huyển hóa tóc dài nữ âm hồn, tại chòi hóng mát hạ bồi hồi thật lâu, cuối cùng ẩn hình rời đi. Trần một quan sát trước mắt phá bại trạch viện, không khỏi cười khẽ một tiếng. Trước đây vì trốn âm hồn, hắn chơi đùa vô lại, giỏi cầm giới giáp làm trừ tà pháp khí tràn cảnh rõ mồn một trước mắt liền tự như phát sinh ở hôm qua. Chung quy bất đồng nha. Trần Mộc cười cảm khái. Phía trước gặp đến âm hồn, hắn hội bị dọa đến tê cả da đầu toàn thân cứng ngắc. Duy nhất thủ đoạn cũng bất quá là liều mình tương bác. Hiện tại hắn thực lực tăng cường, nhận biết rõ ràng, đã không sợ bình thường âm hồn. Giới giáp đại khái cũng là cái này loại tâm thái đi. Không, kia chết muốn tiền dự đoán sau cái này còn muốn đạm nhiên. Thực lực mạnh, kiến thức trọng, tự nhiên lực lượng 10 phần. Trần Mộc một mực ao ước giới giáp thái độ, kia loại đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì đạm nhiên thái độ. Ừm. Đối mặt bạc thì trừ bên ngoài. Móc ra một bản y thư, Trần Mộc từ từ suy nghĩ trong đó tư liệu. Ở giữa lại có hai cái âm hồn viếng thăm, bị Trần Mộc ngủ quỷ người giấy lừa gạt đi. Ước chừng một cái giờ về sau, Trần Mộc thu hồi y thư, điều ra màu xám vách tường. Vân thận linh giáp thuật. 793, không, lục dai, tăng 6 giờ độ thuần thục. Trần Mộc nhìn về phía thiên nhất các còn thật là khối phong thủy bảo địa. Trần Mộc lắc đầu bật cười trước đây hắn liền là cái này lừa gạt giới giáp, không có nghĩ đến đánh bậy đánh bạ, lại cũng một câu bên trong. Ta liền nói hắn một cái thần bí cao thủ, không có sự tình trốn tại Thanh Sơn huyện làm cái gì. Còn có Bạch Diệu Cẩn cùng Thúy Thúy. Lại nghĩ xa một chút, còn muốn tính lên Thanh Phong quán. Trần Mộc sắc mặt phức tạp. Trách không được Thanh Sơn huyện sẽ trở thành âm hồn sao huyệt. Nó vốn có liền không giống bình thường. Có thể cũng chính là cái này phần bất đồng, tạo ra hiện nay quỷ thành tình huống bi thảm. Phong thủy bảo địa. À. Trần Mộc thở dài lắc đầu. Ban đêm, hỏa đầu quân doanh trướng, đám người ngồi trên mặt đất. Đêm ở giữa tiểu tụ hội mở càng phát nhiệt nháo. Có rượu có thịt, có đậu phộng có xanh biết rau dại, đinh dậu doanh chủ quan đều không có cái này đám đầu bếp ăn tốt. Trần Mộc mặt bên trên mang lấy đần độn tiếu dung, bình tĩnh nhìn đám người. Mỗi ngày cái này ăn uống, đám người lại ly kỳ gầy gò. Tuổi tác lớn nhất tôn ân thất, trong đầu tóc thậm chí lặng yên bốc lên một luồng tóc trắng. Nương theo thang sơn quân đẩy mạnh, đụng đến âm hồn càng nhiều, chiến đấu độ chấn động càng lớn, âm minh tiên nhu cầu gia tăng. Dân phu hầu như đều rơi vào sắc mặt tái nhật trạng thái hư nhược. Lại tiếp tục như thế, dự đoán liền muốn chết người. Thất thúc, ngài biết rõ có người nào quen thuộc về Nam Dương Phủ đường sao? Trần Mộc nhìn lấy ăn uống náo nhiệt đám người, nhẹ giọng hỏi. Hắn không tính toán tiếp tục tại Thanh Sơn huyện lưu lại. Cái này. Tôn ân thất kinh dị nhìn lấy Trần Mộc. Rất nhiều hỏa đầu quân cũng không khỏi ngừng xuống đũa. Đại vượng, ngươi muốn đi. Tôn ân thất gian nan mở miệng hỏi. Ta hội đi theo dân phu lên núi đốn củi, sau đó tại trước mắt bao người rơi xuống vách núi. Các ngươi sẽ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Trần Mộc bình tĩnh nói. Rất nhiều hỏa đầu quân lập tức trầm mặt xuống. Trần Mộc không khỏi thở dài một hơi. Cho dù ở chung hài hòa, dính đến tự thân an nguy, vẫn y như củ hội để người sinh ra ý đồ khác, hắn không mở miệng không được trấn an. Ta hội lưu một khoản tiền, cho dù có người mượn cơ hội làm khó dễ, cũng có thể lừa dối quá quan. Dư thừa lưu cho đại gia, tính là ta đền bù. Đám người hai mặt nhìn nhau, lại vẫn y như cũ không nói lời nói. Trần Mộc nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn hắn dùng cường ngạnh thủ đoạn hay sao? Cái này lúc, lùng tịch trịnh viên đột nhiên tiến tới lặng lẽ hỏi. Ngươi có thể để ta cũng rơi xuống vách núi sao? Ý gì? Trần Mộc một lúc có chút mộng rất nhiều hỏa đầu quân nóng bỏng nhìn lấy Trần Mộc. Còn có chúng ta. Trần Mộc. Cái này còn có xếp hàng tìm chết. Hà. Đám này quỷ tinh quỷ tinh hỏa đầu quân, cũng phát giác không thích hợp. Nghĩ chạy không chỉ ta một cái A, à, Trần Mộc không khỏi cười khẽ. Quả nhiên không thể coi thường bất kỳ cái gì người. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 162. Rời đi. Nguồn. Mê truyện audio.com Thanh Sơn huyện thành bắt Vọng Hỏa lâu. Thành Ý đứng tại cửa sổ một bên nhìn ra xa đen nhánh huyện thành. Một đầu bàn đầu dài để tại thân trước, màu vàng sáng hoàng âm sách bày ra tại mặt bàn. Nhìn lấy hắn 12 cái điểm đỏ ai về chỗ nấy, phân bố thành tròn. Thành Ý móc ra một bình lớn chiếu điện hồng, nghiêng đổ tại mặt bàn. Chiếu điện hồng tự động có lại, hình thành một cái nắm đấm lớn lưu ly hạt châu to lớn quả cầu đỏ. Thành Ý hít sâu một hơi, bắt đầu niệm tụng dài dòng chú ngôn bắt đầu còn là một người ngâm nga, sau đến tự như hai người thanh âm chồng lên nhau, lại tiếp tục liền giống như ngàn người đồng thời niệm tụng. Cuối cùng hóa thành một đến cổ quái khó tả chú lệnh. Thủy tinh cầu chiếu điện hồng lập tức hóa thành một bãi, nhanh chóng trót vào sáng rõ cùng vải bố. Ông Một cổ vô hình ba động, dùng thành ý vì, dọc theo 12 cây định hồn thun xác định vòng tròn, nhanh chóng lan tràn. Xong rồi. Thành ý buông lỏng một hơi, quay đầu đối đồ sơn nói, ta đã tạm thời áp chế thành bên trong âm hồn, để hắn vô pháp hiện thân, đêm nay liền có thể phái người vào thành. Ta nghe nói, phía bắc nghĩa quân đồ thành, một chết liền mấy vạn. Đồ sơn hiếp mắt. Chúng ta người xác thực không đủ, nhưng mà thêm lên khác bên ngoài hai nhà, người liền đủ. Thành ý hờ hững. Bọn hắn hội kia nghe lời. Đồ sơn hồ nghi. Chỉ cần chúng ta động, bọn hắn liền phải cung. Thành ý cười lạnh. Trạm bên cạnh xem chúng ta thu hoạch, bọn hắn cam tâm. Không cam tâm. Đồ Sơn cười hắc hắc. Một ngày phát động huyết tế, thiên cơ lệnh liền hội hiển hiện. Thành ý thản nhiên nói. 11 ngày đem ngươi mang đi, có thể cướp nhiều ít, nhìn ngươi bản sự. Muốn không ngươi cùng nhau đi đi, không có ngươi chủ trì, kia 11 cái gia hỏa không đỉnh dùng. Đồ Sơn một mặt khó xử. Thành ý thản nhiên nói. Ta sợ ngươi tá ma giết lừa, cướp ta thiên cơ lệnh. Đồ Sơn cười hắc hắc. Làm sao có thể chứ? Thành ý lại liếc một mắt đối phương, lại không nói lời nói như là không phải ta còn hữu dụng, ngươi hiện tại liền muốn động thủ đi. Tư khấu thanh châm ngòi ly gián vẫn hữu dụng. Sáng sớm hôm sau, Trần Mộc đi theo hỏa đầu quân tiếp tục rửa rau thái thịt. Một đám người nhìn như bình thường, từng cái lại ánh mắt trốn tránh. Luân tịch trịnh viên càng là có sự tình không có sự tình liền ghé vào Trần Mộc thân một bên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Muốn không ngươi hô to một tiếng, liền nói ngươi nghĩ làm đạo binh, ngươi nghĩ chạy. Tại hắn lại một lần nữa do do dự dự nhìn qua lúc, Trần Mộc một mặt trêu chọc đạo nói nhỏ chút mà. Lùng tịch bị dọa đến mặt đều trắng. Người lá gan có thể thật đại. Ngày xưa cái này lời đều là người khác trêu chọc hắn, cái này còn là hắn lần thứ nhất dùng cái này lời trêu chọc người khác. Người nào không sợ? Trịnh viên trừng một mắt trần mộc. Ngươi nhìn ngươi thất thúc, bắp chân đều rung lên á. Cút Tôn ân thất quơ muộn lớn, quay đầu về trịnh viên giận mắng. Bên cạnh doanh địa liền có chạy, bắt trở lại liền treo lên cột cờ, không bao lâu liền thành người khô. Trịnh viên nghĩ lại phát sợ. Ta đều đi nhìn qua, ngươi không sợ. Trần Mộc không nói chuyện, đó cũng không phải là bị đưa, là bị đánh âm minh ti. Kia muốn không, tính rồi. Trần Mộc thăm dò. Trịnh viên cắn răng lắc đầu. Ta không nghĩ chờ chết ở đây. Kia ngươi còn sợ cái cầu. Trần Mộc gật đầu. Có quyết tâm liền tốt, lưỡng lự chỉ sẽ hỏng việc. Ta đã đào xong địa đạo, lại tại bạch lãng bờ sông chuẩn bị tốt đội thuyền, chỉ chờ đêm nay tuần tra binh ngủ say, chúng ta liền theo lấy chính hiệu rời đi quân doanh. Chờ bọn hắn phát hiện, chúng ta sớm tại trăm dặm bên ngoài. Trần Mộc giúp mọi người an tâm. Còn tốt, còn tốt. Rất nhiều hỏa đầu quân lập tức buông lỏng một hơi. Trần Mộc cười cười không nói chuyện. Hắn vốn liền tính toán thuận bạch lãng sông hướng đông, rời đi thanh sơn huyện, lại đi vòng xuôi nam. Thêm mấy cái hỏa đầu binh, còn có thể có người giúp hắn chèo thuyền, thuận tiện giúp hắn chỉ đường. Phụ thân, tình huống không đúng lắm thượng quan ngọc tìm tới thượng quan kỷ bạch cô nương nói âm hồn đều nút ở thành tây triều phương người số lớn tiến vào thành bắc tự hồ muốn tại thành bên trong xây dựng cơ sở tạm thời kinh hồng ban cái gì động tác thượng quan kỷ bình tĩnh hỏi có đầu rút cổ không ngoài không có động tĩnh. thượng quan ngọc lắc đầu một mặt khó hiểu triều phương đến cùng muốn làm gì hắn muốn giết người huyết tế thượng quan kỷ mắt nhìn nhi tử không nói chuyện không hổ là phía bắc đến ngược vương đồ thành diệt trại sự tình nói làm liền làm chờ xem thượng quan kỷ thẳng nhiên nói chờ kinh hồng ban phản ứng một ngày bọn hán động lên đến chúng ta liền lập tức vào thành thượng quan kỷ hiếp mắt lại không có nghĩ đến nhanh như vậy liền đến cuối cùng tranh đoạt giai đoạn triều phương gấp thượng quan kỷ đứng người lên đi đến cửa trướng bồng xa xa nhìn qua im ắng thanh sơn huyện mang tốt kim hoàng đêm nay phi thường hung hiểm chạng vạn tối dân phu đinh dậu doanh đại trướng trước hơn 200 dân phu hội tụ, ô mênh mong một mảng lớn. Có cái gì sự tình? Trịnh viên có chút thấp thỏm. Trần Mộc nhíu mày lắc đầu. Đến cái này mấy tháng, ngoài trừ vừa mới bắt đầu hội tụ đám người, đốn củi đào kênh, xây dựng cơ sở tạm thời, cái này còn là lần đầu tiên triệu tập nhiều người như vậy. Các vị đồng bào, ta có một chuyện tốt, muốn nói cho đại gia. Một cái mang lấy bụng đại mập mạp, đứng tại lâm thời ghim lên đến một đài cao vui tươi hớn hở nói, không sạch sẽ đồ vật, đã bị thang sơn quân toàn bộ cưỡng chế di dời chúng ta phát tài thời điểm đến rồi. Chờ một chút chúng ta liền theo thanh sơn quân thanh lý thanh sơn huyện thành, được đến tiền hàng giao một nửa, cái khác tất cả đều là chính mình. Một đám người nhất thời hưng phấn nghị luận âm ý, đừng không tin, bên cạnh ta cái này hai cái gì hai mươi người, buổi chiều liền lặng lẽ tiến thành điều tra qua. Các ngươi xem bọn hắn thu hoạch. Đám người lập tức nhìn về phía trước đài cao hai mươi cái vui mừng hớn hở hán tử. Những này nhân thân mặt không vừa vặn cổ quái hoa phục, tay bên trong nâng lấy tiền đồng bạc vùng, bảo châu trăm vàng vốn liền huyên náo mà đám người, càng phát nháo sự lên đến. Đều xếp tốt đội, xuất phát. Bàn tử chủ quan vung tay lên, dẫn đầu đi ra quân doanh. Không có nghĩ đến còn có cái này loại phát tài cơ hội. Trình viên mắt nhỏ lập tức trừng tròn vo, bên trong tràn đầy hưng phấn thần sắc. Không thích hợp. Trần Mộc có loại dự cảm xấu. Phát tài vì cái gì không thể chờ đến ngày mai. Trời tối cái gì cũng nhìn không thấy. Vừa mới khúc trưởng không phải nói, chúng ta hiện tại đi là vì thời gian gấp. Một cái hỏa đầu quân cấp thiết phản bác. Ngày mai lại đi, đồ vật không liền để kia hai nhóm người cho cướp sạch sao. Trần Mộc nhìn đối phương một mắt, lại bình tĩnh nhìn về phía mấy người khác. Tiền tài động nhân tâm A. Dân phu liền là một khối rau hẹ địa phương, không cho rau hẹ địa phương hảo hảo dưỡng rau hẹ, đột nhiên đi để bọn hắn phát tài. Cái này thanh sơn huyện là không thể tiến. Hắn không có lại nói tiếp, lặng lẽ thối lui đến đội ngũ cuối cùng. Thừa dịp người không chú ý, nhanh chóng thoát ly đội ngũ, đi đến ngọn lửa doanh trướng bông nhất ra chăn trải ra sàn lộ ra một cái đen nhánh lỗ lớn bên ngoài người nhiều lộn xộn còn là đi chính hiệu an toàn dùng thủ đoạn hắn tự nhiên có thể dùng âm hồn ẩn hình nhưng mà cái này hỗn loạn tràn diện bạch diệu cẩn cùng thúy thúy khẳng định cũng tại bên ngoài nếu là bị hai người bắt tới rất dễ dàng liền hội đoán ra hắn muốn rời đi tiến thêm một bước liền có khả năng đoán ra hắn đã thu hoạch đến thiên cơ lệnh vạn nhất đối phương làm khó có thể là tiếng thối lưỡng nan vừa nghĩ nhảy xuống tai bên trong lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không thật tốt đại hội, một cái lùng tịch giáo giác bàn tử dẫn đầu tiến vào doanh trướng. Phía sau còn theo lấy tôn ân thất cùng với một cái gậy yếu hỏa đầu quân. Thế nào không đi phát tài? Trần Mộc kinh ngạc nhìn lấy ba người. Trình viên lúng túng hồi lâu nói. Người lá gan kia lớn đều không dám đi, ta liền lại không dám. Ý tứ rõ ràng, không có mau bệnh. Trần Mộc đương thời liền vui. Cái này lùng tịch thật thông minh sao? Có mạng lấy tiền, không có mạng hoa a. À? Tôn ân thất lắc đầu cười khổ. Đêm đã khuya, tiền tài động nhân tâm, vạn nhất để người cho chọc đâu. Thất thúc là người biết chuyện. Trần Mộc gật đầu. Ta. Ta nghĩ nàng dâu. Cuối cùng một cái gậy yếu hỏa đầu quân nói. Theo lấy tiếng thành, thời gian ngắn liền đi không được. Lại nói, quân lương không ít. hắc Trần Mộc lập tức cười. nam nhân tốt A. À. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. chương 163 mê thất nguồn mê truyện audio.com bạch lãng bờ sông, một chỗ bí ẩn khúc sông, một khối thảm cỏ đột ngột bị nhấc ra, trần mộc nhảy lên, trịnh viên tôn ân thất ba người theo sát phía sau, leo ra đường hầm trách không được ngươi có thể mỗi ngày chạy ra doanh địa. Trình viên quay đầu nhìn lại, thấu qua bụi cỏ lau, loáng thoáng có thể thấy doanh địa hình dáng. Đừng nói nhảm, nhanh đi. Trần một sắc mặt lại không dễ nhìn. Lúc này ban đêm đã đen kịt, còn sót lại một chút trực trở. Trần một lại nhạy cảm phát hiện, một vệt nhạc màu trắng vũ khí bắt đầu tại không trung tràn ngập. Cái này đoạt nhân tính mạng vũ khí, hắn quá chính. Thành ý. Âm. Một tiếng vang trầm, thành bắt vọng hỏa lâu nóc nhà nháy mắt nổ tung thành ý tự như một khỏa bị máy ném đá ném ra đạn đá. Mang lấy mảnh ngói, gỗ vụn, bùn đất gạch đá, về một lần nện vào cách đó không xa mặt đất. Bùn đất vẫy ra, thành ý toàn thân đen nhánh, hai tay mở to, tê liệt ngã xuống tại đường kính 3 mét trong hố lớn. Hắn khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn mặt đầy lạnh lùng, giống như yêu ma đồ sơn. Ngươi có phải hay không làm ta ngốc? Đồ sơn thản nhiên nói. Cái này bạch vụ, là ngươi dở trò quỷ đi thành ý thông thả đầu này lý hắn hơi hơi nghiêng đầu mặt mang nụ cười không có đầy đủ chỗ tốt ta bằng cái gì giúp ngươi giết người huyết tế liền bằng ngươi quyền đầu đủ cứng sao đã đều muốn giết người ta thuận tay tế luyện một lần pháp khí không quá mức a à, ha 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 thành ý nhếch môi cười điên cuồng tay phải nhoáng một cái một cái thanh đồng dao linh lập tức từ ống tay áo rơi vào tay bên trong dao linh cổ phát nặng nề từng tia từng sợi như thiểm điện đen đỏ đường vân phân bố Nhìn một chút liền làm cho tâm thần người chớp lên. Đen nhánh pháp lực chậm rãi bao trùm Đồ Sơn toàn thân, hắn hai mắt băng lãnh nhìn chầm chầm Dao Linh, sát khí tràn ngập. Muốn giết ta nha. Thành Ý mặt bên trên nụ cười không giảm. Kia ngươi phải chờ một chút. Tối thiểu phải chờ đến tối nay giờ tí, chờ ta giúp ngươi mở ra hoạn âm sách huyết tế pháp trận. Liền là không biết, tới lúc đó, ngươi Đồ Sơn là trước vết ta, còn là trước đi đoạt thiên cơ lệnh. Thành Ý mỉm cười. Đồ Sơn trầm mặt một lát, bình tĩnh nhìn về phía thành ý, đụng tới ngươi, triều phương chết không oan. Ta vì đạo sống, hắn vì đạo chết, đương nhiên không oan. Thành ý mặt bên trên nụ cười càng thịnh, thanh sơn huyện thành nam, một chúng kinh hồng ban thành viên, như ông vỡ tổ sông vào thành bên trong. Từng cái dơ giống lửa đêm, bốn phía đánh đập vơ vét. Một chỗ bí ẩn hẻm nhỏ, ba cái hắc y hán tử, mang theo một cái mờ nhạc đèn lồng, một chân sâu, một chân cạn cẩn thận hướng tay đi tới. Khi chỗ hầm không đáng tin cậy, bên trong thật có tiền hàng. Khuê đà một mặt không tin cái khác ngươi có thể dùng không tin, nhưng mà cái này một chút, ngươi hoàn toàn có thể dùng tin ta. Trước bạch hổ đường đường chủ trương diệt một mặt tự tin. Công kích thang sơn quân dân phu doanh, dưới tay hắn lại lần nữa đoàn diệt, nguyên nhân chính là này sự tình, hắn một lần hành động khôi phục ngày xưa thân phận, lại lần nữa thành vì trước bạch hổ đường đường chủ. Hiện nay chính dẫn phụ tá đắc lực, tiến thành phát tài. Khi thời tiết ta có thể là nhất bang chi chủ. Cả cái thanh sơn huyện, người nào không cho chúng ta hai cái phân tình mọn, Trương Diệp thao thao bất tuyệt nói lên ngày xưa phong quan. Ngươi có thể ngậm miệng đi, liền một cái tiểu huyện thành lưu manh đầu lĩnh, ngươi đều nhanh thổi phá thiên á. Khuê đà không để mình bị đẩy vòng vòng. Lưu manh đầu lĩnh thế nào à nha? Trương Diệp không cho là nhục, ngược lại một mặt tự ngạo. Lưu manh đầu lĩnh tin tức mới linh thông. Hầm tại Tây Thị một gian trong kho hàng, là thủ thành giáo úy Lý Văn Lâm bí mật tu kiến. Lý Văn Lâm tham tại háo sắc bóc lột vô độ. Biết đến hắn bí mật tu kiến hầm, đương thời ta liền cảm thấy đến kỳ quặc, lập tức phái người theo dõi. Hắn mỗi tháng đều muốn hướng kho hàng trong hầm ngầm, tiễn một xe ngựa hầm gỗ. Trương Dịp cười hắc hắc. Người nói bên trong là cái gì? Hắn vơ vét đến tiền hàng. Khuê đã ánh mắt sáng lên. Tám chín phần mười. Trương Dịp quyền phải đập tại lòng bàn tay trái, một mặt chắc chắn. Ta sớm liền muốn cho hắn đào. Trương Dịp hít mắt vui tươi hớn hở nói. Ta còn cố ý tìm ba cái trọng mộ, đường hầm đều cho đào xong, trực thông kia hầm đáng tiếc thời vận không đủ, đụng đến cái bệnh thần kinh, còn chưa kịp động thủ, bạch lãng ban liền tán. Trương Diệp một mặt thổn thức. Khuê đà một nói khó tận nhìn lấy Trương Diệp. Tại lưu manh đầu lĩnh cái này sự tình bên trên, ngươi mẹ nó thật là một cái nhân tài. Trước đây Lý Văn Lâm đột tử, khẳng định không kịp chuyển dời tài phú. Chúng ta theo lấy đường hầm thẳng đến mục tiêu, cái này to lớn tài phú đối chúng ta đến nói, liền như lấy đồ trong túi. Trương Diệp cười ha ha. An tâm theo lấy ca ca đi, chờ lấy phát tài đi lấy đồ trong túi. Khuê đã trừng mắt liếc nhìn Trương Diệp. Dông dài. Trương Diệp một mặt tức giận. Nhanh một chút đi. Quỷ dị sương mù bên trong, Trần Mộc nhíu mày đi tới. Vừa mới vẫn chỉ là sương mù, mặt trời xuống núi, vũ khí liền nhanh chóng nồng đậm lên đến. Hiện nay đã đưa tay không thấy năm ngón tay. Hắn chỉ có thể dựa vào ký ức phương hướng lục lọi tiến lên. Bàn tử, theo sát một chút, cũng nhanh đến. Trần Mộc không xác định nói. Nhưng đi được hai bước, Trần Mộc đột nhiên dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu. Thân sau lại chỉ còn lại một mảnh mê vụ. Nguyên bản theo sau lưng trịnh viên mấy người, đã sớm không có bóng dáng. Trần Mộc trái tim đột nhiên một nhảy. Bàn tử. Thất thúc. Trần Mộc cất giọng hét to. Có thể nương theo thanh âm khuếch tán, chung quanh một chút tiếng đáp lại âm đều không có. Không chỉ như đây, trùng tiếng phong thanh tiếng nước toàn bộ biến mất. Liên tự như đột ngột đi vào một cái trống trải cách âm đại sảnh. Yên tĩnh để nhân tâm kinh không thể chờ. Trần Mộc lại gào thét hai tiếng, vẫn không có hồi âm. Hắn lúc này bước nhanh mà rời đi. Hắn không nghĩ tại cái này quỷ dị sương mù bên trong ở lại một phút. Hai khắc đồng hồ về sau, Trần Mộc sắc mặt khó coi dừng bước lại. Hắn lạc đường. Cái này trong sương mù dày đặc vẫn y như cũ yên tĩnh, chung quanh một mảnh trắng xóa. Ngũ quỷ âm hồn tái hiện, có thể vừa hóa thành âm hồn hình thái, liền khói đen tán loạn, một lần nữa biến thành người giấy. Âm hồn bị áp chế. Hoạn âm sách thành ý, triều phương. Có tường xám, bất kỳ cái gì kỹ năng sớm muộn luyện thành, thực tại không nên ham muốn linh giáp thuộc độ thuần thục. Trần Mộc có chút hối hận. Được thiên cơ lệnh đêm đó liền nên đi. Chính ảo não, bên cạnh bạch vụ đột nhiên một trận cuồng cuồng. Một cái thân xuyên màu xám ăn mặc gọn gàng hán tử xông ra mê vụ, tay phải hắn nâng lấy yêu đao, tay trái đem một cái nhúm máu bao màu đen phục che ở trước ngực. Nhìn đến Trần Mộc, mặt bên trên lập tức tái hiện thần sắc sợ hãi. Hạ ý thức lui về sau hai bước, chợt lại ngừng xuống. Hắn hai mắt huyết ti dày đặc, hung hăng trừng lấy Trần Mộc. Khi ngươi còn sống ta có thể giết ngươi, ngươi chết rồi, ta như thường có thể giết. Nói lấy dơ lên yêu đao, ngang nhiên phóng tới Trần Mộc. Âm. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Không lưng, tông bự đồng dạng, bay ngược lại mà về. Rơi xuống ngoẹo đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Đối phương bảo hộ ở ngực bao quần áo tản mát, tiền đồng bạc vụn, ngọc thạch, dây chuyền trân châu rơi lả tả trên đất. Trần Mộc nhíu mày nhìn lấy trắng hắn cướp xong tiền hàng chạy ra đến. Dết đỏ mắt rồi. Nhưng nhìn lấy nhìn, liền phát hiện kia tráng hán đột nhiên ngoẹo đầu, liền triệt để không có sinh tức. Trần Mộc lập tức trái tim phát lạnh. Hắn vừa rồi lời nói động thủ lưu lại phân tắc, chỉ đem người đánh hôn. Là cái này bạch vụ. Cần phải mau chóng rời đi. Này người chạy tới phương hướng, tất nhiên là thanh sơn huyện thành. Không thể đi chỗ kia. Trần Mộc quay đầu liền dọc theo hán tử vừa mới chạy phương hướng mà đi. Có thể mới đi ra ngoài mấy trăm mét, một cái toàn thân vết máu hán tử liền đối diện chạy tới đối phương nhìn đến trần mộc liền tựa như nhìn đến cái gì khủng bố quỷ quái hét lên một tiếng quay đầu liền chạy trần mộc lập tức cương lại tại chỗ như là vừa mới hán tử kia đến hướng là huyện thành kia cái này người đến hướng là nơi nào từng đợt sợ hãi kêu thảm đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến trần mộc mờ mịt bốn phương hắn triệt để mê thất tại nồng vụ truyện đã en hay hấp dẫn xứng đáng để đọc tết siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 164 Trở lại chốn cũ Nguồn Mê truyện audio.com Nồng đậm bạch vụ, Trần Mộc dạo bước trong đó Tràng đầy sợ hãi kêu thảm gào thét, lúc này từ trong sương mù truyền đến Chợt có mấy cái tráng hán xông ra nồng vụ, đi đến Trần Mộc trước mắt, không không đầy người vết thương tiên huyết, kinh khủng sụp đổ điên cuồng công kích Giáp phát bao trùm toàn thân, không quản là hút hút sinh mệnh nồng vụ, còn là phát điên hán tử, đều vô pháp đối Trần Mộc tạo thành uy hiếp có thể hắn lại nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao chạy chạy không đi không có phương hướng ta hiện tại đến cùng thân tại chỗ nào trần một sắc mặt khó coi cũng không biết đi được bao lâu trước mắt vũ khí bỗng nhiên biến đến mờ nhạt chung quanh cảnh sát biến đến quen thuộc trần một đột nhiên ngẩng đầu thiên nhất trai lúc nào trần một con ngươi bỗng nhiên co lại chính mình rõ ràng tại thành đông bên ngoài bạch lãng bờ sông lại không biết tại thời điểm nào tiến thành càng không biết như thế nào đi đến này chỗ trong bất tri bất giác hắn đã bị nào đó loại không rõ lực lượng mê hoặc giác quan rối loạn phương hướng hắn quay người liền nghĩ chạy một cổ vô hình lực lượng đột ngột bao phủ toàn thân hắn giống như bị ném vào đáy biển chỗ sâu áp lực cực lớn bốn phương tám hướng không gốc chết đem hắn dồn ép tại tại chỗ không thể động đậy chút nào chợt cái này cổ lực lượng chậm rãi tăng lực đem hắn lăn không nhấc lên thay đổi thân hình tôn đại vượng đã lâu không gặp nha một cái thân xuyên xanh biết cân vạc vấy áo xinh sáng thân ảnh, xuất hiện tại Trần Mộc trước mắt. Thúy Thúy. Là, cũng chỉ có Thúy Thúy cái này vì sở hữu trí tuệ cường đại âm hồn, mới có thể như này lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng chính mình tâm thần. Để chính mình phương hướng rối loạn, bất tri bất giác đến chỗ này. Để xông vào Thanh Sơn huyện người rơi vào sợ hãi, điên cuồng chém giết. Trần Mộc trong lòng dâng lên một cổ hiểu ra huyễn hóa khủng bố, công kích tâm thần, đây chẳng phải là âm hồn thủ đoạn. Mà Thúy Thúy năng lực bao phủ cả cái Thanh Sơn huyện. Thanh Sơn huyện thành, cửa đông. Âm. Thượng quan Kỷ giống như như đạn pháo bay ngược lại, quanh một lần nện vào thành tường bên trên. Hắn mặt đầy không thể tin tưởng nhìn chầm chầm phía dưới bóng người. Người. Bạch Diệu cẩn một tay bắt lấy thượng quan ngọc cổ chân, tóm lấy hắn đi đến thành tường phía dưới, ngẩng đầu mặt không biểu tình nhìn lấy thượng quan kỹ. Thượng quan ngọc có thể là bọn hắn nhà trăm năm khó gặp đến thiên tài. Đạo cốt trời sinh, sớm thôi phát huyết mạch. Một ngày cầm tới thiên cơ lệnh đi tới hải ngoại, Thượng quan gia liền có trở thành ngàn năm thế gia căn cơ. Có thể lúc này lại bị bạch diệu cẩn kéo giống như chó chết tóm lấy, sinh tử chưa biết. Thường quan kỹ sắc mặt lập tức một biến. Khó hiểu, lo lắng, phẫn nộ nháy mắt tràn ngập nội tâm. Hắn rút ra rơi vào thành tường bên trong tứ chi thân thể, hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh nói. Thượng quan gia cùng bạch gia là trăm năm giao tình, ta nghĩ biết rõ vì cái gì. Bạch Diệu cẩn bình tĩnh nhìn hắn, giơ tay chỉ chỉ thượng quan kỹ cổ tay phải. Vô định hoàng ngươi dám ngấp nghé ta nhà gia truyền pháp khí thượng quan kỹ không khỏi hiếp mắt hắn hai mắt băng lãnh nhìn lấy bạch diệu cẩn ta bảo đảm ta hội để các ngươi bạch gia chết không toàn thây một con chó đều chớ nghĩ sống bạch diệu cẩn lại không chút nào ba động hai mắt bình tĩnh nhìn thượng quan kỹ ta chỉ là cầm về thứ thuộc về ta không có quên mất thượng quan gia gia huống bên trong ghi chép a biết rõ vô định hoàng là thế nào đến sao thượng quan kỹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại căn cứ gia tộc bí mật ghi chép, thượng quan lão tổ nghèo rất mùng tơi thời khắc, đụng đến dị nhân chỉ điểm. Sau mượn tới pháp khí vô định hoàng, kích phát huyết mạch, cái này mới cuộc khởi. Phát triển đến nay, thành vị Nam Dương phủ đệ nhất đại gia tộc. Bạch gia liền là năm đó cái kia dị nhân hậu nhân. Là, Bạch gia cùng thượng quan gia giao tình, chính là từ hơn trăm năm trước bắt đầu. Không khả năng. Thượng quan kỹ tuyệt đối phủ nhận. Không biết ngươi từ nơi nào dừng tay ta gia tộc bí mật nhưng mà muốn mượn này gạt ta gia tộc pháp khí, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bạch Diệu cẩn sắc mặt đạm nhiên. Muốn kéo dài thời gian. Phát động vô định hoàng. Thượng quan kỹ con ngươi có rụt lại. Bạch Diệu cẩn nhẹ nhàng giơ tay. Phốc. Một mực bọc tại thượng quan kỹ tay phải bên trên màu vàng sậm vòng tròn, bỗng nhiên co lại, nháy mắt liền đem thượng quan kỹ cổ tay phải nắm chặt cắt đứt. Vèo một lần bay đến Bạch Diệu cẩn thân trước. Nàng nhìn vẻ mặt hoảng sợ thượng quan kỹ thản nhiên nói. Có vay có trả, trăm năm trước trướng, các ngươi thượng quan gia nên còn. Thanh Sơn huyện Tây Thị Thiên nhất trai. gian phòng bên trong vuông vứt mặt đất bên trên, có thêm một cái đường kính 3 mét, không biết sâu cạn lỗ lớn, sâu dưới lòng đất, trong suốt xanh biết quan mang chiếu rọi vách động. Dọc theo lỗ lớn đi sâu vào hơn 10 mét, một cái giống như kiếp trước sân bóng rổ kia lớn không gian dưới đất xuất hiện. Không gian cao 5-6 mét, trên dưới trái phải trước sau, đều khảm nạm cả vách đá. Nó bên trên dùng phiêu vật chữ lớn khắc lấy từng trang từng trang sách kinh văn chữ viết cổ phát, che một tầng hơi mỏng cho bụi. Trần Mộc bị Thúy Thúy Lăng không hơi nâng, nằm ngang lấy bay vào trong lòng đất, đập vào mắt liền là đỉnh đầu thạch bích bên trên đạo kinh. Bất thức huyền trung điên đảo điên, tranh tri hỏa lý hảo tài liên. Khiên tương bạch hổ quy gia dưỡng, sản cá minh châu tự nguyệt viên. Tự hồ, tại chỗ nào gặp qua. Không chờ hắn nghĩ minh bạch, liền bị Thúy Thúy bày ra thân thể, đứng trên mặt đất. Một cái dài rộng ít nhất 4 mét hình vuông thạch đài đập vào mi mắt. Thạch đài ngang eo cao, biểu hiện trình đánh bóng màu đen, góc cạnh rõ ràng. Hắn bỗng dưng lơ lửng một cái đường kính 2 mét, do màu đen ti tuyến cuốn quanh mà thành tuyến đoàn. Trần Mộc nhìn kỹ lại, kia màu đen ti tuyến không thấy thu xếp, rõ ràng liền là không biết nhiều dài âm minh ti. Phải dùng nhiều ít nhân mệnh mới có thể dưỡng ra cái này đoàn âm minh ti. Trần Mộc lập tức tê cả da đầu. Mà tại mạng đoàn chung quanh thì có bốn cái thúy ngọc hồ lô, vệ tinh, xoay chậm chậm, tán phát xanh biết huỳnh quang. Cái này là Trần Mộc trái tim rung mạnh chỗ này thế nào sẽ có thiên cơ lệnh ngoài ý muốn a à? thúy thúy mỉm cười nơi này chính là ngưng tụ thiên cơ lệnh địa phương biết rõ chế tạo tài liệu là cái gì sao thúy thúy cười ý vị thăm trường trần mộc gia đầu lập tức lông tơ dựng thẳng hắn nghĩ tới đỉnh đầu lên kia chút rơi vào khủng bố điên cuồng chém giết người loại tin tức này là hắn có thể biết đến sao chúng ta ngày xưa không oán gần đây không sầu ta còn cho ngươi làm kia nhiều thịt nướng trần mộc thành khẩn nhìn lấy thúy thúy có thể không giết ta sao thúy thúy một mặt kinh ngạc nhìn lấy trần mộc nói cái gì mê sảng ta không có tính toán giết ngươi ta chỉ là muốn cùng ngươi cộng sinh cái kia tiểu khả ái mà thôi trần mộc lập tức bừng tỉnh cái này liền là thúy thúy tiếp cận chính mình nguyên nhân nhưng ta không có cộng sinh âm hồn a à, đây chẳng qua là ngũ quỷ người giấy mà thôi hắn do dự một lát không có vội vã nói ngũ quỷ đại sự tình ngược lại bình tĩnh tìm hiểu rút ta cộng sinh âm hồn ta sẽ như thế nào Thúy Thúy ngồi tại thạch đài một bên, hai tay chống tại thân thể hai bên, hai chân lão đảo. Nghe đến Trần Mộc tra hỏi, nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút mỉm cười nói. Sẽ không chết. Trần Mộc lại không có chút nào vui mừng. Vẹn vẹn là sẽ không chết sao? Ngươi nhìn cái này dạng được hay không? Ta đem cộng sinh âm hồn chủ động lấy ra cho ngươi. Ngươi thả ta đi. Thúy Thúy lắc đầu cười nói. Lại nói mê sản. Đều đã cộng sinh, thế nào khả năng chính mình lấy ra? Chỉ có dùng đảng hồn hút phách pháp khí, tài năng rút ra Đảng hồn hút phách Trần một trái tim lập tức phát lạnh Chính mình cho dù không chết, chỉ sợ cũng tàn phế đi Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết Siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 165 Thế thân Nguồn Mê truyện audio.com Một chỗ u ám trong lòng đất không gian bên trong Mặt đất buồn đất đột nhiên một trận buông lỏng Sau đó oanh một lần hướng phía dưới sụp xuống trương dịp ba người lập tức đầy bụi đất. Ba người một bên khuấy động đầu bùn đất, một bên bôi đen bò lên trên hang động. Phi phi. Chân phồn, nhanh. Đốt đèn. Trương dịp không để ý mặt bên trên cho bụi, hung hăng nhổ ra miệng bên trong bùn đất, lớn tiếng kêu la. Một khắc đồng hồ về sau, khuê đã mắt liếc thấy trương dịp. Lấy đồ trong túi ha. Ngậm miệng. Trương dịp nét mặt già nua đỏ bừng, râu quai nón đều ngăn không được. Hắn trừng lấy đầy cái rương đau thuẫn giáp trụ, mặt đầy phẫn nộ đại gan chó Lý Văn Lâm, giấu nhiều như vậy binh khí, cái này mẹ nó là muốn tạo phản a. Trương Diệp khí tâm đau. Mộng phát tài, liền cái này không có dấu hiệu nào phá diệt a, đại ca, nhanh đến nhìn. Chân phồn đột nhiên hô to. Có bảo bối. Vừa mới còn một mặt quệ oải Trương Diệp, lập tức mặt đầy hưng phấn phóng tới xó xỉnh. Khuê đã theo sát phía sau. Ba người nhìn nhìn dưới chân phủ đầy hoa văn tảng đá mặt đất, lại nhìn nhìn bên cạnh tảng mát công cụ, hai mặt nhìn nhau. Công cụ đủ loại, dây thừng có móc, ngọn nến, cái xẻng, xà ben, gương đồng, dây thừng đỏ, còn có một trương nhỏ thuốc súng. Trương Diệp mặt đầy ngạc nhiên. Lý Văn Lâm không chỉ muốn tạo phản, hắn còn trộm mộ. Chật trên mặt hắn liền không thể ức chế lộ ra tiếu dung. Cơ hội phát tài cái này không liền tới rồi sao? Đại mộ tìm tới, công cụ đầy đủ, thậm chí chứa tiền hàng cái rương đều chuẩn bị tốt. Cái này đầy mộ huyệt tài phú, đối chúng ta đến nói không liền như giò xét. Ô ô ô ô. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị khuê đà một tay bịt miệng ngươi nhanh ngậm miệng đi thiên nhất trai bên trong mật thất dưới đất trần mộc không nói thêm gì nữa mắt hắn híp lại phát lực dâng lên bắp thịt toàn thân nhanh chóng bành trướng trong chớp mắt liền biến thành một cái một m 9 tráng hắn. thúy thúy một mặt tháng phục ngươi lực lượng thật lớn trần mộc lại không để ý tới bỗng nhiên bạo phát toàn thân lực lượng cố gắng nhấc lên hai tay nhưng rất nhanh liền bị quanh người ở khắp mọi nơi lực lượng áp chế lại Thúy Thúy buông lỏng một hơi, nhìn về phía Trần Mộc ánh mắt càng phát ngạc nhiên. Đừng dãy dụa, trừ phi ngươi luyện thành linh quan, nếu không không có dùng. Hắn vừa nghĩ lại thử, chợt cảm thấy dưới da truyền đến một cổ thư sướng cảm giác, tự như vừa tỉnh ngủ lúc ngứa cảm giác. Đồng thời làn da nhanh chóng biến hóa, từng tia từng tia cảm giác mát lan tràn, giống như một trương lưới tơ tại nhanh chóng hội tụ biên dịch. Nương theo biến hóa, quanh người vô hình áp lực lại lại chậm chậm giảm nhỏ. Nguyên bản giam cầm giống băng phong, hiện nay lại giống mềm mại sền sệt chất keo. Vân thận linh giáp thuật. Trần Mộc trái tim đại hỷ. Hắn liền bận khống chế biểu tình, làm ra âm trầm bộ dáng. Thực tế là chủ động điều tiết hô hấp, phối hợp linh giáp thuật cải tạo làn da. Thiên nhất trai cánh cửa, Bạch Diệu cẩn lẳng lặng đứng tại trong sương mù dày đặc. Một đến bóng người nhanh chóng phá vỡ nồng vụ mà tới. Hai người cách nhau 5 mét đứng vững. Từ khấu thanh, sống, tả thắng đem trong tay nâng lấy người để xuống, cảnh giác nhìn trước mắt cái này hùng tráng thân ảnh, trái tim cảm giác nguy hiểm đường thẳng tăng tiến. Bạch Diệu cẩn bình tĩnh nhìn tả thắng, giơ tay ném ra hai mai thúy ngọc hồ lô. Tả thắng xé nát ống tay áo, cách bàn tay tiếp lấy hồ lô, quan sát hai mắt, chợt bao khỏa thu vào ngực bên trong. Chúng ta thanh toán xong rồi. Tả thắng buông lỏng một hơi nhẹ giọng hỏi. Thanh toán xong. Bạch Diệu cẩn nhàn nhạt gật đầu. Cáo từ. Tả thắng chấp tay, quay người chui vào mê vụ nhanh chóng biến mất liền cái này để hắn đi thành ý từ thiên nhất trai bên trong đi ra không sợ hắn tiết lộ bí mật của ngươi bạch diệu cẩn bình tĩnh nói hắn không cần thiết cũng không dám ngươi liền cái này tự tin thành ý trầm giọng nói ta chỉ tin người chết tài năng bảo thủ bí mật bạch diệu cẩn liếc một mắt thành ý không cần thử dò xét ta không động hắn càng sẽ không động tới ngươi thanh phong quán cùng chúng ta nguồn gốc sao ngươi biết đến còn phải xa xưa hơn Thành Ý biểu môi cười lạnh. Bạch Diệu cẩn lại không tiếp tục để ý, đem từ Khấu Thanh kéo vào gian phòng, để hắn cùng hôn mê bất tỉnh thượng quan ngọc cùng hàng trưng bày. Sau đó từ ống tay áo bên trong cầm ra một cái lớn cỡ bàn tay hoàng bị hồ lô. Cái hồ lô này, Thành Ý con ngươi co rụt lại. Cái này không phải vu ấn tùy thân pháp khí sao? Ta nói qua, chúng ta cùng Thanh Phong quán nguồn gốc rất sâu. Bạch Diệu cẩn thản nhiên nói, chợt mở ra hồ lô. Hai đoàn màu trắng vũ khí từ trong hồ lô bay ra, chui vào hai người thể nội hôn mê bất tỉnh hai người lập tức kịch liệt co quắp bạch diệu cẩn quay đầu nhìn về phía thành ý cũng nghiêng đầu ra hiệu thành ý sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy hai người móc ra vô tâm linh đột nhiên lay động nương theo một tiếng chuông vang hai đoàn rõ ràng lớn hơn một vòng khói trắng lập tức bay ra bạch diệu cẩn lúc này chấp lên hoàng bị hồ lô đem hai đoàn khói trắng thu vào trong đó thành ý trong lòng hơi động đột nhiên hỏi có phổ thông người có thể ngăn lại vô tâm linh sao không có bạch diệu cẩn nhẹ nhàng lắc đầu Thành Ý lông mày lập tức hơi nhíu. Trước đây thật chẳng lẽ là chính mình thao tác sai lầm? "Ta muốn đi." Thành Ý mở miệng nói. "Còn có một cái người." Bạch Diệu Cẩn quay đầu nói. "Ngươi nghĩ chơi xấu?" Thành Ý tay cầm vô tâm linh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Diệu Cẩn nói, "Bạch Diệu Cẩn bình tĩnh nhìn Thành Ý, ngươi xác định muốn đồng thủ với ta." Trong lòng đất không gian bên trong, Trần Mộc mặt không biểu tình, lặng lẽ thôi động linh giáp thuật, kỳ vọng để quanh thân lực trói buộc đạo biến càng nhỏ một chút. Nhìn đến không ngừng quan sát chính mình Thúy Thúy, Trần Mộc nhìn không được giật mình trong lòng. Hắn lúc này tỉnh táo quay sang nhìn, "Ngươi vì cái gì muốn cộng sinh âm hồn?" Thúy Thúy vẫn y như cũ tới lui chân, mỉm cười nói, "Nghe qua dân gian truyền thuyết bên trong, thủy quỷ cố sự sao? Muốn rời đi trói buộc, phải có cái vật thay thế." Thúy Thúy nhún vai, ngửa đầu nhìn phía sau hắc tuyến đoạn một mực vui sướng xinh sáng mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra một tia u ám chi sắc. "Ta tại chỗ này, ngốc quá lâu." trần mộc không khỏi nhìn về phía kia đoàn âm minh ti xuyên qua nhỏ bé khe hở mơ hồ đen đỏ quang mang lộ ra trần mộc nhìn kỹ lại chỉ gặp một cái bóng rổ lớn nhỏ đen đỏ giao nhau khói đoàn tại trong đó bành trướng co lại giống như trái tim một dạng khiêu động không ngừng kia là thúy thúy bản thể hắn bị âm minh ti cùng bốn phương tế đàn khốn tại chỗ này ta không phải ngươi kế hoạch ban đầu à trần mộc hiếp mắt hỏi thúy thúy cười hì hì đụng đến ngươi hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn ta cần thiết một cái cùng đẳng cấp đồng loại. Phổ thông tiểu khả ái không có kia tiềm lực. Mặc dù ta đã cố ý bồi dưỡng, nhưng mà chung quy là nhà dưỡng, không bằng ngươi cái này loại hoang dại có tiềm lực. Thúy Thúy cười nói. Vạn nhất vô pháp từ ta thể nội rút ra cộng sinh âm hồn đâu. Trần Mộc thử thăm dò hỏi. Hắn là thật không có. Kia không khả năng, vô tâm linh sở trường về đảng hồn hút phách, đặc biệt khắc chế âm hồn, sẽ không sai lầm. Thúy Thúy hỗn không để ý, vô tâm linh. Trần Mộc trái tim nhịn không được một nhảy. Một cổ lâu xa ký ức đột nhiên tại não hải bên trong tái hiện. Bất thức huyền trung điên đảo điên, tranh tri hỏa lý hảo tài liên. Khiên tương bạch hổ quy gia dưỡng, sản cá minh châu tự nguyệt viên. Thành phong quán, tổ sư điện. Nguyên lai like như này. Bất quá, trước đây thành ý, tự hồ liền vùng trọng đối ta dùng qua vô tâm linh. Kết quả. Hà. Cái này lúc, hai đến bóng người đột ngột từ đỉnh động khẩu nhảy vào. Liền là hắn sao? thành ý sắc mặt khó coi mà hỏi. Nhìn lấy một thân đạo sĩ ăn mặc, tay bên trong bắt lấy một cái quen thuộc chuông đồng thành ý, Trần Mộc nhìn không được nhếch lên khóe miệng. Hắc! Cái này không phải khéo sao? Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết? Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 166 Phá cục Nguồn Mê truyện audio com Ken Giống như va chạm chuông đồng thanh âm, tại trong lòng đất không gian bên trong bỗng nhiên vang lên thành ý nhìn chầm chầm trần mộc mặt bên trên chậm rãi lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạch diệu cẩn có cái gì sự tình không phải mới vừa nói phổ thông người ngăn không được vô tâm linh sao bạch diệu cẩn nhíu mày nhìn chầm chằm trần mộc thử một lần nữa thành ý lúc này chấp lên vô tâm linh chuông đồng tiếng vang lại lần nữa tràn ngập trong lòng đất không gian trần mộc lại vẫn y như cũ không hề bị lay động trần mộc hơi hơi cúi đầu hai bên khóe miệng đồng thời nhếch lên mỉm cười nhìn về phía thành ý, muốn không, ngươi lại thử thử. Không biết làm tại sao, thành ý cảm giác trái tim thật giống như bị người hung hăng nắm lấy. Một cổ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra, hắn nhịn không được hét lớn. Ngươi đến cùng là người nào? Trần Mộc thu hồi tiếu dung, hờ hững nhìn về phía đối phương. Ngũ quỷ bàn sơn. Một đoàn khói đen đột nhiên tại thành ý thân trước tái hiện, bỗng nhiên hướng hắn bao phủ tới. Ngay tại lúc đó, Trần Mộc toàn thân phách lực lại lần nữa bạo phát từng ti từng ti luồn ngân sắc ti tuyến tại dưới da như ẩn như hiện. Ha! Rống to một tiếng, hắn hung hăng hoảng động thân thể. Rầm rầm. Vừa mới còn một mực bao phủ hắn vô hình lực lượng, liền giống bị định hải thần châm khuấy động lên đến nước biển. Ngã trái ngã phải, lại cũng vô pháp ảnh hưởng hắn chút nào. Sau một khắc, Trần Mộc tại Thúy Thúy trận mắt hốc mồm vẻ mặt, ngàn nhiên phóng tới Bạch Diệu Cẩn. Ken. Tự như kim loại va chạm. Hai đôi đen nhánh quyền đầu, tại giữa không trung hung hăng đối kích một vòng khí lãng từ va chạm chỗ ầm vang khuếch tán mà đi. Không khả năng. Thúy Thúy cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, một mặt bất khả tư nghị trừng lấy Trần Mộc. Ngươi sao có thể thoát ra ta khí cấm trăm dặm? Bạch Diệu cẩn mặt bên trên vẫn không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Lực lượng lại biến cường rồi. Trần Mộc đồng dạng nhìn không được kinh hãi. Hiện nay chính mình vân thận luyện hình thuộc giáp phách viên mãn, điệp ra cái khác sáu loại luyện hình thuộc phách lực, Bạch Diệu cẩn lại vẫn có thể tiếp lấy. Ngươi lại thật có thể cùng ta phân cao thấp. Bạch Diệu Cẩn một mực bình tĩnh mặt bên trên, hiếm thấy lộ ra cùng nhiệt thần sắc. Đến đi. Cùng ta hảo hảo đánh một trận. Nàng vừa dứt lời, hai quyền liền giống như như mưa rơi, lít nha lít nhít đánh về phía Trần Mộc. Trần Mộc không cam yếu thế. Dùng trong tay áo kiếm tụ lực phương pháp thôi động hai quyền, vốn liền tráng kiện cánh tay, lại lần nữa bành trướng. Quyền đầu càng là giống như ông mật cánh, ông 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 đem không khí đâm xuyên. Ken ken ken. Liên miên bất tuyệt tiếng vang bỗng nhiên tràn ngập trong lòng đất không gian. Trần Mộc mặt đầy cùng nhiệt nhìn lấy Bạch Diệu Cẩn. Ta tập võ 13 năm, chưa từng có người có thể tại lực lượng cùng ta cân sức ngang tài. Hắn nước ra miệng lớn, lộ ra trắng đậm răng, một mặt hung hãn trừng lấy Bạch Diệu Cẩn. Hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhìn nhìn đến cùng là người nào lực lượng càng lớn, người nào quyền đầu càng mạnh. Thống khoái. Bạch Diệu Cẩn phóng khoáng cười to. Hai quyền thiết chu y một dạng đập ra, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nặng. Tiểu Bạch, không muốn để lỡ chính sự. Thúy Thúy lại một bên lo lắng thúc giục. Ngậm miệng. Ta từ nhỏ nữ sinh nam tướng, luyện thành một bộ đồng gân thiết cốt. Có thể ta không tại ý người khác tầm mắt, cho dù người nhà chế giễu cũng vui vẻ chịu đựng. Hành động là vì cái gì? Là cực hạn lực lượng. Những cái được gọi là cao thủ liền giống bùng oa oa, không chịu nổi một kích. Đối thủ khó tìm, hôm nay người nào đều không thể ngăn ta. Trận một đồng dạng mặt đầy cùng nhiệt, phách lực thôi phát đến cực hạn, cả cái người lại lần nữa mập một vòng, toàn thân y phục đều bị khủng bố cơ thịt chống xé nát. Đến A. Ken. Tự như hơn 10 cái chung đồng đồng thời bị đụng vang thanh âm bỗng nhiên bạo phát. Trần Mộc cùng Bạch Diệu cẩn hai quyền lại lần nữa đụng nhau. Dư ba khuếch tán, một cơn gió lớn từ giữa hai người hiện lên. Ha ha ha. Thống khoái. Bạch Diệu cẩn phóng khoáng cười to. Trần Mộc đồng dạng cười to. Ha ha ha. Ngũ quỷ bàn sơn nương theo một thân nổ vang, sặc người nồng đầm khói đen bay lên, rầm rầm, một mảng lớn bùn đất rơi xuống, vốn liền toàn thân bùn đất trương diệp ba người càng phát chật vật không chịu nổi, trương diệp lại chút nào không thấy uể oải, hứng thú bừng bừng đi đến bạo tạc cái hố bên cạnh, trong lòng đất thạch bản bị thuốc súng nổ tung một nửa mét sâu hố lớn, dày như vậy, trương diệp sắc mặt không dễ nhìn, lão đại, lại nổ một lần cái này động liền muốn sập chân phồn đầu bên trên đỉnh lấy một nắm bùn thổ, ngẩng đầu nhìn hầm đỉnh, một mặt khẩn trương. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trương Diệp cắn răng. Tiếp tục nổ. Khuê đã không quan trọng nhúng nhúng vai. Nghĩ dây vào liền dây vào thôi, ngược lại hắn đối theo lấy Trương Diệp phát tại cái này sự tình đã triệt để coi nhẹ. Lão đại. Ta có phải hay không hoa mắt rồi? Chân phồn nhìn chầm chầm cái hố, thanh âm đột nhiên run rẩy lên. Nhìn ngươi nhát gan, chúng ta còn không có hạ mộ đâu. Trương Diệp một mặt bất mãn, Bên cạnh khuê đà xanh cả mặt, hung hăng lôi kéo trương diệp ống tay áo. Làm gì? Trương diệp trừng lấy khuê đà. Mau nhìn. Khuê đà răng đều muốn rung lên. Chỉ gặp nguyên bản nửa mét sâu, hai mét đường kính hố lớn, hiện nay lại tại chậm rãi kiên định thu nhỏ. Liên tự như sinh trưởng mầm thịt đồng dạng, nhỏ bé hòn đá không ngừng mọc thêm bổ sung. Cái này mộ. Là mẹ nó sống. Trương diệp đương thời liền tê cả da đầu. Muốn không? Chúng ta chạy đi khí cấm trăm dặm. Thúy Thúy cực tốc vung tay. Một tầng lực lượng vô hình bỗng nhiên hàng lâm bạch diệu cẩn đỉnh đầu. Giống như cây dù, đem một mảnh đủ dùng bao trùm nửa cái sân bóng rổ hát vân. Một mực ngăn tại mật thất đỉnh. Trần Mộc hai quyền nhanh chóng biến chưởng, một cái nắm lấy bạch diệu cẩn tay cổ tay. Không để ý thân thể bị cực tốc rút ra tinh khí mang đến suy yếu. Hét lớn một tiếng, tăng lực thôi động ngũ quỷ bàn sơn. Hà! Khí cấm trăm dặm bí pháp, lập tức biến đến lung lay sắp đổ bạch diệu cẩn sắc mặt đại biến hai tay phát lực lại trước sau vô pháp tránh thoát hai chân lúc này liên tục đá ra trần Mục lại cười ha ha gắt gao nhìn chầm chầm đối phương hai chân như vòng liều mạng liều mạng người nào mẹ nó muốn hại ta liều mạng lão tử cũng đến gặm xuống một miếng thịt đến thành ý thúy thúy lo lắng hô to thành ý đứng ở trong góc nhỏ hắn sắc mặt tái nhợt cánh tay phải đứt tận gốc như không phải vừa mới tránh né lập tức nửa người đều muốn bị chặt đứt nghe đến gào thét thành ý lập tức da mặt siết chặt sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn về phía đỉnh đầu hát vân thành ý thúy thúy lại lần nữa gào thét trần Mộc con mắt đột nhiên chuyển động băng lãnh tầm mắt chết chết nhìn thẳng thành ý khi điên cùng bên trong mang lấy lạnh lùng tầm mắt giống như đã gặp để thành ý trái tim rung lên hắn nhìn lấy trần mộc hung hăng cắn răng thân ảnh nháy mắt biến mất tại tại chỗ sau một khắc lại xuất hiện tại bốn phương tế đàn bên cạnh bắt đầu lấy xuống hai khỏa thúy ngọc hồ lô thành ý cắn răng nhìn về phía bạch diệu cẩn cái này là ta nên được. chợt không để ý hai người giằng co, chui vào phía trên cửa động, chớp mắt biến mất. Trần Mộc cười càng phát vui vẻ. âm. Trần Mộc cùng Bạch Diệu cẩn hai chân lại lần nữa đụng nhau. Bạch Diệu cẩn hít sâu một hơi, hai tay phát lực giống như lạc thiết phát đỏ. một cổ nhói nhói đột ngột truyền vào Trần Mộc lòng bàn tay. Bạch Diệu cẩn thừa cơ phát lực, nhanh chóng tránh thoát trói buộc. chợt lui về sau kéo dài khoảng cách, mặt bên trên đã không có vừa mới cùng nhiệt. dừng tay. Thúy Thúy đồng dạng tức giận không muốn bị khốn tại chỗ này, người tốt nhất ngẩng đầu nhìn. Trần Mộc Thu về ngủ quỷ, để năm đoàn khói đen ở xung quanh người tràn ngập. Con mắt nhìn chầm chầm đối diện hai người, dư quan nhìn lên trên. Nguyên bản đường kính hơn 3 mét đại động khẩu, hiện nay đã thu nhỏ đến 2 mét, Trần Mộc giật mình trong lòng, trách không được thành ý chạy nhanh như vậy. Mật thất cấm chế đã bị kích phát, cửa động rất nhanh liền hồi biến mất. Tiếp tục đánh xuống, đối người ta đều không chỗ tốt, dừng tay như thế nào. Bạch Diệu Cẩn Bình tĩnh nói, trần mộc nhìn nhìn cửa động lại nhìn một chút ra vẻ tỉnh táo thúy thúy a à. trần mộc khóe miệng nhếch lên nghĩ bắt liền bắt hình thế không ổn lại nghĩ dừng tay giảng hòa coi ta là buồn nặng sao trần mộc lạnh lùng nhìn lấy một người một quỷ ngươi thật sự cho rằng ta hồi sợ chết bạch diệu cẩn nhìn chằm chằm trần mộc không nói một lời thúy thúy hung hăng trừng lấy trần mộc thúy thúy bạch diệu cẩn thản nhiên nói bốn phương tế thái thượng cuối cùng hai mai thiên cơ lệnh bỗng dưng bay lên chậm rãi bay đến Trần Mộc thân trước. Thúy Thúy một mặt căm tức nhìn chằm chằm Trần Mộc. "Nhanh đi." Trần Mộc hừ lạnh một âm thanh, giữa không trung khói đen tràn ngập, thiên cơ lệnh lập tức bị di chuyển biến mất. Sau một khắc, cuồn cuộn khói đen tại Trần Mộc dưới chân tập trung, nâng lấy hắn từ từ đi lên. Trần Mộc lạnh lùng nhìn lấy hai người. Lần sau gặp mặt, người chết ta sống. Chờ khói đen lăn lộn, nâng lấy Trần Mộc nhảy vào cửa động, nhanh chóng biến mất. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 167 Trở về Nguồn Mê truyện audio com Thanh Sơn huyện Thành Tây, thiên nhất trai cánh cửa Vừa thả xong ngoan thoại trận mộc quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, từng ngụm từng ngụm thở dốc Hắn nhanh chóng quan sát bốn phía, nguyên bản bao trùm toàn thành nồng vụ, đã biến đến mỏng manh chút Mê hoặc hắn phương hướng cảm giác dị lực đã biến mất không thấy, có thể miễn cưỡng nhận rõ phương hướng. Phải lập tức đi vừa muốn đứng dậy, một cổ từ trong ra ngoài suy yếu lại lần nữa mãnh liệt đánh tới, để hắn hận không thể lập tức thiếp đi. Ngũ quỷ bàn sơn sát thực tăng cường, có thể tiêu hao cũng tăng lên gấp bội. Trần Mộc cười khổ. Đáng tiếc không có tịch cốc hoàng 3.0. Trần Mộc lập tức móc ra bản của tịch cốc hoàng, hướng miệng bên trong liền bỏ vào ba khỏa, dùng này làm dịu tràn ngập não hải thôn phải muốn. Tác dụng phụ cũng càng mạnh. Trần Mộc lắc đầu. May mắn có tỏa hồn chú. Chỗ này không thể lưu lại lúc này to lớn thanh sơn huyện vẫn y như cũ bị vũ khí bao phủ nhàn nhạt âm lãnh khí tức tràn ngập không trung kêu thảm thanh âm tiếng chém vết liên tục áp chế đã biến mất thanh sơn huyện lại lần nữa bị âm hồn bao trùm thu giấy lộn người tái hiện nhanh chóng biến thành âm hồn hình thái trần một toàn thân bị khói đen che phủ thoát ly mặt đất một quyền cao sau đó hắn nhô ra chân phải phách lực bao trùm hung hăng đạp đất cả cái người giống như một đến màu đen thiểm điện thẳng đến thành đông mà đi nhất định phải nhanh thoát ly thúy thúy khống chế khu ngày thứ hai bạch lãng sông bên trên mặt trời mọc trịnh viên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh quang ảnh chớp lên mơ mơ màng màng mở ra mắt chói mắt ánh mặt trời để hắn nhìn không được hiếp mắt giơ tay ngăn trở tia sáng thật lâu mới khôi phục tầm mắt bên tai truyền đến trầm trầm tiếng nước chảy trịnh viên quay đầu nhìn xem lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà ngủ tại một đầu ô bồng thuyền bên trên liền là cái này thuyền tốc độ có phải hay không có chút quá nhanh à nha hai bên bờ cảnh sát sưu sưu lui về sau a tỉnh liền đến chèo thuyền đứng tại đuôi thuyền trần mộc tức giận nói a à, a à, a à. trịnh viên hạ ý thức đáp ứng liền vội vàng đứng lên tiếp qua mái chèo thuyền tốc độ liền hạ xuống trần mộc cái này mới có cơ hội tiến vào ô bồng bên trong nghỉ ngơi lúc này hẳn là đuổi không kịp tối hôm qua ra thanh sơn huyện đuổi đến bạch lãng bờ sông ngừng thuyền chỗ lên thuyền hắn liền chèo thuyền chạy trốn bảy loại luyện hình thuộc gia trì bạo phát lực sức chịu đựng phá trần ô bồng thuyền bị hắn đông đưa có thể so với cano. Lúc đó kia vị bạch hổ đường tiền đường chủ lâm sát, đều không có hắn chèo nhanh. Trước khi lên thuyền, hắn còn ngoài ý muốn phát hiện trình viên ba người, bọn hắn liền nằm tại ngừng thuyền chỗ chỗ không xa nằm ngáy o o, tối hôm qua liền kém một chút, bọn hắn liền có thể chạy lên thuyền. Chạy lên đi dự đoán cũng vô dụng. Trần Mộc không khỏi thở dài. Hắn rất sớm đã bị thúy thúy để mắt tới. Không hổ là âm hồn gì chủng. Trần Mộc sắc mặt nghiêm túc, phổ thông âm hồn huyễn hóa tóc dài nữ ngoại trường nhìn lấy dọa người căn bản vô pháp mê hoặc hắn tâm thần thúy thúy lại có thể bất tri bất giác đem hắn dẫn vào thành bên trong còn có kia khí cấm trăm dặm bí phát hồi tưởng hôm qua tình hình trần Mộc vẫn y như cũng nghĩ lại phát sợ như không phải linh giáp thuộc phá vỡ khí cấm trăm dặm cho dù phát động ngũ quỷ bàn sơn cũng hậu quả khó liệu phía sau còn là trốn tránh một chút cái này loại lão quái vật đi tâm thần đưa vào ngũ quỷ đại ba cái xanh biết ngọc hồ lô lẳng lặng nằm tại ngũ quỷ đại gian phòng bên trong. Không dễ dàng a. À. Trần Mộc cảm khái. Giáp phách thành tựu, thiên cơ lệnh tại tay, nên cân nhắc ra biển sự tình. Trần Mộc hiếp mắt. Hắn đối hải ngoại hoàn toàn không biết gì cả, cần phải đến làm một chút chuẩn bị. Lại phải xài giá tiền rất lớn. Trần Mộc lắc đầu biểu môi. Nghĩ thu hoạch tin tức, hắn chỉ có thể tìm giới giáp. Sự tình liên quan hải ngoại bí mật, giới lão đầu nhất định hội thừa cơ dọa dẫm nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Không thể vì mấy lượng bạc vụn, lọc mất máu chốt tin tức. Liền là không biết, còn có thể hay không đụng đến thành ý. Trần một con mắt không khỏi nheo lại. Lòng bàn tay phải khói đen tràn ngập, tay bên trong tái hiện một cái cổ phát chuông đồng. Tối hôm qua hắn dẫn trước phát động ngũ quỷ bàn sơn công kích thành ý, không chỉ thành công đoạn hắn một tay, còn thuận thế giời đi vô tâm linh. Tiền thân đến cùng là thế nào chết? Một cái quấy nhiễu trần mộc rất lâu nổi băng khoăn lại lần nữa tái hiện trái tim thúy thúy bạch diệu cẩn thanh phong quán phong nhẫm thành ý còn có nhân công bồi dưỡng âm hồn trần mộc thấp giọng lẩm bẩm nội tâm đã có đại khái suy đoán thành thanh phong quán bồi dưỡng âm hồn vật hy sinh sao trách không được thành ý một mực đối ta lòng mang cảnh giác trần mộc bình tĩnh nghĩ lấy một cái bị đảng hồn hút phách lý nên ngốc người lại đột nhiên khôi phục bình thường cái này liền là lớn nhất không bình thường ra quen hắn đại khái thật sự cho rằng ta bị âm hồn đoạt xá đi à theo một ý nghĩa nào đó, hắn còn thật đoán đúng. May mắn khi đó thành ý còn quá non nớt, trong lòng có kiên kỵ. Như là như bây giờ cái này bụng dạ độc ác. Trần Mộc quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn huyện phương hướng. Náo nhiệt không bao lâu Thanh Sơn huyện, đã lại lần nữa biến thành thành trống không, quỷ thành. Phong thủy bảo địa A. Hắn là không nghĩ lại tới. Trên đường phố rộng rãi, bốn phía nằm lấy mặt đầy sợ hãi người chết. Từng khối vết máu màu đen trải rộng đường phố. Cái này đến cùng là thế nào rồi? Trương Diệp ba người không biết làm sao nhìn lấy hết thảy. Tối hôm qua bọn hắn kinh hoảng trốn khỏi hầm. Lại lại bị bên ngoài khủng bố kêu thảm dọa trở về. Tại trong địa đạo nâm nớp lo sợ trốn một đêm. Thẳng đến trời sáng choang, bên ngoài yên tĩnh im lặng, mới dám leo ra trong lòng đất. Lão đại. Đều chết. Chân phùng sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Khuê đã cái này mãn hán tử cũng hải hùng khiếp vía, trương diệp đưa mắt nhìn bốn phía, yên tĩnh thanh sơn huyện là quen thuộc như vậy, lúc này lại xa lạ để hắn mờ mịt chỉ một đêm ở giữa, một nhóm lớn người sống liền đột ngột chết đi. Đại nhật giữa trời, Trương Diệp lại cảm thấy khắp cả người sinh hàng. Thành trống không, quỷ thành, lại một lần nữa. Thanh Sơn huyện. Đến cùng thế nào rồi? Một thời gian, Trương Diệp tâm lý ngoại trừ sợ hãi, lại không khỏi nổi lên từng tia từng tia bi thương. Nam Dương Phủ Thành thành đông kiến an môn bên ngoài. Trần Mộc nhìn lấy quen thuộc thành tường, lại có loại phản phất giống như cách thế cảm giác. Đến nơi này, chúng ta cũng nên mỗi người đi một ngã, Trần Mộc quay đầu, đối lấy phong trần mệt mỏi ba người nói, lần này bắt thượng, các ngươi nguyên khí đại thương. Trở về phía sau, ăn nhiều một chút mà thuốc bổ đi. Âm Minh Ti vẫn y như cũ lưu lại ba người thể nội. Nhưng lại tự như ngủ say, không có tại Thanh Sơn huyện lúc điên cùng sinh trưởng. Khi đại khái mới là trạng thái bình thường. Một tháng nhiều đồng hành, Trần một từng nhiều lần quan sát mấy người tình huống. Rơi vào ngủ say Âm Minh Ti sinh trưởng chậm chạp, mà có thể giúp ba người tăng cường thể chất chỉ cần không bị rút ra, cũng tính nhân hòa đắc phúc. Chỉ là bị rút lấy nguyên khí mà hao tổn thọ nguyên, đoán chừng là không thể khôi phục. Đại vượng a, ngươi phía sau có tính toán gì? Tôn Ân thất lúng túng một lát cẩn thận hỏi. Trần Mộc nhìn lấy cái này vị trên danh nghĩa thất thúc cười cười, ở chung thời gian dài như vậy, cái này vị thất thúc dự đoán cũng nhìn ra đến cái gì? Một đường xuôi nam, thái độ càng phát cẩn thận. Trần Mộc nghĩ nghĩ, đề điểm nói. Tìm cái không có người nhận thức địa phương, mai danh ẩn tích đi. Suy cho cùng kia nhiều người bắt thượng, liền chúng ta mấy cái trở về. Thượng quan gia dự đoán sẽ không giảng hòa. Đi Thanh Sơn huyện những kia người, thật đều chết rồi. Trịnh Viên nghĩ lại phát sợ mà hỏi. Không rõ ràng, nhưng mà sống sót, sợ rằng không nhiều. Trần Mộc nhún vai. Các vị bảo trọng. Trần Mộc cười cười, quay người đi vào thành môn. Khuôn mặt thân cao lại một bước một biến, đảo mắt liền biến mất tại dòng người. Ta không có hoa mắt a. À nghĩ nàng dâu gầy yếu hỏa đầu quân trịnh lục dụi mắt nghi ngờ nói. Trịnh viên cùng tôn ân thất nhìn nhau cười một tiếng. Ngươi nhìn lầm. Điểm kích dùng tốt nhất truy thư áp, rất nhiều độc giả dùng cái này đến đọc chậm nghe thư. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? chương 168. Lao công. Nguồn. Mê truyện audio com Nam Dương Phủ Thành, cảnh hưng phường Trần Trạch. Mặt trời lên cao, Trần Mộc chậm rãi mở ra mắt. Một đêm ngủ ngon, toàn thân thư thái. Viện bên trong, một lần nữa sửa chữa dưới lều cỏ. Trần Mộc đem sớm cơm trưa một cái đặt lên bốn phương bàn. Đĩa lòng, nem rán, sủi cảo rán, lão tề gia để bánh, thịt bò kho, đậu đũa ngâm chua, rau cải xào, cháo thuốc, một cái bàn bị bày tràn đầy. Trần Mộc một miệng cắn rơi nửa cái đĩa bánh, tươi mặn vừa phải bánh nhân thịt ở trong miệng tản ra, phong phú vị đạo để Trần Mộc nhìn không được hiếp mắt. Sau đó lại một miệng, liền đem cả cái đĩa bánh nhét vào miệng bên trong. Thức ăn ngon. Hắn đã về đến Nam Dương Phủ thành 8 ngày. Mấy ngày nay hắn cái gì cũng không có làm. Mỗi ngày không phải gọt vũ mỹ thực, liền là đi gánh hát nghe khúc. Giới giáp đều không có đi liên hệ, độ thuần thục nhìn đều ít. Bắt thường mấy tháng, gặp đến sự tình quá nhiều, về đến Nam Dương Phủ, hắn có loại phản phất giống như cách thế cảm giác. Ta còn là không quá thích ứng kia loại kích thích sinh hoạt. Ăn uống no đủ, khói đen tràn ngập, ngủ quỷ đại thường tuyến. Không có bao lâu liền thu thập hoàn tất. Trần Mộc thoải mái nằm dưới lương đình. Bên cạnh còn đứng thẳng cán định hồn thun. Cẩn thận một chút, Triều Thiên Vương hẳn là sẽ không lại tìm tới. Liền giống không quản bên ngoài có phải hay không mưa xuống hạ nhiệt độ, một ngày dùng lên điều hòa không khí, cả cái mùa hè đều ngừng không xuống đến đồng dạng, Trần Mộc cũng không nỡ đem định hồn thun ném đi. Đại lương phương nam quá nóng nha. Mặc dù hắn có thể nóng lạnh bất xâm, nhưng mà nóng lạnh bất xâm chỉ là có thể tiếp nhận, nên nóng còn là nóng a, tìm đến ta cũng không sợ hắn. Trần Mộc Chung Quy không phải cái kia nơm nớp lo sợ tiểu thư sinh. Bảy loại luyện hình thuật, thất giai ngũ quỷ bàn sơn, cái này để hắn có đầy đủ dũng khí đối mặt triều phương. Trước dùng, đằng sau nghĩ biện pháp đem hắn che đậy lại. Trần Mộc định xuống tâm tư. Thiên cơ lệnh. Trần Mộc tầm mắt đưa vào ngũ quỷ đại bên trong. Từ thu hoạch đến Thúy Ngọc Hồ Lô, hắn rất ít lấy ra. Rất khả năng có phương pháp đặc thù cảm ứng. Phía trước tại Ly Giang Vệ Thành, đụng đến nhiều lần giáp phách cao thủ tranh đấu. Vì chính là thiên cơ lệnh. Trần Mộc phức tạp nhìn lấy trong suốt ngọc hồ lô, lai lịch của nó thực lại để Trần Mộc cao hứng không nổi. Đại Lương lập quốc hơn 600 năm, cách mỗi mấy trăm năm liền có bạo loạn. Mỗi lần bạo loạn, liền có thiên cơ lệnh, cái này bên trong liên hệ, nghĩ kỹ cực khủng. Là chỉ có Đại Lương thế đạo loạn như vậy, còn là thiên hạ thế đạo đều loạn như vậy. Hắn đột nhiên không nghĩ đi hải ngoại. Dùng hắn hiện nay thực lực, tuy không phải tuyệt đỉnh. Nhưng mà nghĩ tại đại lương tiêu giao, lại dễ dàng. Có thể là, an nhàn thư sướng thời gian trạch lâu, chung quy sắp nhịn không được ra ngoài chuyển chuyển. Cho dù ưa thích thoải mái dễ chịu sinh hoạt, hắn sớm muộn cũng sẽ chán ngán. Chờ xuống một lần thiên cơ lệnh xuất hiện, dự đoán lại là mấy trăm năm. Nếu là không có độ thuần thuộc phần mềm hắc cũng coi như cuối cùng vẫn là không cam, sớm muộn đến bước ra thoải mái dễ chịu vòng. Ba ngày sau, chạng vạn tối. Trần Mộc làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Giới giáp bấm lấy một chút đi đến tiểu viện. Nhìn đến sắc hương vị đều đủ một bàn đồ ăn, hít lại mí mắt, lập tức nhấc lên ba phần. Hỏi. Giới giáp vẫn y như cũ kia lời ít mà ý nhiều. Trần Mộc lắc đầu bật cười, còn là mùi vị quen thuộc. Vừa ăn vừa nói chuyện. Tự hồ bất đồng. Giới giáp trên dưới quan sát Trần Mộc. Bất đồng kia có thể là khác nhau rất lớn. Hiện tại tiểu gia ta cũng là giáp phách á, ngươi nếu là còn dám hố ta, ta liền dám cùng ngươi giao thủ. Trần một lòng dạ bạo đạp, một mặt tự tin. Linh giáp thuật. Giới giáp nhìn chầm chầm trần một mu bàn tay làn da chợt lóe lên tơ bạc, một mặt ngoài ý muốn. Ngươi thật là có đặc thù huyết mạch. Giới giáp nhận thức linh giáp thuật. Linh giáp thuật cần thiết huyết mạch. Trần một lắc đầu. Ta liền một phổ thông người, nào có cái gì huyết mạch phần mềm hát ngược lại là có một cái. Giới giáp liếc một mắt trần mộc. Thời gian 4 năm, không có đạo cốt không có huyết mạch, người có thể giáp phách viên mãn. Khi tất cả đều là bởi vì ta chịu khổ chịu khó luyện. Trần mộc vẻ mặt thành thật. Giới giáp. Chật chật. Ngươi thật là giống như trước đây không muốn mặt Ta đi một chuyến phía bắc, quá thảm. Trần Mộc thở dài một hơi nói. Thiên cơ lệnh, không phải đơn giản vé tàu A. Đây chẳng qua là bổ sung tác dụng, giới giáp nuốt xuống miệng bên trong thức ăn chậm rãi nói thiên cơ lệnh bản thân mới trọng yếu nhất trần mộc nghĩ đến trong mật thất dưới đất tế đàn lại là tương tự chiếu điện hồng dạng đồ vật giới giáp liếc một mắt trần mộc ngươi biết đến không ít trần mộc cười hắc hắc ta lại về chuyến thiên nhất trai nha giới giáp thản nhiên nói liền không hỏi xem ta phát hiện cái gì trần mộc thăm dò hỏi giới giáp lại không thèm để ý trần mộc trần mộc thở dài mật thất dưới đất sự tình giới giáp khẳng định biết rõ hải ngoại thế giới có phải hay không cũng cái này giả mang tàn khốc phổ thông người giống như đê tiện cỏ dại sợ chết khi ngươi trốn tại cái này bên trong không ra biển không phải liền tốt giới giáp thản nhiên nói trần mộc cười hắc hắc đoán được rồi vung tay lên một mai thúy ngọc hồ lô xuất hiện tại cái bàn bên trên giới giáp nhìn qua liền tiếp tục ăn cơm ngươi không nghĩ muốn trần mộc hiếu kỳ hỏi thế nào nói ngươi cũng là giáp phách cao thủ, ngươi liền không nghĩ ra biển đi nhìn nhìn, đi đi một chút giáp phách con đường tiếp theo. Ta sợ chết. Giới giáp bình tĩnh nói. Cậu thí. Trần một một cái chữ đều không tin. Có thể cùng ta nói nói hải ngoại sự tình sao. Khói đen tràn ngập, Thúy Ngọc Hồ Lô biến mất, lấy mà thay thế là một cái căn phòng vải xám túi. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định ra biển. Đi nhìn nhìn càng rộng rãi thế giới. Nghĩ biết rõ cái gì. Giới giáp tay áo lướt nhẹ qua túi, cái túi biến mất. Chiếc thuyền kia lúc nào đến? Trần Mộc hỏi. Hẳn là tháng 11, cụ thể ngày nào không nhất định. Giới giáp suy nghĩ một chút nói. Cũng liền là còn có 3-4 tháng trái phải. Thuyền an toàn sao? Trần Mộc quan tâm nhất cái này một chút. Đối phương rất khả năng là thiên cơ lệnh tế đàn người kiến tạo. Thu các nhân mệnh, ngưng tụ thiên cơ lệnh, cái này loại thế lực cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, bình thường sẽ không có vấn đề. Những kia người đến cái này mục đích chủ yếu là thu lấy thiên cơ lệnh phía trước có tiện đường mang đi đạo cốt trời sinh người, đặc biệt là tiểu hài tử. Không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng bắt đầu thu giáp phách võ giả. Nhưng mà phải cho bọn hắn làm việc làm thuyền tư nhân, thời hạn khó mà nói. Trần Mộc lập tức nhíu mày. Ta không phải đã gửi qua vé tàu sao? Giới giáp liếc một mắt Trần Mộc. Không cần bọn hắn mở miệng, thế gia cũng hội giúp bọn hắn tìm tới thiên cơ lệnh. Đây chẳng qua là một cái lên thuyền tư cách. Trần Mộc sắc mặt khó coi. Làm sao nghe được có loại bán người cảm giác? tại hải ngoại, bởi vì hoàn cảnh địa vực hạn chế, rất nhiều chuyện phổ thông người vô pháp làm. Giáp phách võ giả thân thể đi qua cải tạo, có phách lực phòng hộ, là tốt nhất sức lao động. Nhưng mà chiêu thu bản địa người, khẳng định phải trả tiền. Các ngươi nha. Giới giáp liếc mắt nhìn một lần Trần Mộc. Trần Mộc lập tức hiểu rõ. Cái này không liền là gì giới bản tuyển lao động sao? Từ không phát đạt địa khu, dùng rẻ tiền thù lao vẫy gọi đại lượng công nhân làm thuê. Dự đoán càng thảm. Kiếm sống nhiều, cho tiền ít thậm chí đều không đưa tiền. Những kia cao cao tại thượng giáp phách võ giả, liền kia Cam Tâm đi cho người làm khổ lực. Chẳng lẽ liền không có người phản kháng? Đương nhiên không Cam Tâm. Giới Giáp thản nhiên nói, "Kia người muốn đi sao?" Trần Mộc lắc đầu cười khổ, "Còn thật sự phải đi. Tại đại lương lại thế nào làm mưa làm gió, cũng chung quy đến đỉnh điểm. Chỉ có ra biển mới có thể kiến thức càng rộng rãi thiên địa. Giáp phách không tốt luyện, mà lại còn có đột phá cảm ứng khả năng." Cho nên các ngươi rất đáng tiền, những kia người sẽ không để các ngươi có nguy hiểm. Giới giáp an ủi. Trần Mộc lại không nghĩ tiếp nhận cái này phần an ủi. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 169 Bạch Ngọc Nguồn mê truyện audio.com Cơm về sau, trần mộc cho giới giáp rót chén nước ô oh mai. Ngồi trở lại ghế lung lay, bưng lên bàn con bên trên chén gỗ uống một ngụm, không khỏi thở dài. Ta đều xuyên qua, kết quả vẫn là muốn làm công nhân A. À. Mặc dù khả năng không cho tiền lương, mặc dù khả năng hội rất mệt mỏi, nhưng là đi, cuối cùng vẫn là muốn đi. Liền giống qua nhiều năm như vậy, từng đám kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giáp phát các tiền bối. Lên thuyền phía trước, bọn hắn có thể không nghe ngóng tình trạng có thể không biết rõ đãi ngộ cuối cùng vẫn là nghĩ nhìn nhìn càng chỗ cao phong cảnh trần một trái tim khẽ động quay đầu thử thăm dò hỏi giới giáp cảm ứng giai đoạn luyện thế nào ngươi biết không biết rõ giới giáp gật đầu trần một lập tức hứng thú cho ta nói nói thôi đã tọa niệm kinh xong rồi trần một trừng mắt xong giới giáp thản nhiên nói ngươi lừa gạt quỷ đi không đúng trần một nghĩ đến ngũ quỷ đại kia thiên chú lệnh văn tự là tương tự pháp khí chú lệnh một dạng đồ vật sao giới giáp gật đầu đừng nghĩ ngươi cách một bước kia còn xa đâu cái gì ý tứ giáp phách phía sau không liền là cảm ứng sao ngươi lại không có đạo cốt giới giáp liếc một mắt trần mộc nói tốt a à, lại mẹ nó là cái này lão thiên gia thân nhi tử luyện phách lực người phải trước luyện thần phách hợp nhất bí pháp phía sau mới có thể thử nghiệm cảm ứng ngươi có sao trần mộc mặt đầy mong đợi cự ly xuất phát còn có ba bốn tháng biển bên trên đi tới cũng không biết bao lâu nếu là trước được thần phách hợp nhất bí pháp nói không chắc đến kia một bên hắn liền đem cái này một kỹ năng cho soát xong không có giới giáp lắc đầu trần mộc cũng không khỏi thở dài một hơi là giới giáp kiến thức rộng rãi có thể cũng chỉ là giáp phách đại thành thật có bí pháp chính hắn không luyện sao lão giới không được a à. trần mộc vui tươi hớn hở đùa giỡn Ngươi cái này hàng chủng loại không đủ uyên bác nha Ngươi thế nào không có đi vơ vét mấy phần? Không bán, chính mình luyện cũng được a." À. Giới Giáp một mặt lạnh nhạt nói. "Nga, ta trời sinh đạo cốt, không cần." Trần Mộc lại để cho lão đầu tử này trang đến. Đại Lương năm 642, ngày 5 tháng 8. Thời tiết sáng sủa, Trần Mộc sớm thức dậy. Không thể tổng là cái này lười nhát Ăn xong điểm tâm, chuẩn bị tốt trà lạnh, Trần Mộc ngồi tại lương đình dưới, điều ra tường xám Cự Ly xuất phát còn có 3-4 tháng chuẩn bị các chủng đi xa vật tư hơn, cái này đoạn thời gian cũng không thể lãng phí. Viết sách 3745-100-Nhị Giai, vẽ tranh 5 967 nhị Giai, trù nghệ 6 395 tam Giai, chế dược thuật 5 515 tứ Giai, trong tay áo kiếm 5 876 tứ Giai, ngũ quỷ bàn sơn chú 2591 1000 không, thất giai, dịch hình thuật. 5927, 1000 không, tam giai, vân thận linh giáp thuật. 1889, 1000 không, lục giai, ném mạnh. Cực hạn, hồng chuẩn luyện hình thuật. Cực hạn, bích nhãn kim viên luyện hình thuật. Cực hạn, bạch viên luyện hình thuật. Cực hạn, hắc hổ luyện hình thuật. Cực hạn, bạch ngọc thiềm thư luyện hình thuật. Cực hạn, thiên xa luyện hình thuật. Cực hạn, viết sách, vẽ tranh trước không quản, chậm rãi soát đi mỗi ngày nấu cơm liền có thể soát trùng nghệ, cái này cũng không cần đơn độc luyện thêm. Chế dược thuật phải hảo hảo tính toán. Nhiều sư tập chút y thư. Đi tới đại hải, nhận chỗ hạn chế, cái khác không luyện được, đúng lúc có thể dùng soát cả một cái chế dược thuật. Sơn trại đang dược mang đến cho hắn không ít lợi nhuận. Đến hải ngoại, nói không chắc cũng có thể trở thành một đầu tài lộ. Ngũ quỷ ban sơn chú cự ly tiếng dai quá xa, không cần thiết gấp gáp. Vân thần linh giáp thuật không cần cố ý tu luyện, thở dốc liền có thể soát ngược lại là trong tay áo kiếm cùng dịch hình thuật, độ thuần thuộc quá nữa, trước khi rời đi có khả năng xoát đến xuống một giai. Trần Mộc từ trên xuống dưới, từng cái gọt giũa. Khi liền chủ soát trong tay áo kiếm, phụ luyện dịch hình thuật. Đồng thời chỉnh lý ngũ quỷ đại, chế tác tịch cốc hoàng, mê thần hương. Sau năm ngày, chạng vạn tối. Giới giáp đồng hồ báo thức một dạng đúng giờ đến tới. Giơ tay ném cho Trần Mộc một cái thêu lên tơ vàng màu đen cẩm nang. Hai mai thiên cơ lệnh, tổng cộng 20 mai bạch ngọc tiền. Trần Mộc không kịp chờ đợi mở ra, Bạch Ngọc Linh tiền nhìn qua liền giống một mai phổ phổ thông thông màu trắng hình tròn ngọc bội, trứng gà cắt ngang mặt lớn nhỏ, nửa cái ngón tay dày, ở giữa có lỗ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nội bộ lại có ngân sắc điểm lắm tấm ti tuyến tương liên đồ án, tự như thiên nhiên sinh trưởng tại vách tường bên trong. Ngươi không có lừa gạt ta đi. Trần Mộc giơ lấy một mai Bạch Ngọc tiền thả tại trước mắt quan sát, hắn thực tại không có nhìn ra cái này có cái gì bất phàm, sẽ không là phỏng chế hàng giả a. Trần Mộc Hồ Nghi. Dùng hàng giả, cái này lão đầu không phải lần thứ nhất làm. Bóp một lần. Giới giáp móc ra vải trắng lau chùi cái bàn, một mặt đạm nhiên. Bóp nát có thể phải tính ngươi. Trần Mộc tay phải bỗng nhiên biến đến đen nhánh, ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng nắng, lông mày lập tức một ngừng. Như là phổ thông tảng đá, hắn cái này nhẹ nhàng bóp, đã sớm bóp nát. Trần Mộc lúc này thêm đại lực nói, có thể bạch ngọc tiện lại vẫn y như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Quả nhiên bất phàm. Trần Mộc không khỏi nghĩ đến định hồn thung. Phổ thông hoài mộc đi qua luyện chế, ô mộc đoạn kiếm đều không thể lưu xuống chút nào vết tích. Bạch Ngọc tiền đại khái cũng là tương tự đồ vật. Là đi qua cố ý luyện chế pháp khí tiền tệ. Hải ngoại đều giàu có như vậy sao? Dùng pháp khí làm tiền tệ. Trần Mộc liếu lưỡi. Giới giáp nghiêng liếc một mắt Trần Mộc, không nói chuyện. Trần Mộc lập tức minh bạch. Cái này loại bạch ngọc linh tiền khẳng định không phải cho phổ thông người dùng. Kim ngân tiền tệ vẫn y như cũ hữu dụng. Trần Mộc đột nhiên trong lòng hơi động. Tịch cốc đang giá cả thế nào? Giới giáp duỗi ra một ngón tay. Một hạt một mai bạch ngọc tiền. Liền hơn một ngàn lượng bạc. Một bình. Giới giáp thản nhiên nói. Khi liền là hơn một vạn lượng bạc, cái này liền đáng tiền nha. Dự đoán còn chỉ có thể đơn hướng hối đoái. Dùng bạc mua bạch ngọc linh tiền, dự đoán không quá khả năng. Từ cái nào thế gia đổi lấy? Cái này đồ vật đại khái cũng chỉ có thế gia mới có thể nắm giữ. Chú ý các trương gia. Trần Mộc hiểu rõ. Chu Y Cắt là trải rộng cả cái đại lương tổ chức sát thủ. Nếu là không có một chút thế gia bối cảnh, có thể làm không được đi. Ngươi thật không đi. Trần Mộc nhìn không được hỏi. Vẫn chưa tới thời điểm. Giới giáp thản nhiên nói. Được a, à, Trần Mộc nhún nhún vai. Giới giáp một mực liền là cái này thần thần bí bí. Muốn ăn cái gì, hôm nay ngươi gọi món ăn. Trần Mộc cười cười nói. Trần Mộc đã quyết định, sáng mai liền đi ly giang vệ thành ẩn cư chờ đợi đây đại khái là bọn hắn cuối cùng một bữa cơm. Ban đêm, Trần Mộc lắc lắc ung dung từ Xuân Phong lâu đi ra tới. Vừa mới hắn phá thiên hoang cho Ngọc Đào cô nương khen thưởng 100 lạng bạc trồng. Nhìn nhân gia kia lâu, hắn còn là lần đầu tiên đưa tiền. Cũng không biết hải ngoại Xuân Phong lâu thế nào dạng. Nếu là tư thái không bằng Ngọc Đào, ta phải xem. Trần Mộc gật gù đắc ý, cái này lúc, một hai động lớn xe ngựa, tại cách đó không xa đầu phố ngừng xuống. Ba cái hắn tử nhảy xuống, kề vai sát cánh đi hướng Xuân Phong lâu. Trương Diệp. Còn có Khuê đã cùng chân phồn. Cái này ba cái gia hỏa thật là tốt số, lại còn sống trở về. Không chỉ trở về, rất khả năng còn phát tài rồi. Trần Mộc hiếp mắt quan sát lấy ba người ăn mặc. Phát thanh sơn huyện người chết của cải. Muốn không, cho bọn hắn tiễn phần lễ, chúc mừng một lần. Trần Mộc ngon ngoe muốn động. Được rồi, chung quy nhìn nhau một trang. Trần Mộc lắc đầu bật cười, quay người rời đi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Khuê đã chú ý đạo trương Diệp kỳ quái tầm mắt khi người cảm giác nhìn quen mắt, tự như ở nơi nào gặp qua. Trương Diệp Nghi hoặc đứng tại chỗ. Cừu nhân. Khuê đà lông mày siết chặt. Không biết rõ. Trương Diệp vào đầu. Mơ mơ hồ hồ, giống như đã gặp. Được rồi, không nghĩ, hôm nay ca ca mời khách, chơi đùa đi. Hắn nắm lấy khuê đà, chân phồng cổ, quay người liền muốn hướng xuân phong lâu cánh cửa đi. Có thể vừa đi hai bước, tay chân đột nhiên truyền đến một cổ mềm nhũng. Trương Diệp một mặt khó hiểu quay đầu, nhìn nhìn khuê đà, lại nhìn nhìn chân phồn. Ta khả năng biết rõ kia người là người nào. Khuê đã liếc mắt. Ta cũng biết rõ. Sau đó ba người thuần thục liền lăn lộn, đồng thời bày thành một cái đại đại chữ. Vừa nằm xuống, Khuê đã bỗng nhiên liền cười. Lão Trương A, ngươi mang tiền sao? Trương Diệp. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 170. Phát hiện. Nguồn. Mê truyện audio.com Ly Giang Thành, Thành Đông Ly Giang Lâu. Trần Mộc ngồi tại lầu một đại sảnh bên trong xó xỉnh chỗ. Chờ lấy mang thức ăn lên công phu, Trần Mộc ngẩng đầu quan sát lầu một dòng người. Cái này đã là hắn đi đến Ly Giang Thành ngày thứ ba. Phòng bếp mang thức ăn lên thông đạo bên cạnh có một trương bàn ăn. Một cái gầy gò hắc y lão giả, chính cầm lấy tiểu loan đao, cho chính mình tôn tử cắt con việc Cái này đôi ông cháu. Hơi hơi nghĩ nghĩ, Trần Mộc liền nhớ lại. Hắn lần trước đến Ly Giang Thành ẩn cư, Liên tại cái này Ly Giang lâu bên trong nhìn thấy qua đối phương, đương thời cũng là lão giả cho hắn tiểu tôn tử cắt thịt ăn. Trần Mộc cười cười, quay đầu quan sát cửa bên ngoài cách đó không xa bến tàu dòng người. Kẻ ngoại lai tỷ lệ tự hồ nhiều chút, còn đều là chút hoa lệ trang phục võ giả. Thế gia. Trần Mộc chân mày hơi nhíu lại. Ly Giang thành cự Ly Thủ Dương Sơn gần nhất, thu hoạch đến thiên cơ lệnh người, phần lớn đều đến Ly Giang thành ẩn cư chờ đợi, thẳng đến trời đi ngày ấy phàm là có thể cướp đến thiên cơ lệnh người thực lực đều không yếu cái này loại đại lão tiêu sái quen có thể sẽ không ủy khuất chính mình đi giả ngoại hoang vu ẩn tàng cái này liền cho thế gia cơ hội a à. trần mộc nhíu mày có thể đừng làm ra cái gì nhiễu loạn không đúng là nhất định hội làm ra nhiễu loạn trần mộc thở dài một hơi đến chỗ nào đều không yên ổn ăn xong cái này tấn còn là nhiều động một chút vật tư đi hắn có thể không muốn bị liên lụy vào không cần thiết phiền phức thiên cơ lệnh có ngũ quỷ đại che lấp, mặc dù không thể hoàn toàn che đậy. Nhưng chỉ cần không phải cự ly quá gần, bình thường sẽ không phát giác. Phía trước vô định hoàng cung định hồn thung, toàn bộ là cự ly gần mới bị cảm giác được. Ta an tâm trốn tại nhà. Chỉ cần thế gia không phải từng tất từng tất điều tra. Kia ta chính là an toàn. Sau năm ngày, thành đông vĩnh thông phường, giáp ngõ hẻm trần trạch. Trần Mộc ngồi tại viện tử phía đông Lương Đình dưới. Nhà bỏ trống hơn nửa năm, vừa tới thời điểm, Lương Đình lập trụ mốc meo, cỏ tranh mục nát, đến gần viện môn một bên một sàn nhà cũng ngâm nước nổi sần. Hoa ba bốn ngày thời gian, mới lần lượt cải tạo tu chỉnh tốt. Lại mua hoàn toàn mới nồi chén cái gáo, chiếu đệm chăn. Lại phối hợp định hồn thung, tiểu viện mới thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ. Muốn ở chỗ này sinh hoạt ba tháng, không thể ủy khuất chính mình. Vùi tại ghế lung lay bên trong, Trần Mộc cầm lấy một bản dược thư, say sưa ngon lành nhìn. Nguyên bản trúc trắc văn tự, phối hợp độ thuần thục mang đến cảm ngộ, một lúc lại hứng thú dạt dào quét mắt lại tăng 5 điểm chế dược thuật, Trần Mộc thỏa mãn thu hồi dược thư. Ta cũng không muốn nhiều cao đẳng giai, có thể phân biệt ra được tịch cốc đang thành phần liền được. Sơn trại nghiệp vụ, còn đến tiếp tục làm a. À? Trần Mộc cảm khái nghĩ lấy. Tiền vĩnh viễn không đủ xài. Đi thuyền ra biển, một đường không biết bao lâu, tịch cốc đang 3 chấm không cái này loại cao năng lượng chịu tồn trữ thức ăn, cần phải đến chuẩn bị lên đến. Cho nên hắn lại mua bình tịch cốc đang, một lần liền tiêu xài một vạn hai ngàn lượng. Thanh phong tán, linh sa hoàng, mê thần hương, những này trị thương phòng thân khẩn cấp dược vật cũng đến chuẩn bị. Chế tác tịch cốc hoàng cũng cần dược liệu phối hợp. Vì đó lại mua số lớn dược liệu. Như là không phải trương dịp cho hắn về 4 năm ngàn hai lễ, hắn đều hơi kém trả không nổi trướng. Hiện nay thân bên trên cũng bất quá chỉ có hơn 2 ngàn lượng bạc mà thôi. Uống một ngụm bàn con bên trên trà lạnh, trần mộc nghỉ ngơi đầy đủ, đứng dậy đi đến đến gần viện môn một bên lều tranh hạ. Này chỗ lều tranh phía tây một bên, đứng thẳng một hàng bảy cái to cỡ miệng chén cọc gỗ. Trần Mộc đứng tại đến gần viện môn phương hướng cái thứ nhất cọc gỗ sau. Sưu sưu sưu. Trong tay áo kiếm lặng yên không một tiếng động ẩn hiện lại thu về. Điểm điểm nhỏ bé mảnh gỗ vụn từ cọc gỗ đỉnh bông tuyết bay lên. Không bao lâu, một cái bóng loáng cầu mặt cầu hình dáng xuất hiện. Tỷ Mỹ thể hội vừa mới xuất kiếm cảm giác, Trần Mộc sắc mặt cổ quái. Trù nghệ còn có cái này công năng. Hắn chưa từng luyện điêu khắc, nhưng mà trù nghệ bên trong lại có đao công chi nhánh, lúc này loại suy, gọt một cầu lại cũng mượt mà bóng loáng niềm vui ngoài ý muốn. Trần Mộc cười cười. Nhìn mắt trong tay áo kiếm tiến độ nhanh chóng độ thuần thục, Trần Mộc miệt mài tiếp tục luyện. Tiến dai ngay trước mắt. Nửa tháng sau, Ly Giang thành thành tay, một tòa năm lối vào trạch viện bên trong. Mặt bàn quản trực hồng nhuận, râu tóc lại trắng nhật tư khấu dưỡng, khoan thai ngồi tại phòng chính phòng khách đầu. Trưởng lão, tin tức đã thả ra ngoài. Kim ngộ đoạn hơi hơi không người, vẻ mặt tươi cười. Một mai thiên cơ lệnh, có thể đổi vạn mẫu ruộng tốt, Ba tòa trang viên, khác thêm mười vạn hai hoàng kim, như có những điều kiện khác, còn có thể dùng nói chuyện. Từng. Tư Khấu Dưỡng từ chối cho ý kiến gật đầu. Trưởng lão, người đến, thật đổi. Kim Ngộ Đoạn cẩn thận nhìn lão giả một mắt. Cái gì không? Tư Khấu Dưỡng liếc một mắt Kim Ngộ Đoạn. Vật ngoài thân, không cần để ý. Sợ là sợ không người đến đổi. Tư Khấu Dưỡng thở dài. Cái kia thành ý có tin tức sao? Tư Khấu Dưỡng quay đầu hỏi bên cạnh một mực không người đứng thẳng tạ thắng lập tức lên trước trưởng lão ta an bài năm cái đường khẩu huynh để bắt thường nghi mật dò xét có thể kia hàng bắt đi tư khấu thanh tiểu thư về sau liền không có tung tích gì nữa này người làm nhiều việc ác ngọc công tử cùng thanh tiểu thư trước sau bị hắn độc thủ mời trưởng lão cho phép ta tự thân mang nhóm hảo thủ đi điều tra tư khấu dưỡng thở dài một hơi đáng tiếc kia mai thiên cơ lệnh nam dương phủ kia lớn nghĩ tìm tới hắn không khác tại mò kim đáy biển chỉ có thể cách thanh nhi vận khí không tốt. Được rồi, để những kia người đi ra đi. Cái này bên trong nhân thủ liền không muốn động. Còn là điều tra ly gian thành bên trong thiên cơ lệnh người nắm giữ càng trọng yếu. Tạ thắng giật mình trong lòng, cái này vị tư khấu trưởng lão, đem thiên cơ lệnh nhìn so chính mình nhà tử đệ còn trọng yếu hơn. Vậy thì càng không thể để cái này lão đầu biết rõ chính mình có thiên cơ lệnh. Ngay tại cái này lúc, một cái hắc y trang phục hán tử đột nhiên xông vào tới. Ban chủ có thành ý tin tức tả thắng mí mắt lập tức một nhảy. Tư khấu thanh có thể là hắn mai phục bắt đi. Thật để cho người bắt đến thành ý, hắn nói láo không liền lộ sao. Tại chỗ nào? Vừa mới còn bình chân như vậy tư khấu dưỡng lập tức kích động lên. Thành đông, vĩnh thông phường giáp ngõ hẻm. Tin tức có thể chuẩn xác. Tư khấu dưỡng nhìn chầm chầm hắc y hán tử. Hán tử kia bị nhìn tê cả da đầu, cũng quyết đưa lên một tờ giấy. Có người phi tiêu truyền tin, tờ giấy bị đóng ở cánh cửa. Tư khấu dưỡng lập tức lập tức nhíu mày, hắn hồ nghi hỏi không có lĩnh treo thưởng người nào sẽ tốt như vậy tạ thắng trong lòng hơi động nhíu mày làm bộ nói sẽ không sẽ là những nhà khác tại nghe nhìn lẫn lộn có khả năng a tư khấu dưỡng nghĩ nghĩ không khỏi thở dài nào có không tham tiền người không lĩnh tiền thưởng khẳng định là có khác mục đích là liền giống tạ thắng nói đồng dạng rất khả năng là cái khác mấy cái thế gia đang cố tình bày nghi trận là tại thăm dò ta nhân thủ lực lượng tư khấu dưỡng bừng tỉnh xem ra là nghĩ tính kế ta thiên cơ lệnh a à, tư khấu dưỡng một mặt cười lạnh tạ thắng đồng dạng sắc mặt khó coi gật đầu tâm lý vẫn không khỏi giãn ra may mắn may mắn cái này lão đầu bị hồ lộng qua chính nghĩ lấy đột nhiên liền nhìn đến chính mình nhà sư phụ kim ngộ đoạn lên trước một bước lần trước bắt lấy thành ý cũng là có người phi tiêu truyền tin ta xem qua chữ viết giống nhau như đúc nói không chắc cái này thành ý còn thật sự tại vĩnh thông phường kim ngộ đoạn một mặt hưng phấn tả thắng. Nhìn lấy mặt đầy kinh ngạc, một lần nữa hứng thú tư khấu dưỡng. Tả thắng hận nghiến răng. Cái này bàn tử như không phải hắn sư phụ, hắn hận không thể bóp chết đối phương. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? chương 171. Lừa đảo. Nguồn. Mê truyện audio com Ly Giang Thành, Vĩnh Thông Phường. Khuy khoắc, đêm dài người tỉnh thời khắc. 12 cái hắc y nhân quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tràn vào một đầu hẻm nhỏ. Những này người không nói một lời, trong đó 10 cái người tản ra, lặng lẽ đem một tòa viện tử bao vây. Sau một khắc, còn thừa hai người mau lẹ leo tường mà vào, rơi xuống im lặng. Chật giống như báo săn, bỗng nhiên đạp đất phát lực, phóng tới gian phòng bên trong cửa sổ nháy mắt vỡ vụn. Một trận lốc bóp đánh đập tiếng truyền ra. Không có bao lâu, Kim Ngộ Đoạn cùng Tư Khấu Dưỡng sắc mặt khó coi ra khỏi phòng. Bị lừa a. À? Tư Khấu Dưỡng ảo não. Hẳn là chạy. Kim Ngộ Đoạn lại như có điều suy nghĩ. Cửa sổ mở ra, gian phòng bên trong không khí lại mang theo vẫn đục. Nói rõ người rời đi không bao lâu. Tư Khấu Dưỡng lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ là người nào để lộ tin tức? Tạ thắng gia đầu một nha, lúc này một mặt trấn định mở miệng. Thành ý xảo trá tàn nhẫn, hắn bị người bán một lần, không quá khả năng lại bị cùng một người bán lần thứ hai. Nói không chắc có cái gì phản chế thủ đoạn. Tư khấu dưỡng bừng tỉnh gật đầu. Có thể hại Ngọc Nhi cùng Thanh Nhi, tất nhiên âm hiểm cây độc, có đề phòng, cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc một mai thiên cơ lệnh. Lưu hai cái người nhìn một lần, cái khác người về đi. Không thể chậm trễ ngày mai sắp xếp. Tả thắng buông lỏng một hơi, chắp tay đồng ý, một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm trên nóc nhà trần mộc ngồi sổng ở một mảnh trong khói đen tay bên trong cầm lấy một tờ giấy nhỏ sau kính nhìn lấy một đám người rời đi phan Tung can con cái này mẹ nó là cái gì tai bay và gió tìm thành ý thế nào hội tìm tới ta chỗ này còn có cái này tờ giấy nhỏ liền tại vừa mới có người hướng hắn phòng bên trong ném cái này đồ vật nhắc nhở hắn chạy trốn tả thắng hắn có thể là nhớ rõ tại thanh sơn huyện lúc tả thắng liền từng liên thủ với thành ý cái này bên trong là không thể lưu lại a à? sau hai canh giờ một cái hắc y nhân tiện tay bóp nát theo dõi người cái cổ xoay người nhảy vào trần mộc tiểu viện trước giờ chạy rồi thật đáng tiếc vu ấn lạnh lùng lắc đầu nghĩ nghĩ lại lắc đầu bật cười khi chúng ta liền chậm rãi chơi vu ấn từ trong tay áo móc ra một cái lớn bằng ngón cái hình dọc nước thanh đồng đồ vật thả ở lòng bàn tay tỉ mỉ cảm giác vô tâm linh lại vẫn tại cái này vu ấn lông mày nhíu lại đoán đến là ta vô tâm linh đều không muốn sao Sư Điệt, ngươi thật đủ quả quyết. Vu ấn hừ lạnh nói. Sau đó hắn liền một tay nâng lấy giọt nước đồng kiện, tại gian phòng viện bên trong không ngừng tìm kiếm. Cảm giác còn là yếu như vậy, vùi trong lòng đất rồi. Vu ấn cúi đầu khẽ nhíu mày. Qua mấy ngày lại tìm người đến đào đi. Vu ấn lắc đầu. Bên ngoài kia hai cái chết rồi, kinh hồng ban thời gian ngắn sẽ không bỏ qua cái này bên trong. Phải đợi sự tình yên tĩnh lại nói. Quanh đi quẩn lại, vô tâm linh còn là rơi vào trong tay ta, vu ấn thở dài một hơi. Sư huynh, ngươi nói ngươi thế nào liền chết đâu? Không có vô tâm linh, phía sau có thể là không có biện pháp tìm cái này tiểu đồ vật. vu ấn lắc đầu, một thời gian có chút hứng thú trả rời. Không bao lâu, liền xoay người lật ra tường viện, mấy cái lên xuống biến mất. Trên nóc nhà, vẫn y như cũng ngồi sổng ở trong khói đen trần mộc yếu ớt nhìn lấy vu ấn bóng lưng. Là cái kia mang lấy mập tôn tử lão đầu. Trần Mộc nhận ra đối phương thân phận. Tránh thoát thiên cơ lệnh điều tra, lại không tránh thoát vô tâm linh. Trần Mộc nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong chuông đồng, bất đắc dĩ nghĩ lấy. Cái này người cũng cùng thanh phong quán có liên quan. Trần Mộc không khỏi hiếp mắt. Xem ra giống là thành ý đối đầu. Thành ý hại người không ít a. À. Trần Mộc lắc đầu tiếc hận, trước đây thế nào không có thêm sức lực chơi chết hắn đâu. Có cái này lão đầu nhớ thương, bên trong thành là không thể lưu lại. Trần Mộc thở dài. May mắn vật tư đều đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhún nhún vai, hổng không để ý, lại không phải không có tài giả ngoại dừng lại qua, có ngũ quỷ đại sinh hoạt tiện lợi, có định hồn thung khu trùng đuổi thú, giả ngoại không có người quấy rầy, nói không chắc càng thoải mái. Liền gặp mặt một lần, liền bị cái này lão đầu để mắt tới, cũng tính ta xui xẻo. Trần Mộc bất đắc dĩ nghĩ lấy. Mượn đau giết người chơi kia chạy, cũng là lão ngân tệ. Không thể trêu vào, ta còn trốn rất ngưu sao. Ly Giang Thành, Thành Đông An Thuận Phương. Vu ấn sớm thức dậy, mang lấy tiểu tôn tử mặc quần áo tắm rửa. Mập đông chính mình chơi một hồi, ta đi làm cơm vu ấn một mặt cưng chiều. Cái này có thể là hắn đi khắp đại lương, thật vất vả tìm tới đạo cốt đồng tử. Hai tử ra đời hắn liền nhận tôn tử, từ tiểu đương thân tôn tử dưỡng, bảo bối không thể. Thu xếp tốt tôn tử, quay đầu liền tiến vào phòng bếp làm bữa sáng. Không bao lâu, hắn liền mang lấy một cái bàn ăn đi vào gian phòng. Lại phát hiện chính mình nhà tôn tử chính một tay một cái thịt tươi để bánh, ăn chính vui vẻ. Vu ấn con ngươi bỗng nhiên có rụt lại, trái tim lật lên kinh đào hải lãng. Ở đâu ra để bánh? có người đến qua. Bại lộ à nha. Có thể vô thanh vô tức đi vào phòng để xuống địa bánh, còn không để cho mình phát giác. Cái này loại thực lực. Sẽ không là thành ý a. À. Vu ấn trong lòng dân lên một cổ hoang đường. Hắn thế nào sẽ lại cái này loại thực lực? Đến báo thù ta sao? Vu ấn cười khổ. Gia gia, vừa mới có cái thúc thúc nói mời chúng ta đi ly giang lâu ăn cơm, đi không đi. Tiểu bàn đôn miệng bên trong đút lấy đĩa bánh, mơ hồ không rõ nói, vu ấn trái tim hung hăng một nhảy hắn có loại mang lấy tôn tử có cản bỏ chạy xúc động. Nhưng mà chợt liền cưỡng bách chính mình trấn định, một mặt cười khổ. Đi. Chính mình sợ rằng đã bị thành ý để mắt tới, không đi cũng phải đi a, à, sư huynh, ngươi thật dạy ra cái hảo đồ đệ a. À. Vu ấn hận hận nghĩ lấy. Vào lúc giữa trưa, ly giang lâu. Phòng bếp thông đạo cạnh bốn phương trên bàn, tràn đầy bày biện một bàn đồ ăn, một cái tiểu bàn đôn ông lấy căng màu sắc đỏ sáng giò heo, gặm đầy miệng chảy mỡ. Trần một mỉm cười nhìn lấy tiểu bàn đôn đối phương ăn cơm dáng vẻ, để hắn không tự kiềm hãm được nghĩ đến đã lâu không gặp thành minh tiểu đạo đồng. Không để ý tới đối diện gắt gao nhìn chầm chầm hắn đen gầy lão giả, trần mộc không ngừng cho tiểu bàn đồn gấp thức ăn. Thành ý sư điệt, ngươi cái này dịch dung thuật xác thực có ý tứ. Vu ấn cười lạnh. Nhưng mà cầm ta tôn tử uy hiếp ta, cái này liền không có ý tứ đi. Trần mộc khẽ giật mình, cái này là đem mình làm thành ý rồi. Sư điệt. Cái này lão đầu là thành ý sư thúc hắn cũng không biện giải vui tươi hớn hở nói ta cảm thấy có ý tứ vu ấn mặt tối sầm nói đi ngươi đến cùng muốn thế nào ta tối hôm qua kém một chút bị bắt cho cái năm ngàn lượng bạc tổn thất tinh thần phí không quá mức a à. có thể dùng vu ấn sắc mặt bình tĩnh trần mộc giật mình trong lòng muốn ít ta nói sai là năm vạn lượng trần mộc thản nhiên nói vu ấn mặt đương thời tối đen hít sâu tốt mấy hơi thở mới oán hận gật đầu đem cái kia thanh đồng dọc nước cho ta, không có vấn đề đi. Trần Mộc tiếp tục nói, kia đồ vật có thể cảm giác vô tâm linh, cần phải muốn qua tới. Vu ấn biến sắc, có thể nhìn nhìn cháu mình, cuối cùng cắn răng nói, cho. Còn có. Trần Mộc nhìn lấy Tiểu Bàn Đôn như có điều suy nghĩ, ngươi đừng quá phận. Vu ấn cổ lập tức trướng hồng, nga hống. Trần Mộc nhìn nhìn Vu ấn, lại nhìn một chút Tiểu Bàn Đôn, cái này, sẽ không cũng là cái đạo cốt a thanh phong quán thật sự có tài khó tìm như vậy đạo cốt cái này đôi sư huynh đệ vậy mà tìm ra hai cái trần mộc khóe miệng hơi vểnh lên sư thúc ta có thể là kém một chút không có mạng cho ta cái mười khối tám khối bạch ngọc linh tiền không có vấn đề đi vu ấn lúc này một hơi thở nén tại ngực ngươi làm kia là rau cải trắng nha làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 172 Thủ Dương Sơn Nguồn Mê truyện audio com Thủ Dương Sơn ở tại Ly Giang Thành Thành Đông Trăm dặm bên ngoài, là đại lương Đông Nam Di Lĩnh Sơn Mạch một bộ phận. Di Lĩnh Sơn Mạch hẹp dài, lên tại Tây Nam, dọc theo Đông Hải Mét, hướng Đông Phương Bắc hướng một đường lan tràn. Thủ Dương Sơn liền là này rặng núi vùng cực nam. Phía tây dốc núi hòa hoãn, mãn sơn thương thúy. Phía đông lân cận đại hải, lại là một bên vuông gốc nhai mặt. Trần Mộc đứng tại đoạn vách đá duyên quan sát. Đoạn nhai bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tự như đao tước triều đục, vẹn vẹn chút màu xanh cây cỏ từ trong khe đá nhô ra. Sẽ không là nhân công đào bới a. À? Trần Mộc liếu lưỡi, thăm dò nhìn xuống dưới. Mặt biển u lam bình tĩnh, không biết sâu cạn. Thiên nhiên hải cảng. Trần một hiểu rõ đoạn nhai phối hợp biển sâu, thích hợp thuyền lớn cập bờ. Trách không được muốn đến thủ dương sơn. Trần một quan sát giây phút, quay người đi vào xanh ngắt rừng rậm. Một chỗ dài 5 mét, siêu vẹo ước 60 độ vách núi đứng tại rừng bên trong. Một cái màu xám trắng to lớn trướng bồng, liền khoát lên phía dưới. Cũng tính nghệ nhiều không áp thân. Trần Mộc thỏa mãn nhìn lấy chính mình xây dựng trướng bồng. Cái này còn là hắn bắt thượng thanh sơn huyện, theo lấy hỏa đầu quân đồng bào tay nghề. Trần Mộc đã tới này 5 ngày. Từ giải quyết xong vu ấn sự kiện, hắn liền lập tức rời đi ly giang thành. Mang đủ vật tư trang bị, trốn trên thủ dương sơn bắt đầu ẩn cư. Các ngươi đánh các ngươi, ta an ổn qua ta. Trần Mộc khoan thai nghĩ lấy. Thế gia chiếm cứ đại lương không biết bao nhiêu năm. Dựa vào huyết mạch, tri thức lũng đoạn, không ngừng cướp đoạt thiên hạ tài nguyên, sớm liền phát triển quái vật. Thiên cơ lệnh trăm năm một lần xuất hiện, Trần Mộc không tin thế gia thờ ơ, tranh đấu không thể tránh được. Trần Mộc thở dài vừa tốt tranh đấu phần lớn tập trung ở Ly Giang Thành cùng Nam Dương Phủ Thành. Giả ngoại hoang vu, là những này người điểm mù. Ta chỉ cần an tâm chờ đến thuyền lớn đến nơi, hết thảy liền hết thảy đều kết thúc. Đã có thể tránh né phiền phức, còn có thể an tâm soát độ thuần thục. Cái này không liền ổn sao? Trần Mộc nội tâm phấn chấn. Siêu vẹo cự thạch phía nam, Trần Mộc chém đổ thụ mộc, thanh lý ra đến một mảnh đất trống. Mấy cái giá gỗ nhỏ để tại dưới ánh sáng mặt trời từng cái dài điều trạng, dẫn banh hình cái hố nhỏ một chế khuôn đúc trưng bày chỉnh tề. Bên trong thả lấy từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ 3.0 bản tịch cốc hoàng. 240 khỏa, tiết kiệm lấy một chút ăn, bảo đảm cơ bản dinh dưỡng, những này đầy đủ ta ăn một năm. Trần Mộc sờ sờ tính toán. Đã đại quy mô đón người tiễn người, thuyền ăn cơm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, vạn nhất thức ăn không đủ đâu, vạn nhất thuyền lớn bị sóng gió đập nát đâu, vạn nhất lưu lạc hoang đảo đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Mộc liền nhíu mày lại chuẩn bị 1.420 mai hai, Không bản tịch cốc hoàng đi. Cái này dạng liền có ước chừng 2 năm thức ăn dự trữ. Ừm, thanh phong tán, linh sa hoàng, mê thần hương những này, còn là lại nhiều chuẩn bị ba năm phần đi. Vu lão đầu người tốt a, à. Không có hắn cống hiến tài vật, hắn có thể không dám cái này dự trữ vật tư. Đáng tiếc ngũ quỷ đại nhỏ một chút. Trần một tiếc núi. Hải ngoại hẳn là có càng lớn. Trần một gọt dũa nếu là vu lão đầu hào phóng đến đâu một chút liền tốt. Trần Mộc đáng tiếc nghĩ lấy. Một trận co kè mặt cả, kết quả liền móc ra ba mai bạch ngọc tiền. Cũng không biết hải ngoại vật giá cả thế nào dạng. Được rồi, nghĩ nhiều vô ích, ta còn là đi an tâm soát ta trong tay áo kiếm đi. Thủ Dương Sơn thảm thực vật tươi tốt, xanh ngắt một mảnh. Rừng rậm ở giữa, một đạo hắc ảnh chật lóe lên, kình phong đi theo, lá cây một trận hỗn loạn chấp lên. Thật lâu mới lắng lại. Đồ Sơn thân pháp nhanh như thiểm điện, thảm thực vật bao trùm dốc núi gập ghềnh khó đi, hắn lại như linh xảo phi yến, mấy cái lên xuống liền nhảy ra vài trăm mét. Không bao lâu liền bò lên trên thủ dương sơn một chỗ ngọn núi nhỏ. Đứng tại sơn đỉnh hướng năm nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy thủ dương sơn đỉnh núi, chỗ kia có một chỗ nhân công đào bới nền tảng, phía trên tọa lạc một mảnh cung điện. Rộn rộn ràng ràng dòng người tại trong đó quét dọn tu kiến. Thế ra cái này đám chó săn. Đồ sơn hừ lạnh, nhất định là vì nên đón hải ngoại đến khách. Cao thủ quá nhiều, nếu không tại bên trong cung điện này trốn lên một hai tháng, có ăn có uống, kia liền quá tốt. Đồ Sơn nhìn chầm chầm một lát tiếc hận nói. Được rồi, cũng không phải không ngủ qua hoang dã. Đồ Sơn lắc đầu, lúc đó võ công chưa thành, bị thế gia lên trời xuống đất truy sát, cái gì khổ chưa ăn qua. Ra biển gấp gáp. Đồ Sơn đứng lại Sơn đỉnh tìm kiếm. Đến tìm cái che gió che mưa, đến gần nguồn nước địa phương. Nhìn một chút, một luồng khói xanh đập vào mi mắt, hắn lập tức ánh mắt sáng lên. Khói bếp, trốn tại cái này trực tiếp các loại thuyền lớn. Thông minh. Đồ Sơn nhết miệng cười một tiếng. Ăn ở, cái này không liền tới rồi sao? Vào lúc giữa trưa, Trần Mộc nhanh chóng đem một đầu giả hư phân giải ướp gia vị, thả tại tảng đá đào ra trên lò nướng chậm rãi thiêu đốt. Bắt thường một đám, hắn thịt nướng thủ nghệ phóng đại. Lò nướng chiều sâu, khung sắc mắt lưới lớn nhỏ, than củi hỏa diễm nhiệt độ khống chế các loại đều bắt chẹt đến nơi. Phối hợp bí chế gia vị, thơm phiêu mười dặm. Trần Mộc cái mũi nhẹ ngửi, hài lòng gật đầu. Thịt nướng không sai. Đồ Sơn ngửi thấy vị đạo sải bước đi tới. Trướng bồng đáp cũng rất tốt. Đồ Sơn quan sát cắm trại giả ngoại hoàn cảnh, càng xem càng thỏa mãn. Biết rõ ta đến làm gì sao? Đồ Sơn nhếch môi, một mặt vui vẻ cười nói. Đại thể phán đoán. Trần Mộc bình tĩnh nhìn Đồ Sơn. Trướng bồng về ta, ngươi lưu lại nấu cơm cho ta, có ý kiến gì không? Đồ Sơn cười càng phát vui vẻ. Không sợ ta độc chết ngươi. Trần Mộc thản nhiên nói. Đồ Sơn. Ngươi điểm tỉnh ta. Đồ Sơn một mặt bừng tỉnh, tràn đầy cảm kích nhìn Trần Mộc. Còn là trảm thảo trừ căng không lưu tai họa ngầm tốt. Tiểu quán sách gần như nháy mắt sau đó, Đồ Sơn quấn lấy lấy khí lưu màu trắng, bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Mộc thân trước. Do xét tay phải nắm tay, thân thể hướng sau thay đổi, bắp thịt toàn thân dây dưa bành trướng, giống như đồng kiêu thiết chú pho tượng. Ô, quyền đầu hung hăng đập xuống, tự như một chui đen nhánh thiết chú y, hung hăng đánh về phía Trần Mộc đầu mắt nhìn liền muốn một quyền đạp nát trần một đầu một chui đen nhánh ngắn kiếm vô thanh không lại xuất hiện tại đồ sơn trước ngực đồ sơn mặt đầy dữ tợn quyền phải thế đi không biến nằm ngón tay trái tụ lông giống như ưng trảo bỗng nhiên mò về như độc xà đoản kiếm hắn thiên phú dị bẩm trẻ tuổi lúc lại liên tiếp tao ngộ thế gia truy sát một thân võ nghệ hòa hợp không lộ hướng hắn phá một chậu nước hắn đều có thể dùng hai tay toàn bộ đánh bay thật nước tác không lọc thần binh lợi khí ta nắm thần binh lợi khí không có trăm cũng có 80. Có thể sau một khắc, vốn có 10 phần chắc chính một bắt, lại đột nhiên bắt không. Đoạn kiếm kia quỷ tích ưu mỹ tự nhiên, lại đúng lúc vòng qua ưng trảo kiềm chế, theo lấy tay cổ tay dưới đáy, dễ dàng đâm vào đồ sơn ngực. Hô! Kinh phong gào thét mà qua, trần mộc tóc dài thổi bay lên lại rơi xuống. Đồ sơn quyền đầu lại bỗng nhiên ngừng tại trần mộc trên trán. Trần mộc hơi hơi nghiêng đầu, từ hắn to lớn quyền mặt bên cạnh lộ ra mặt, mỉm cười nhìn lấy đồ sơn. Trướng bồng là của ai? Ngươi! Đồ sơn nghiến răng nghiến lợi. Thịt nướng là của ai? Ngươi. Đồ sơn cái trán đầy mồ hôi. Ô một kiếm nhẹ nhàng chạm đến trái tim. Không lưu tai họa ngầm. Cảm thảo trừ căng. Đồ sơn trừng mắt như chuông đồng, giận tím mặt. Đầu hàng. Trần Mộc. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta liều mạng đâu. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 173 Dự phán Nguồn Mê truyện audio com Vách núi doanh địa bên trong Đồ Sơn vắt lấy một đầu giả trư từ thụ lâm đi tới, phanh một cái còn tại Trần Mộc thân trước. Người thế nào không có chạy? Trần Mộc kỳ quái nhìn lấy cái này hai mét cao trắng hán. Ta sợ ngươi trên người ta hạ độc, vạn nhất chạy xa, ta độc phát thân vong thế nào làm? Đồ Sơn vẽ mặt thành thật. Trần Mộc. Ngươi điểm tỉnh ta. Trần Mộc một mặt bừng tỉnh, tràn đầy cảm kích nhìn Đồ Sơn. Còn là có chút thủ đoạn kiềm chế mới tốt. Đồ Sơn. Trần Mộc cười khẽ, chậm rãi ăn thịt. Đừng nhìn tráng hán này vừa mới đầu hàng thống khoái, tự như thật bị hắn bắt chẹt. Sau lưng khẳng định có chưa rõ ác chủ bài. Đối phương chỉ là không nghĩ liều mạng mà thôi. Trần Mộc vừa mới nếu là thực có can đảm đâm đối phương trái tim, tráng hán này liền thực có can đảm đánh nổ hắn đầu. Trần Mộc Đồng dạng không nghĩ liều mạng. Thế là hai người đạt đến vi diệu ngang tay. Ta giúp ngươi đi săn, ngươi giúp ta nấu cơm thế nào? Đồ Sơn cười nói. Hắn liền nghĩ tìm cái ra dáng địa phương ăn cơm đi ngủ, cái này phiến doanh địa phù hợp. Chẳng ra sao cả. Trần Mộc lắc đầu. Chính mình trạch lấy nhiều dễ chịu. Ta có thể giúp ngươi ngăn trở phiền toái không cần thiết, đặc biệt là thế gia người. Đồ Sơn chỉ lấy nơi xa thủ dương Sơn chủ phong đỉnh núi, ta có thể tìm tới nơi này, kia một bên cung điện bên trong người đại khái cũng có thể. Ta ma viên danh hào, ở thế gia nơi đó còn là dùng rất tốt. Đồ Sơn tự tin nói. Trần Mộc Long mày nhướng lên. Cũng không phải không được. Có Đồ Sơn giúp đỡ ngăn trở ngoại giới phiền phức, tương lai hai ba tháng liền có thể an tâm ẩn cư. Khi quyết định như vậy. Đồ Sơn cười hắc hắc. Chúng ta cũng tính không đánh nhau thì không quen biết. Đồ Sơn không khách khí từ trên lò nướng bốc lên một khối lớn cỡ bàn tay thịt nướng ném vào miệng bên trong. Hảo thủ nghệ Hắn một bên miệng lớn nhắm nuốt, một bên quan sát Trần Mộc Vừa mới chỉ một chiêu đổi tay, hắn lại cảm giác đến trí mạng uy hiếp Nhưng mà uy hiếp không phải tới từ cây đoạn kiếm kia, đối phương khẳng định có hậu chiêu Cái này là cái thực lực không dưới hắn, lại sao hắn trẻ rất nhiều cao thủ Chỗ nào xuất hiện Đồ sơn hiếu kỳ Ta gọi đồ sơn, ngươi đâu Ta gọi thành ý Trần Mộc một mặt bình tĩnh nói hưu nói vượng Đồ sơn đương thời mặt liền tối đen, ta kém một chút liền tin ta nhận thức thành ý. Trần Mộc. Cái này không liền lúng túng sao? Nghĩ nghĩ, Trần Mộc liền mặt không đổi sắc nói. Không có ý tứ, nói sai, ta gọi thành minh. Tự như lại sợ đồ sơn không tin, tiếp tục nghiêm túc giải thích nói thành ý là ta đại sư huynh, chúng ta thường xuyên trao đổi đạo hiệu chơi. Đồ sơn. Ngươi mẹ nó đoán ta tin không tin. Vừa mới kia chiêu là chuyện gì xảy ra. Ta rõ ràng có thể bắt lấy. Đồ sơn một bên ngoạm miếng thịt lớn, một bên hững hờ tìm hiểu hắn đến hiện tại đều không có nghĩ minh bạch. Trần Mộc liếc đối phương một mắt, nghĩ mãi mà không rõ. Nén lấy đi. Hắn điều ra màu xám vách tường, nhìn lấy lộ ra cực hạn tiêu chí trong tay áo kiếm. Trong lòng nhất thời bị tràn đầy thành tựu cảm giác tràn ngập. Trong tay áo kiếm cũng đến đỉnh A. Mãn cấp kỹ năng lại nhiều một cái, thật tốt. Liên cung ném mạnh cực hạn ban cho khóa chặt năng lực đồng dạng. Trong tay áo kiếm cũng giao phó hắn một cái dự phán năng lực. Dùng tự thân nhận biết vì tài liệu, đi qua tiềm thức hậu trường tự động tập hợp phân tích, sau đó dùng này dự phán đối dùng tay làm, tiến tới tìm tới đối phương sơ hở. Không sai năng lực. Tương tự ném mạnh khóa chặt, năng lực lớn nhỏ muốn nhìn tự thân thực lực cùng đối với đối thủ nhận biết. Như đối thủ vượt qua nhận biết quá nhiều, cái này năng lực liền không có dùng rồi. Nhưng mà đồng cấp giao thủ, có dự phán năng lực, gần như liền đứng ở thế bất bại. Tối thiểu không cần đi nghiên cứu các chủng chém giết kỹ xảo. Trần Mộc Mừng khắp khởi nghĩ lấy. Hắc thì mấy chục lượng bạc mua được bí tịch, luyện đến hiện nay tầng thứ, còn yêu cầu xa vời cái gì đâu. Hắn cảm giác chính mình đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Đại lương năm 642, 25 tháng 9. Thủ Dương Sơn phía đông đoạn dưới vách, một chỗ kéo dài tiến vào đoạn trong vách núi bộ bí mật kẻ hở bên trong. Trần một quanh thân khói đen tràn ngập, tại mặt biển hai mễ mễ nhiều địa phương bỗng dưng trôi nổi. Một cái người giấy chỉ có thể để hắn cự ly nửa mét. Nhưng mà hai cái liền có thể để hắn phiêu một mét nhiều. Năm cái người giấy tề phát lực, hắn thậm chí có thể bỗng dưng phiêu 5 mét. Ta vậy cũng là có thể bay. Trần Mộc vui sướng hài lòng nghĩ lấy. Khống chế ngũ quỷ nâng lấy hắn, tại cái này khe hẹp bên trong từng vòng từng vòng đảo quanh. Mặc dù tốc độ nhanh nhất cũng chỉ cùng tuấn mã kém không nhiều, còn không bằng hắn chạy nhanh. Nhưng mà, đây là tại bay A, chuyển hơn nửa ngày, Trần Mộc qua đủ đủ nghiện. Cái này mới hạ thấp độ cao, lơ lửng tại mặt biển một mét phía trên. Lúc này, nguyên bản u lam mặt biển, phiêu đầy ống ánh một mảnh say cá có thể đừng thật đem biển Long Vương cho gọi đến đi. Trần Mộc vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Sau một khắc, khói đen tràn ngập mặt biển. Ngũ quỷ bàn sơn. Từng mảng lớn cá biển lập tức biến mất. Ngũ quỷ đại bên trong, một dọc lớn chừng hạt đậu chiếu điện hồng chậm rãi ngưng tụ. Cảm thụ lấy ngũ quỷ truyền đến dãy dùa không cam, Trần Mộc kiệt lực che đậy não hải bên trong mảnh liệt thôn phệ muốn. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, mặt biển lại lần nữa khôi phục u lam. Trần Mộc dừng hết ngủ quỷ bàn sơn chú, buông lỏng một hơi, chợt liền nhìn chầm chầm khói đen không cao hứng. Nếu không phải vì chuẩn bị cho các ngươi thức ăn, ta có thể bị cái này tội. Đi tới biển bên trên, không biết tình huống, hắn đến trước giờ chuẩn bị cho ngũ quỷ đại thức ăn. Chiếu điện hồng cái này loại áp suất tam bảo tinh túy, năng lượng cao còn không chiếm địa phương. Một dọc liền đủ ngũ quỷ đại chống rất lâu. Vách núi doanh địa bên trong. Ngươi đối hải ngoại sự tình hiểu rõ không? Ăn cơm ở giữa, Trần Mộc bình tĩnh tìm hiểu, Đồ Sơn tung hoành đại lương mấy chục năm, đánh thế gia giận mà không dám nói gì, nói không chắc biết rõ một chút độc nhất vô nhị tin tức. Bất quá là chuyển sang nơi khác mà thôi, không có cái gì bất đồng. Đồ Sơn một mặt không quan trọng. Cũng liền nhiều chút tiếp tục tu luyện thủ đoạn. Đến chỗ nào đều là quyền đầu định đoạt. Trần Mộc không khỏi gật đầu. Cái này mãn hán thấy được là thấu triệt. Vẫn có chút bất đồng. Đồ Sơn suy nghĩ một chút nói. Nghe nói có địa phương phi thường hỗn loạn, cường giả hành sự không kiên nể gì cả, có vị tế luyện pháp khí, động một tí sát thương mấy vạn. Trần Mộc mày nhăn lại, thật đi cái này xem mạng người như cỏ rác địa phương, nói không tốt ngày nào liền muốn đại họa trước mắt. Không có điểm an toàn mà địa phương. Cái kia tất nhiên có. Đồ sơn nhúng vai. Đại lương loạn như vậy, thần kinh không phải cũng vẫn y như cũ an ổn. Nhưng mà chúng ta lại không có đạo cốt, có thể đi không nhiều địa phương tốt. Đồ sơn biểu môi. Ta nghe nói, chúng ta những này giáp phách quá khứ, muốn trước cho người khác làm việc. Trần Mộc nhíu mày. Hắn không bài xích làm công nhân, nhưng mà nếu là phân đến cái hỗn loạn chỗ, cái này công việc dự đoán cũng không tốt làm. Đúng, mà lại một cứ duy trì như vậy là được 20 năm, không công. Đồ Sơn có chút biệt khuất nói. Hắn tại Đại Lương tung hoành, đi hải ngoại, lại muốn cho người làm đầy tớ. Lên thuyền phía trước liền định tốt, chỉ cần đi, liền ngủ cũng trốn không được. Đồ Sơn hít mắt lại, quyền đầu bóp ầm 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 rung động. Cũng không biết tương lai cố chủ xương cốt giỏi không giỏi ngươi còn thực có can đảm động thủ ta không tin bọn hắn không có phản chế thủ đoạn trần mộc biểu môi nghe nói là muốn con dấu đồ sơn gãi gãi đầu con dấu ta đoán hẳn là nào đó loại pháp khí cho người làm đánh dấu chạy cũng có thể truy tung cái chủng loại kia trần mộc bừng tỉnh không liền tương tự hoàng âm sách tìm định hồn thung, dọc nước đồng kiện cảm ứng vô tâm linh à cái này là muốn cho người lắp cái pháp khí bản định vị chật chật hải ngoại thời gian không tốt qua a à làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn. Chương 174 Vô tâm linh Nguồn Mê truyện audio com Thời tiết vẫn y như cũ nóng bức, cũng đã không kia nóng. Mang lấy mùi tanh gió biển thổi vào, càng hiển mát mẻ. Đoạn nhai che giấu kẻ hở cũng không nhỏ, dài một hai trăm mét, rộng bảy tám mươi mét. Nhưng mà nó là cái bát tự hình, phía trên hẹp hòi, ngẩng đầu nhìn lại, thiên quan tự như một đường. Khe hẹp nội hải cùng hiếm thấy sâu, cùng đoạn ngoài vách núi hải vực không có sai biệt, một chút không giống thiên nhiên bờ biển. Trần một thân dưới khói đen nâng đỡ, khoanh chân trôi nổi tại mặt biển bên trên. Lại là một ngày bắt cá thường ngày. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong củ lạc đại một đoàn chiếu điện hồng, trần một hài lòng gật đầu còn là tại biển bên trong bắt cá thống khoái. Có xây mồi hướng dẫn, rất dễ dàng liền dẫn tới số lớn bầy cá. Số lượng nhiều, thể hình lớn, chiếu điện hồng tích lũy tốc độ cực nhanh. Có cái này một đoàn chiếu điện hồng, đầy đủ ngũ quỷ đại một năm tiêu hao. Trần Mộc lặng lẽ tính ra. Ngũ quỷ đại rất dễ nuôi, nếu chỉ là duy trì, lượng cơm ăn cũng liền cùng ba đầu cỡ lớn loại chó tương đương. Đương nhiên, đút nhiều hắn liền càng tinh thần, ngũ quỷ di chuyển liền càng thuận buồm xuôi gió. Phải giảm xuống bắt cá tần suất. Trần Mộc yên lặng nghĩ lấy, đến gần 11 tháng, hải ngoại thuyền lớn lập tức đến nơi. Thủ Dương Sơn dòng người dần nhiều. Không kiên nể gì cả sử dụng ngũ quỷ đại, dễ dàng bị người bắt gặp. Tay phải khói đen lăn lộn, một cái thanh đồng giao linh tái hiện. Trần Mộc quan sát một lát, không khỏi lắc đầu thở dài. Không có đối ứng chú lệnh, liền là cái bài trí, đáng tiếc. Tìm thành ý muốn. Hắn không cùng ta liều mạng liền tốt. Vu ấn. Được rồi, vừa hố xong cái này lão đầu, vạn nhất hắn ngược hố ta một cái đâu nghĩ đến vu ấn trần mộc cầm ra thanh đồng dọc nước chẳng lẽ là vô tâm linh cái mỏ cũng không có treo cái mỏ kết cấu a vô tâm linh nội bộ bóng loáng không có móc nối thanh đồng dọc nước trên dưới mực mà không có treo vòng hắn phía trước có suy đoán cũng vì đó không có thí nghiệm nghĩ như vậy trần mộc đảo ngược giao linh đem thanh đồng dọc nước thả vào giao linh ông một tiếng vang nhỏ thanh đồng dọc nước lại tại giao linh bên trong bỗng dưng lơ lửng tương tự lực từ lơ lửng. Trần Mộc lập tức vui mừng không thôi. Hắn hạ ý thức nhoáng một cái. "Ông." Nặng nề giống như chuông đồng tiếng vang, bỗng nhiên tại khe hẹp bên trong vang lên. Trần Mộc lông mày nhíu lại. "Còn tốt nghe." Hắn lại gõ hai lần, tiếc hận biểu môi. Đáng tiếc không có tác dụng gì. Biết rõ vô tâm linh có thể nhiếp hồn đoạt phách, nhưng mà khẳng định thiếu không được chú lệnh khởi động. Đơn thuần đánh cũng không tác dụng lớn. "Gân gà a." À vừa nghĩ thu hồi chuông đồng trần một lại đột ngột phát hiện không biết thời điểm nào hát vân hạ lại phiêu đầy trắng bệch cái bụng cá biển thời gian không đúng a à. trần một lông mày nhướng lên hắn vừa bỏ mồi say cá biển sẽ không say nhanh như vậy trần Mộc không khỏi nhìn về phía tay bên trong giao linh ông chuông đồng ông hót bỗng nhiên vang lên trần Mộc chặt nhìn mặt biển về sau liền nhìn đến mặt biển một trận ung ụt ung ụt chảy bọc trắng không bao lâu một mảnh đầu óc choáng váng cá biển liền phiêu tới cái này còn có thể nổ cá. Trần Mộc đương thời liền vui. Ông ông ông. Không có bao lâu, đoạn nhai khe hẹp mặt biển, lại bị lật cái bụng cá biển chiếm cứ hơn nữa. Đồ tốt. Trần Mộc lúc này là thật vui, cái này có thể so say mồi hiệu suất cao nhiều. Ngũ quỷ bàn sơn. Thật lâu, Trần Mộc mới tại ngũ quỷ nâng lên hạ, dọc theo bóng loáng vách đá nhanh chóng leo lên. Phía sau bắt cá càng đơn giản. Không phải vô tâm linh tiếng vang vô dụng, là chính mình không có cảm giác. Trần một bừng tỉnh, thanh phong quán vô tâm linh đối chính mình liền từ chưa lên qua tác dụng. Tường xám. Trần Mộc tưởng tượng liền biết rõ nguyên nhân. Còn có âm hồn khủng bố hoàn cảnh. Chính mình mặc dù cũng sợ hãi, nhưng mà đây chẳng qua là tâm lý sợ hãi, mà không phải bị âm hồn huyễn cảnh ảnh hưởng tâm thần kinh khủng. Không hổ là phần mềm hắc. Không biết vô tâm linh đối với người bình thường tác dụng như thế nào. Trần Mộc âm thầm cân nhắc. Chạng vạn tối, vách núi doanh địa. Một khối nửa mét cao, bốn phương mặt bàn lớn nhỏ hòn đá để tại đất trống bên trên. Đỉnh mặt bóng loáng như gương, ở giữa đào ra hai cái hình trụ cái hố nhỏ, bên trong lấp đầy đỏ tươi than củi. Một cái cái hố nhỏ thượng giá lấy nồi đồng, một cái khác cái hố nhỏ trải lên lấy lưới sắt. Xung quanh bày biển lát cá, sơn thịt dê phiến, giả thịt hưu phiến, xanh biết rau dại các loại nguyên liệu nấu ăn. Ngươi sẽ không trời sinh đạo cốt a. À. Đồ sơn một bên ăn một bên hồ nghi nhìn lấy trần mộc. Tuổi còn trẻ liền có giáp phát thực lực, tất nhiên phải hao phí đại lượng tinh lực chỗ nào còn có thời gian đi tôi luyện trù nghệ trừ phi thiên phú dị bẩm liền tính ngươi khen ta đợi lát nữa cũng là ngươi rửa chén trần mộc thản nhiên nói đồ sơn trận mắt trừng một cái chợt cảm khái nói chật chật kinh đô thiên hạ đệ nhất lâu đầu bếp cũng so không lên ngươi bọn hắn xác thực so không lên ta trần mộc một mặt đạm nhiên ngươi còn thật không khách khí đồ sơn cười hắc hắc trần mộc nhìn cũng không nhìn đồ sơn ngươi làm tam giai trùng nghệ là đùa dẫn sao? Cơm về sau, Trần Mộc ngồi tại ghế lung lay bên trong uống trà. Đồ Sơn ở một bên ấp úng ấp úng rửa chén. Trần Mộc đột nhiên nói. Ta xem ngươi thật cực khổ, cho ngươi nhìn cái bảo bối đi. Sau đó hắn liền lấy ra vô tâm linh. Ngươi còn thật là thành ý sư đệ. Chợt hắn liền vô ý thức cầm lên hai cái chén gỗ, một trước một sau ngăn tại thân trước. Ngươi nghĩ động thủ với ta. Ngươi đối ta hiểu lầm quá sâu. Trần Mộc một mặt không vui nhíu mày ta đều không có niệm chú lệnh, ngươi sợ cái gì? Đồ sơn hồ nghi. Khi ngươi muốn làm gì? Liền là nghĩ gõ chuông, cho ngươi trợ cái hứng. Đồ sơn trừng lấy trần mộc không nói lời nói. Cho ta trợ hứng rửa chén sao? Ông. Một tiếng chuông đồng tiếng vang bỗng nhiên lại vách núi doanh địa bên trong vang lên. Từng. Ô. Nga hống hống hống. Ha ha ha. T. Trần Mộc. Cái này cái gì quỷ động tỉnh? Đồ sơn một mặt xuân tâm dập dần, thô khoáng đen nhánh đại mặt bên trên tràn đầy ứng hồng. Sẵn. Một lần nữa. Trần Mộc. Cái này không đúng a, à, không phải đẳng hồn hút phách sao? Động tĩnh này thế nào kia không đứng đắn đâu. Thật lâu, Trần Mộc mới làm minh bạch tác dụng. Tiếng chuông có thể yếu ớt chấn động khí huyết, làm dịu mệt nhọc, thời gian dài lắng nghe, còn có thể cường thân kiện thể. Trần Mộc cổ quái nhìn lấy vô tâm linh. Đại khái tương tự ngồi sổng sợ chân về sau, chậm rãi khôi phục kia loại cảm giác tê ngứa đạo sĩ đã tọa niệm kinh, thời gian lâu dài khó tránh khỏi thân thể cứng nhắc, bước chân tê dại. Nếu tới cái này một linh đan, không liền đầy máu phục sinh sao? Cái này tác dụng kỳ thực rất chính phái, sau đó hắn liền nghe đồ sơn mặt đầy hưng phấn kêu gào. Nga hống hống hống. Trần Mộc. Ta mẹ nó đến cùng cướp cái gì đồ chơi. Quá không đứng đắn á, tối khí người là. Hắn mẹ nó đối ta không có dụng A, à, đại lương năm 642, ngày 25 tháng 10. Trần Mộc giống thường ngày tại đoạn nhai khe hẹp bên trong cầm trong tay chung đồng nhẹ nhàng lay động. Ông. Bình tĩnh mặt biển lập tức nhộn nhạo lên một vòng gần sóng. Ung ục ục, một liên tục bọt trắng ngâm từ đáy biển bốc lên, trong chốc lát, liền có cá biển một thân mềm nhũng tại mặt biển chậm ung dung bay nhảy. Nhìn Trần Mộc đố kỵ không ngớt. Một đám cá đều sao hắn có thể hưởng thụ. Trần Mộc bị Hắc Vân nâng lấy, dọc theo khe hẹp từ trong tới ngoài chậm rãi di động. Đổi chỗ liền gõ một lần, từ trong tới ngoài, chỉ cần gõ cái năm, sáu lần, đoạn nhai khe hẹp nội hải cá liền đều bị mê mùi bắt đi. Phối hợp suy yếu bản xây mồi trước giờ hướng dẫn. Trước sau không dùng một khắc đồng hồ, liền có thể thu hoạch số lớn cá biển. Trần Mộc nâng lấy vô tâm linh, bay tới khe hẹp miệng, một lần cuối cùng lay động chuông đồng. Ông! gần sóng theo lấy khe hẹp miệng kèn hướng bên ngoài khuếch tán. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía mặt biển. Về sau liền gặp đoạn ngoài vách núi U Lam mặt biển bắt đầu nổi lên. Một cái ba cái, năm cái chợt liếc nha lít nhít vô số bọt khí từ đáy biển bốc lên trần Mộc nhìn trận mắt hốc mồm cái này một lần đến cùng choáng nhiều ít cá nhìn mắt nơi xa đỉnh núi đầu dương cung trần Mộc một mặt ảo não cá càng nhiều liền càng để người chú ý liền càng không dám bắt a sau đó hắn liền mắt xem một chút bọt khí càng ngày càng nhiều thậm chí nước sôi một dạng ưng ực ưng ực sôi trào cái này không thích hợp a còn không có nghĩ minh bạch u Lam mặt biển liền xuất hiện một mảnh hắc ảnh cũng ở dưới biển nhanh chóng khuếch tán biến lớn âm một tiếng vang thật lớn mặt biển đột nhiên nổ tung một liên tục cao hơn 10 mét bọc nước một cái toàn thân khoác lấy giữ tận gai xương quái vật khổng lồ bỗng nhiên xông ra mặt nước làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 175 Bạch Mễ Toa Nguồn Mê truyện audio com Phiêu tại khe hẹp miệng trần mộc, trận mắt hốc mồm. Cả cái khe hẹp bên ngoài tầm mắt, đều bị màu trắng bệt giáp sát che lấp. Hắn dọc theo vách núi leo lên, đứng tại đoạn vách đá duyên nhìn ra xa, sắc mặt lập tức một biến. Một cái hơn 500 mét dài 300 mét rộng to lớn ảm đạm mai rùa, đột ngột đập vào mi mắt sang hô tango kép tô điểm nham thạch giáp sát, vặn vẹo bàn cờ đường nét bộ dáng khe rảnh, không theo quy tắc bài bố gai nhọn. Vô tâm linh. Mạnh như vậy sao? Rất nhanh hắn liền phản ứng qua đến. Cái này không phải vô tâm linh quay lên đến đại ô quy, là đi hướng hải ngoại thuyền. Vốn cho rằng là cái thuyền lớn, không có nghĩ đến lại là cái tàu ngầm. Ban đêm. Vách núi doanh địa bên trong. Trần Mộc ngồi tại lửa trại bên cạnh, xuyên qua giữa rừng khe hở, nhìn phía xa đoạn dưới vách quái vật khổng lồ xuất thần dưới ánh trăng, loáng thoáng có thể thấy màu trắng mai rùa điểm điểm huỳnh quang tại lóe. Thật kỳ diệu. Luyện hình thuật, pháp lực, âm hồn, pháp khí, Trần Mộc luôn luôn biết rõ cái này thế giới không đơn giản. Nhưng mà gặp đến cái này to lớn xác rùa đen, vẫn y như cũ để hắn chấn động. Cái này đồ chơi đến cùng là thế nào tạo ra đến? Hải ngoại thế giới, nhất định phi thường thần kỳ. Nghĩ như vậy, những kia hà khắc yêu cầu, cũng liền không phải kia khó dùng tiếp nhận. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lửa trại bên cạnh. Đồ Sơn một mặt hưng phấn. Nghe ngóng rõ ràng, mùng 5 tháng 11 xuất phát. Ngày mai liền lên thuyền. Trần Mộc cố nén gật đầu xúc động. Chờ một chút. Có vấn đề. Đồ Sơn lập tức hiếp mắt cảnh giác. Trần Mộc lắc đầu. Thế gia kia ân cần tập hợp đi lên, cạm bẫy không đến mức. Cũng đúng. Đồ Sơn một mặt trào phúng. Các nhà mỹ nhân đều hướng đi vào, vì một chút huyết mạch, chật chật. Huyết mạch càng nhiều, thế gia càng mạnh, vì củng cố thế gia địa vị, không kỳ quái. Trần Mộc bình tĩnh nói. Chờ người khác thăm dò một chút đường lại đi. Trần Mộc trấn định nói kia liền chờ hai ngày. Đồ Sơn gật đầu. Đại lương năm 642, ngày 1 tháng 11. Trần Mộc thu thập xong vách núi doanh địa, mang lên các chủng dự trữ vật tư, đi đến đỉnh núi đầu Dương Cung. Cả ngọn núi bị nhân công sang bằng, một mảng lớn khu kiến trúc tọa lạc hắn bên trên. Tường đỏ ngói vàng, giả sơn giả thủy, hành lang lương đình, hoa thảo thụ mộc, một bước một cảnh. Một tòa sáng tỏ đại sảnh bên trong một cái hơn 50 tuổi gầy còm lão giả, ngồi tại dài đầu bàn đọc sách sau chậm ung dung uống trà. Bàn đọc sách bút mặt chỉ nghiễn đầy đủ, một bản một ngón tay dày thư để tại lão giả thân trước. Bên phải còn có cái vuông vức một đầu hộp. Nghĩ tốt rồi. Gầy còm lão giả nhàn nhạt hỏi. Ra biển, liền muốn chế tác đến khấu trừ lộ phí. Nghĩ tốt. Trần Mộc gật đầu. Thiên cơ lệnh. Lão giả đưa tay nói. Trần Mộc lập tức từ trong tay áo cầm ra thiên cơ lệnh đưa cho đối phương gầy còng lão giả tiếp qua thiên cơ lệnh, cổ tay khẽ đảo liền biến mất, sau đó đem thân trước thư sách giao cho Trần Mộc. Chọn một chỗ đi. Trần Mộc hiếu kỳ mở ra. Ngạc nhai sơn đạo quán 15 năm. Mà thiên nhai trồng dược 10 năm. Thanh giang hồ dưỡng trai 25 năm. Trần Mộc cổ quái nhìn gầy còng lão giả một mắt. Thế nào có trồng kiếp trước tuyển dụng hội đã xem cảm giác. Hắn lại lật lật, phát hiện thư sách toàn bộ là tương tự cái này trồng khổ lực công tác. Mà lại chỉ là đơn giản miêu tả. Chút nào nhìn không ra chân thực cái gì tình huống. Đều là đi làm công, yêu cầu kém không nhiều, đào quán cái này trồng ác liệt công tác muốn 15 năm, trồng dược lại chỉ cần 10 năm. Kia dược dự đoán cũng không phải cái gì tốt dược a, à, mù tuyển hoàn toàn liền là lấy mạng sau vận khí. Trần Mộc bình tĩnh nhìn lão giả một mắt, do xét tay đem thư đẩy về cho lão giả, còn mời lão tiên sinh chỉ điểm. Vừa nói, Trần Mộc cắn răng, tại thư sách bên cạnh để xuống năm mai bạch ngọc tiền. Gây còng lão giả trồng mắt hơi híp tự nhiên mở ra thư sách đúng lúc che lại bạch ngọc tiền ngươi có thể có cái gì năng khiếu trần mộc nội tâm thở dài một hơi bạch ngọc tiền có tác dụng a à, ta sở trường nấu cơm trần mộc tự tin tràn đầy lão giả bình tĩnh nhìn trần mộc đổi một cái thế nào xem thường ta nấu cơm thủ nghệ không có người tuyển đầu bếp lão giả thản nhiên nói trần mộc một mặt tiếc nuối viết chữ vẽ tranh cũng rất tốt lão giả im lặng nhìn lấy trần mộc cũng không tuyển. Ta biết chế tác các chủng dược vật. Trần Mộc lúng túng hồi lâu nói. Vừa mới cái kia 10 năm trồng dược công tác để hắn có chút lo lắng. Gây còng lão giả hài lòng gật đầu. Khi liền đi kê lung sơn trồng hoàng nha mễ đi, 20 năm. Trần Mộc. Trồng lương thực cùng ta hiểu chế dược thuật ở giữa có quan hệ gì sao? Trần Mộc nhìn vẻ mặt bình tĩnh lão đầu. Chính mình sẽ không bị hố đi. Đến, cho người đóng cái dấu. Lão giả mở ra hộp gỗ, bên trong thả lấy một sắp chữ và in chương hắn từ bên trong lấy ra một cái ra hiệu trần mộc lộ ra cánh tay trần mộc con mắt lập tức nheo lại cái này liền là đồ sơn nói cái kia đánh dấu đắp lên phía sau sẽ không sẽ bị khống chế đến chết đổi ý rồi lão giả bình tĩnh nhìn trần mộc cái này sự tình hắn gặp đến nhiều đến đi trần mộc lại quyết đoán vén tay áo lên lão giả ngạc nhiên nhìn trần mộc một mắt không sợ bị người chế trụ trần mộc bình tĩnh nói ta càng sợ bình thường chết già con dấu khả năng hội bị khống chế nhưng mà có thể nhìn càng nhiều phong cảnh xác thực có thể dùng tiêu dao một đời nhưng mà khả năng lại cũng nhảy không ra đại lương cái này hồ nước theo chiếu hắn ngày xưa cẩn thận tính cách hắn sẽ không đem mạng nhỏ giao cho người khác nhưng mà vùi tại đại lương chết già hắn càng không cam tâm lại nói so với không rõ lai lịch tường xám cái này một chút tiểu đánh dấu lại tính cái gì được gây công lão giả cười cười đem hình tròn con dấu che tại trần một tay trái tiểu cánh tay bên trên. Một trận thanh lương cảm giác truyền đến, một cái do màu đen tinh điểm ti tuyến kết nối hình tròn đồ án xuất hiện trên cánh tay. Trần mộc hạ ý thức xoa xoa, lại không có chút nào phai màu. Thật giống như sinh trưởng ở làn da. Đừng sợ, chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất đồ vật. Thời hạn đến kỳ, hoặc là ngươi đột phá cảm ứng, cái này đồ vật liền tự nhiên không có. Lão giả nhún vai một cái nói. Trần Mộc gật đầu. Tiếp trước tìm việc làm mới vào không phải cũng đến ký cái hợp đồng à, ngược lại đều đắp lên, kia cũng không cần phải xoán suýt. Lão giả từ trong tay áo lại móc ra tấm bản đưa cho Trần Mộc. Giữ gìn kỹ, cái này là ngươi bằng chứng. Ngươi có thể dùng hiện tại liền leo lên bạch mễ toa, cũng có thể đi trở về cáo biệt. Nhưng mà phải nhớ kỹ sau 4 ngày sáng sớm xuất phát, qua giờ không đợi. Xác rùa đen tàu ngầm gọi bạch mễ toa. Cái này có thể một chút đều không giống toa. Ta đi bạch mễ toa. Hắn sớm liền muốn đi lên nhìn nhìn hai ngày sau. Bạch Mễ toa bên trong sáng như ban ngày. Hai hàng 16 tầng khoan kiến trúc, dán vào hai bên tường bên trong kéo dài đến phần cuối. Ở giữa là một mảnh trống trải khu vực, từng sợi trắng nhật lập trụ thụ tại ở giữa, liên tiếp trần nhà cùng mặt đất. Phía dưới nhất một tầng đường phố người đến người đi, hai bên khoan lại bị cải tạo thợ may ăn ngủ nghỉ các chủng cửa hàng. Hai bên đường phố có người bày quầy bán hàng, bán ra các chủng cổ quái đồ vật. Thậm chí còn có một tòa nghe khúc gánh hát ngỏa tứ, hai tòa uống trà bình thư quán trà nếu không phải những này người đều không có làm cái gì ngụy trang che lấp, Trần Mộc đều cho rằng hắn đi đến cái nào gia quỷ thị. Tự hồ cũng không có tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Hắn vốn cho rằng hội là đen nhánh khoan, mấy chục người chen tại cùng nhau, các chủng ác liệt hoàn cảnh. Nhưng mà thực tế nhìn đến, bạch mễ toa bên trong có thể so với kiếp trước xa hoa du thuyền. Điều này nói rõ chúng ta cái này nhóm người còn rất đáng tiền. Trần Mộc cười khổ. 20 năm không công làm lộ phí, xác thực đáng tiền. Cái này lúc, một cái hùng tráng thân ảnh đột ngột khắc sâu vào tầm mắt, Trần Mộc lập tức da đầu siết chặt. Bạch Diệu Cẩn. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 176. Lên đường. Nguồn. Mê truyện audio com Nhìn lấy Bạch Diệu Cẩn, Trần Mộc giật mình trong lòng. Cuối cùng vẫn là trốn ra đến. Tự hồ cảm nhận được Trần Mộc tầm mắt, Bạch Diệu Cẩn quay đầu nhìn tới. Trần Mộc khống chế ánh mắt, giống cái phổ thông người qua đường, cùng đối phương nhìn nhau. Chợt toát ra chút đối nàng dáng người kinh ngạc, tiếp đó liền không để ý dời đi tầm mắt. Sau đó theo lấy đám người, hững hờ du lãm bạch mễ toa bên trong mặt đường. Trốn ra đến đã chạy ra đến đi. Không có quan hệ gì với ta. Hắn tuy nghĩ báo trước đây bị bắt chi thù, làm gì được làm không đến a, à, Bạch Diệu Cẩn còn tốt nói, đã tìm về bản thể Thúy Thúy liền khó đối phó. Ngược lại trước đây ngoan thoại là tôn đại vượng thả, không quan hệ với ta. Trần Mộc khoan thai nghĩ lấy hắn cũng không sợ đối phương tìm phiền toái. Dịch hình thuật 27, 1000, tứ Giai, trần một vui tươi hớn hở nhìn lấy tường xám. Trước tìm tới ta rồi nói sao? Tứ giai dịch hình thuật, cái này còn có thể tìm tới ta liền coi như ta thua. Đại lương năm 642, ngày 5 tháng 11. Bạch mễ toa xuất phát ngày đã đến. Hơn 100 người vụn vặt lẻ tại đứng tại bạch mễ toa đoạn trước nhất. Chỗ kia có khối cự hình trong suốt màn tường, có thể rõ ràng nhìn đến bạch mễ toa ngoại hải mặt bạch mễ là dị chủng linh quy giáp sát trắng nhợt đầu lại đỏ tươi như lửa tiên thiên có thể giá ngự thủy hỏa bạch mễ toa là dùng nó giáp sát luyện chế đoạn trước nhất nguyên bản là bạch mễ chân trước phần đầu khu vực huyết nhục bị móc xuống dùng đặc thù trong suốt chất liệu bổ sung phủ kín hình thành một mảng lớn trong suốt cửa sổ giống như thủy tinh màng tường người thế nào ít một cái cánh tay đồ sơn đứng tại thành ý trước mặt một mặt vô cùng đau đớn đáng tiếc ta đương thời không ở tại chỗ bằng không thành ý một mặt lạnh lùng. Bằng không liền có thể thừa cơ giết ta, cướp ta thiên cơ lệnh, đúng không? Đồ sơn một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy thành ý, người đối ta hiểu lầm thực tại quá sâu. Thành ý liếc một mắt đồ sơn. Người da mặt cũng càng dày. Đồ sơn nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ngươi sư đệ. Thành ý khẽ giật mình. Ngươi gặp qua thành minh. Đúng thế, hắn bản sự có thể sau ngươi lớn nhiều. Đồ sơn tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Hắn lại có thể cùng ta ngang tài ngang sức. Thành ý lập tức trao mày, một cái hơn 10 tuổi tiểu đồng tử. Kia người không phải sư đệ ta. Thành ý chắc chắn. Kia không khả năng. Đồ sơn lắc đầu không tin. Hắn có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc linh đan, thế nào khả năng không phải ngươi sư đệ. Thành ý con ngươi bỗng nhiên có rụt lại, sắc mặt lập tức âm trầm giống như nước. Ngươi tại chỗ nào gặp hắn. Đồ sơn nghiêng đầu trên dưới quan sát thành ý, chật chật. Ngươi không thích hợp A. À. Kia linh đan, sẽ không là hắn tự ngươi cái này cướp A. À thành ý hít mắt lại, không nói chuyện. Nga hống. Người cái này cánh tay, sẽ không cũng là hắn chém A. À. Đồ Sơn con mắt trừng lớn. Thành ý mặt nhất thời tối sầm lại. Đồ Sơn lập tức cười trên nỗi đau của người khác cười. Nhìn đến kia người thật không phải ngươi sư đệ. Đồ Sơn chợt liền mỉm cười đề nghị. Muốn không, liên thủ chơi nó một cái. Cách đó không xa, trần một lục hạt dễ rang đường tay không khỏi một trận. Ở ngay trước mặt ta thương lượng thế nào làm ta? Trần Mộc trong mắt hơi hiếp. Lặng lẽ móc ra vô tâm linh, âm hồn khói đen ẩn thân biến hình, hóa thành một cái nhắm chuẩn đồ sơn loa lớn. Ông. Đồ sơn biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ, tiếp tục nhanh chóng hóa thành một mặt cười ngớ ngẩn, toàn thân run rẩy một dạng vênh váo lên đến, sau đó nước ra miệng lớn. Nha. Hống hống hống. Ha ha ha. Tê tê tê. Thành ý. Ngươi cái gì mau bệnh. Hắn lúc này bình tĩnh lướt ngang hai bước, rời đi xa xa đồ sơn không phải ngươi nghĩ kia dạng. Đồ Sơn liền bận giải thích. Ông. Nga hống hống hống. Đồ Sơn. Ta cũng không nghĩ a à, bị hơn 100 người dùng cổ quái ánh mắt nhìn chầm chầm, dù là Đồ Sơn tâm mặt đen dày, vẫn y như cũ nhìn không được da mặt kéo căng. Mắt nhìn hiệu quả lập tức biến mất, sợ lại lần nữa đột kích, lúc này đối lấy bốn phía trận mắt nhìn. Đầu hàng á. Ông. Nga hống hống hống. Trần Mộc. Không có ý tứ, không có thu lại tay nhìn lấy đồ sơn một mặt gió xuân nhộn nhạo tại chỗ khiêu vũ trần mộc thỏa mãn hướng miệng bên trong bỏ vào một khỏa hạt dẻ rang đường chật chậm rãi ung dung ngẩng đầu nhìn về phía trong suốt màn tường nương theo nhẹ giọng ông hót bạch mễ toa chậm rãi hướng về đáy biển lặng xuống nhìn lấy càng đến càng cao thủ dương sơn trần mộc trái tim không khỏi sản sinh nhàn nhạt không bỏ cái này một đi tiền đồ chưa biết không biết có thể không lại lần nữa trở về bạch mễ toa trăm năm mới đến một lần có thể hay không sống đến kia lúc còn chưa biết được đại khái tỷ lệ là về không đến. Trần Mộc thở dài. Cũng không biết giới giáp lão đầu phía sau sẽ như thế nào. Chợt hắn liền lắc đầu cười khẽ. Lo chuyện bao đồng. Giới giáp cũng không phải bình thường người, chính mình ra sự tình đối phương đều không giống nhau nhất định có sự tình. Quét mắt phụ cận đám người, ngoài trừ đồ sơn, thành ý, hắn còn chứng kiến vu ấn, tạ thắng. Ngoài trừ trời sinh đạo cốt, cái này hơn trăm người muốn thiên phú dị bẩm, muốn có thần kỳ huyết mạch, bằng không thì cũng không luyện được giáp phách, không giành được thiên cơ lệnh. Nghĩ tới những người này tương lai mười mấy hai mươi mấy năm tình hình, Trần Mộc liền sắc mặt cổ quái. Đã từng thiên hạ các hào kiệt, cũng muốn giống như ta, đi cho nhân gia đào quán trồng trọt. Nghĩ như vậy, Trần Mộc vốn có chút biệt khuất tâm tình, lập tức liền thư sướng. So sánh chính mình, mấy người này mới là thật phiền muộn đi. Ha ha. Trần Mộc lắc đầu bật cười. Triều Phương đâu? Hắn cũng làm dịch dung giả dạng. Trần Mộc nhìn một vòng, không có nhìn đến thân ảnh quen thuộc, chợt lắc đầu, không còn tìm tòi nghiên cứu. Mặc dù Bạch Mễ toa bên trong tấm chế tranh đấu, có vấn đề lên lôi đài. Nhưng mà đến cùng là phong bế không gian, có người thiết tâm tìm phiền toái, chạy đều không có địa phương chạy. Trọng điểm là an ổn đến kê lung sơn. Lại nhìn một chút càng phát tỉnh mịch nước biển. Trần Mộc quay người đi trở về gian phòng của mình. Còn là cân nhắc thi thế nào vượt qua cái này tầm 5-3 tháng thời gian đi. Ba ngày sau, Bạch Mễ toa bên trong, tiện tiên quán trà quán trà rộng rãi, chỉ lầu một đại sảnh liền có hai cái sân bóng rổ kia lớn. Bình thư cái bàn đều có ba cái. Quán trà tất cả ngày không ngừng, mỗi lần tiến đến, thường tọa tỷ lệ đều không ít hơn một nửa. Trần Mộc tìm cái vắng vẻ xó xỉnh ngồi xuống, tiện tay điểm một bình trà, một bàn điểm tâm. Những vật này liền hoa hắn 12 lượng bạc. Thật đắt. Trần Mộc liếu lưỡi. Hắn lên thuyền mấy ngày nay, ngoại trừ bạch mễ toa to lớn xa hoa cấp cho hắn chấn động. Trực quan nhất cảm thụ liền là đắt, cái gì đều đắt ăn một bữa cơm, không có hai ba mươi lượng bạc đều ăn không đủ no. Nghĩ muốn ăn tốt, càng là đắt ra chân trời. May mắn sớm chuẩn bị tịch cốc hoàng. Trần Mộc may mắn. Cũng muốn cảm tạ vu ấn. Trần Mộc vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Không có hắn cống hiến kia mấy vạn lượng bạc, hắn còn thật không có tự tin tại cái này bên trong đi dạo. Rót một ly trà chậm rãi phẩm, Trần Mộc lỗ tay dựng thẳng lên, tỉ mỉ lắng nghe xung quanh người nói chuyện. Một bàn chi cách, hai người mặc màu nâu trang phục hán tử dẫn tới hắn chú ý, trong đó một cái, má trái có một đạo từ khóe mắt đến cái cầm vết sẹo, nhìn lấy khá là hung hãn. Lúc này hắn nhíu mày nhìn về phía đồng bạn. Ta còn muốn ở trên biển trôi nổi bao lâu? Đồng bạn là cái mắt nhỏ mũi to hán tử, hắn một chân dẫm tại đất bên trên, một chân khoác lên cái ghế bên trên, một bên nghe kể chuyện, một bên khoan thai gặm hạt dưa. Đừng gấp, nghe nói còn lại hai địa phương không có đi, lại có tầm năm ba tháng liền có thể tới Vân Châu. Không gấp, đều ở trên biển phiêu một năm, tiền bạc nhanh tiêu hết, ta có thể không gấp. Lại không đến địa phương, ta đều muốn đi đánh lôi đại kiếm tiền. Mặt theo hán tử một mặt ảo não. Vậy ngươi đi nha. Mắt nhỏ liếc xéo đồng bạn. Mặt theo phiền muộn. Ta không dám. Trên thuyền này đều là cái gì quái vật, từng cái bụng dạ độc ác, thực lực cường hoành. Mắt nhỏ gật gù đắc ý dập lấy hạt dưa. Mỗi cái đảo liền thu khoảng trăm người, không phải quái vật, có thể lên thuyền. Mặt theo thật buồn bực. Ta cũng nghĩ có đạo cốt." Mặt theo mặt đầy ao ước. Miễn phí sống phóng túng một đầu lông. "Ai? Trở về sớm một chút ngủ đi, trong mộng cái gì đều có." Cút. Trần Mộc nghe đến lông mày nhíu lại. "Bạch Mễ toa tiêu phí cao như vậy. Nhìn đến còn là đánh giá thấp cái này bên trong vật giá cả. Có thể lên đến người, có thể đều không thiếu tiền. Tay cầm hơn 4 vạn lượng bạc, Trần Mộc còn cho rằng chính mình rất giàu có đâu. Đến kế hoạch một phen chi tiêu nha." mà lại, Đại Lương là cái. Đảo. Trần Mộc nghe đến ngạc nhiên không thôi. Hắn đến Đại Lương 4 năm, Nam Dương Phủ đều không có đi ra ngoài. Cái này đại địa phương, lại bị xưng làm đảo. Khi Vân Châu nên lớn bao nhiêu? Trần Mộc nhảy cẩn nghĩ lấy. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 177. Bạch Dương chân giải. Nguồn. Mê truyện audio.com Tiện tiên quán trà bên trong uống một bình trà, nghe nửa canh giờ chí quái cố sự. Mặt thẹo hán tử không khỏi thở dài một hơi. Lại thế nào à nha? Mắt nhỏ liếc một mắt đồng bạn. Ta tại nghĩ kia vốn bạch dương chân giải. Mặt thẹo một mặt xoắn suýt. Lại không có bạch ngọc linh tiền, muốn nó làm gì? Mắt nhỏ trợn mắt trừng một cái. Ngươi liền không nghĩ tiến thêm một bước. Mặt thẹo không cam lòng. Có thể leo lên bạch mễ toa, tổng là có chút áp đáy hòm bảo bối. Mắt nhỏ lại cười cái này con thuyền đen vô cùng, đừng nghĩ, đến Vân Châu lại xem đi. Nơi xa Trần Mộc con mắt không khỏi nheo lại. Bạch Dương chân giải. Tiến thêm một bước. Thần phát hợp nhất bí pháp. Trần Mộc lập tức kích động lên. Không có nghĩ đến vừa Bạch Mễ Toa không bao lâu, đã biết rõ tiến thêm một bước bí pháp. Bạch Ngọc Linh Tiền. Ta có A. Bạch Mễ Toa bình ổn tìm hành tại biển sâu. Ngoại trừ đáy biển sinh vật ngẫu nhiên phát ra điểm điểm quan mang, trước sau hai chỗ trong suốt màn tường, đã biến đến đen nhánh một mảnh. Không có phần ngoài lấy ánh sáng, bạch mễ toa nội bộ lại vẫn y như cũ sáng như ban ngày. Cái kia liên tiếp thiên địa ẩm đạm lập trụ, bắt đầu tán phát trong suốt bạch quan. Hai bên đường phố cửa hàng, cũng treo lên từng cái bóng bầu dục lớn nhỏ hình bầu dục thủy tinh. Thoáng chấp lên, thủy tinh liền phát ra ôn nhuận quang mang. Trần Mộc đã không phải lần thứ nhất nhìn, lại vẫn y như cũ hiếm lạ. Hắn xích lại gần một cái hình bầu dục thủy tinh, phát hiện trong đó trống rỗng tràn ngập thể lỏng vật chất. Từng cái con kiến lớn nhỏ nữa trong suốt hình bầu dục sinh vật tại trong đó hoạt động phiêu đảng. Chính là chúng nó từ nội bộ hướng bên ngoài phát sáng. Cái này gọi huỳnh quang tảo, chỉ cần mỗi ngày đút điểm mà đồ ăn, để bọn chúng ăn no, liền có thể sáng cả ngày. Một cái hơn 50 tuổi lưu lấy chồng râu dê mập mập lão giả nói. Khách nhân vừa tới bạch mễ toa. Mập mập lão giả cười hỏi. Lão bản hảo nhãn lực. Trần một chắp tay ở lâu người, nhìn quen huỳnh Quang tảo, sẽ không giống như ngài hiếu kỳ. Lão béo cười nói. Nghe nói cái này bên trong có thần phách hợp nhất bí pháp. Trần Mộc trực tiếp hỏi. Lão béo lập tức ánh mắt sáng lên. Khách nhân muốn thần phách hợp nhất bí pháp. Hắn nhìn về phía Trần Mộc ánh mắt lập tức nóng rực lên. Ta chỗ này xác thực có một vốn bạch dương chân giải. Này chân giải tục truyền đến từ thuần dương nói. Là thiên hạ ôn hòa nhất thần phách hợp nhất bí pháp. Luyện này bí pháp, tuần tự dần dần, tuyệt sẽ không ra bất kỳ sai lầm nào. Mập lão bản nóng bỏng nhìn lấy Trần Mộc. Khách nhân, muốn. Muốn. Trần Mộc lúc này gật đầu. Bạch Mễ Toa còn muốn đi tới tầm năm ba tháng, cái này đoạn thời gian không thể lãng phí. Hoàn toàn có thể dùng trước đem thần phách hợp nhất bí pháp luyện. Vì phía sau sớm ngày tiếp xúc cảm ứng tu luyện tiết kiệm thời gian. Khách nhân có biết Bạch Ngọc Linh Tiền? Mập lão bản cẩn thận xác nhận. Biết rõ. Trần Mộc đạm nhiên gật đầu ta không chỉ biết rõ, ta còn có. Mập lão bản mặt bên trên tiếu dung lập tức tràn ra. Nói cái giá cả đi. Trần Mộc bình tĩnh nói. Tâm lý vẫn không khỏi thở dài, bạch mễ toa vật giá cả vốn liền cao. Thần phách hợp nhất bí pháp lại chỉ có cái này nhà mùi mực thư lâm có bán. Chính mình dự đoán muốn bị đối phương đồ một đao. Lão béo mặt bên trên tiếu dung càng thịnh, dò xét bàn tay chỗ một cái ngón trỏ. Mười mai bạch ngọc tiền. Trần một lúc này buông lỏng một hơi chật lại đau lòng hắn tổng cộng chỉ có 23 mai. Trước khi lên thuyền vì tuyển chỗ tốt, tiễn ra ngoài 5 mai, thân bên trên còn có 18 mai. Cái này một lần liền muốn bỏ đi hắn hơn nữa, đương nhiên đau lòng. Sự tình liên quan tiến thêm một bước, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Trần Mộc cắn răng, dò xét tay liền muốn từ trong tay áo hướng bên ngoài đào bạch ngọc tiền. Cái này lúc mập lão bản cười ha hả mở miệng. Một trăm mai. Trần Mộc lập tức toàn thân cứng đờ. Cái này bán đứng ta, ta cũng không có 100 à, một trăm mai a trần mọc mặt đen lên trừng lấy mập lão bản cái này lão đầu sẽ không muốn hố ta đi khách nhân thân bên trên bạch ngọc không đủ tiền lão béo không chút nào lơ đễnh ngược lại cười càng phát vui vẻ ta chỗ này còn có một bộ khác phương án lão béo vui tươi hớn hở nói ta chỗ này có thể dùng lấy vật đổi vật khách nhân như là có dược liệu trân quý gì mỏ vật có thể đem ra cho ta xem một chút ngài yên tâm ta tuyệt đối cho ngươi một cái giá tốt ta tin ngươi cái quỷ hắn lúc này rốt cuộc minh bạch quán trà bên trong hai người kia đối thoại ý tứ lấy vật đổi vật sự tình mập lão bản khẳng định không phải một lần đối bên ngoài nói nhưng mà hai người kia không để đổi nói rõ cái này lão giả rất hố hoặc là nói cả cái thuyền bên trên thương gia đều tại nâng lên bán hàng giá cả để thấp thu hoạch giá cả cái này là muốn dùng hết toàn lực ép khô bọn hắn cái này đám kẻ ngoại lai like a à. khách nhân cân nhắc thế nào lão béo chờ đợi nhìn lấy trần mộc thật vất vả đến cái không có kinh nghiệm tân nhân cái này là muốn khai trương A, chẳng ra sao cả. Những năm này chỉ lo tu luyện. Tất cả tiền hàng đều tiêu vào phía trên. Thực tại xấu hổ ví tiền rỗng tuyết. Trần Mộc một mặt cô đơn lắc đầu. Vô một đoạn kiếm, vô tâm linh, đều có thể đổi tiền. Nhưng mà hắn có thể không muốn bị hố. Liền giống quán trà hai người kia nói, chờ đến Vân Châu lại nhìn. Đại lương năm 642, 19 tháng 11 Bạch Mễ Toa đã rời đi Đại lương hơn 10 ngày. Bọn hắn thân chỗ dưới biển, huỳnh quang tạo cả ngày phát sáng không có ngày ra mặt trời lặn đã ngày đêm không phân tả lục ất mão hào trong khoang trần mộc ngồi tại tiểu tiểu trước bàn sách chậm rãi lật xem vân châu địa lý chí thư sách chỉ có ngón trỏ dày văn tự ngắn gọn không rõ ràng miêu tả vân châu danh sơn đại xuyên trần mộc lại nhìn say sưa ngon lành một cái vân châu liền có 11 quốc gia nếu đều là giống đại lương kia chủng nước lớn kia vân châu có thể là thật không nhỏ trần mộc hồi tưởng thư bên trong miêu tả không khỏi tâm sinh hướng về tương truyền cao ngất vào mây ma thiên nhai. Nghe nói là nước sông hướng thiên chảy ngược thông thiên hà. Đương nhiên còn có sơn thế kỳ hiểm kê lung sơn. Kê lung sơn bên trên có cái kê lung đạo, ta là đi kê lung đạo trồng hoàng nha mễ sao. Trần Mộc Như có điều suy nghĩ. Suy cho cùng chỉ là một bản địa lý ghi chép, chỉ có vài câu nâng đến kê lung đạo. Giống ma thiên nhai, thanh giang hồ, đều có tương tự đạo phái tổ chức. Cho nên, chúng ta kỳ thực là bị bạch mễ toa chủ nhân cho bán rồi. Trần Mộc một mặt phức tạp, như là không phải một đường đãi ngộ còn tính không tệ, Trần Mộc thật sự coi chính mình mấy người là bị làm nô lệ đem bán. Bạch Mễ toa một hai ngàn công tác nhân viên, phần lớn cũng liền giáp phát thực lực. Thật nếu dám cái này hố người, một thuyền bốn năm ngàn các đảo người đến sớm liền tạo phản. Nhưng mà cũng không khá hơn chút nào. Tiền lương đều để Bạch Mễ toa chủ nhân trước giờ dự chi. Đi cũng là làm không công. Người trong nghề A. À? Trần Mộc lắc đầu không nghĩ thêm những này phiền tâm sự. Như thế nào mới có thể kiếm đến Bạch Dương chân giải? đây mới là hắn quan tâm đại sự. Cho dù đến Vân Châu, dự đoán cũng không rẻ. Trần Mộc thở dài. Ngược lại không khả năng là mười mấy mai bạch ngọc tiền có thể giải quyết. Mau chóng tìm một đầu kiếm tiền đường đi. Trần Mộc nhíu mày trầm tư. Đáng tiếc nghĩ nửa ngày, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Suy cho cùng đối Vân Châu hoàn cảnh không hiểu rõ, không biết rõ những kiên ngành nghề có thể dùng kiếm lấy bạch ngọc tiền. Nói không chừng, muốn phản một phản tịch cốc đan. Trần Mộc nhìn về phía độ thuần thục. Chế dược thuật năm 1915, không, tứ giai, xoát đi. Trước xoát đầy tứ giai, nhìn có thể hay không phân tích ra tịch cốc đang thành phần. Không được liền tiếp tục hướng lên xoát. Xoát độ thuần thuộc nha, cái này sự tình hắn quen thuộc. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 178. Định thần hoàng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Đại lương năm 642, ngày 29 tháng 11 bạch mễ toa lại lần nữa nổi lên mặt nước. Trần Mộc đứng tại trong suốt lớp màn trước, nhìn lấy cùng thủ dương sơn cực kỳ giống nhau vuông góc vách núi, trong lòng bừng tỉnh. Lại là một chỗ tương tự đại lương địa vực. Cũng không biết bạch mễ toa đón người tiễn người tiến hành bao nhiêu năm. Đáng tiếc không thể đi lên xem một chút. Bạch mễ toa quy định, trừ phi toa bên trong công tác nhân viên, cái khác người không cho phép rời đi. Nói là vì để tránh cho cùng là lẫm địa vực nhân khởi xung đột. Bảo hộ toa phu nhân viên, cũng bảo hộ là lẫm địa vực là sợ cái này nhóm miễn phí lao công chạy đi. Trần Mộc nhẹ hừ một tiếng. Rời đi trong suốt lớp màn, hắn không có vội vã trở về. Một liền bảy tám ngày, hắn trốn tại khoang bên trong soát y thư, nhìn đầu óc quay cuồng. Đúng lúc mượn cơ hội này, ra đến giải sâu một chút. Đi tới đi tới, liền đi đến bạch mễ toa phần đuôi ngân nguyệt lâu. Toa bên trong lớn nhất vui vẻ tràn, sóng phóng túng một đầu lông. Trần Mộc đứng tại cánh cửa nhìn nhìn, lạnh nhạt quay người rời đi. Không phải là bởi vì kia 200 lượng bạc nhập môn phí, hoàn toàn là bởi vì ta là cái giữ mình trong sạch thanh niên tốt. Cái này các loại chướng khí mù mịt chỗ, không đi cũng được. Sau đó Trần Mộc liền tản bộ đến tiện tiên quán trà, hoa 212 lượng bạc, điểm 10 đạo khác biệt đại lương đồ ăn lần lượt nhắm nháp. Ở giữa chọn hai cái hợp khẩu vị tỉ mỉ gọt giũa. Một bữa cơm ăn xong, chính mình thực đơn bên trong liền nhiều hai đạo món ăn mới. Quán trà cánh cửa, Trần Mộc thịt đau quay đầu. Cũng liền cái này bên trong không cho mở ngoài trời quán bán hàng, nếu không ta phải làm cho các ngươi thất bại làm thịt người quá ác. Nửa tháng sau, Trần Mộc ngẩng đầu. Có chút hoảng hốt nhìn chầm chầm vách tường hình bầu dục thủy tinh cầu đăng, thật lâu hắn mới lấy lại tinh thần. Một liền hơn 10 ngày, ngoài trừ ra ngoài ăn cơm, hắn mỗi ngày liền trốn tại khoang bên trong soát chế dược thuật. Tâm niệm vừa động, điều ra màu xám vách tường. Chế dược thuật. 7812, không, tứ giai, cự ly ngũ giai đã không xa. Nếu dựa theo bình thường tốc độ, lại có một tháng liền có thể tiến giai đáng tiếc không có kinh nghiệm quái nha. Trần Mộc cười khổ, rời đi đại lương trước, hắn cố ý sưu tập dược thư, nhưng vẫn là không đủ nhìn. Nửa ngày về sau, Trần Mộc một mặt suối quẩy từ mùi mực trừng thư đi ra. Tay bên trong nâng lấy cái bao bố nhỏ. Bên trong thả lấy bảy tám bản chưa có xem qua dược thư. Liền cái này mấy quyển dược thư, kia lòng dạ hiểm độc mập lão bản muốn hắn 1.300 lượng bạc. Lên thuyền một tháng, cho dù phối hợp tịch cốc đang tiết kiệm chi tiêu, hắn vẫn y như cũ tiêu hết hơn 4.000 lượng bạc thân gia co lại gần một phần mười phải nghĩ biện pháp mở cửa hàng trần một nhíu mày nghĩ lấy bạch mễ toa trung đoạn bách thảo các bên trong trần một quan sát y quán cái này cùng hắn ấn tượng bên trong không cùng một dạng đối lấy cửa một mặt tường dựng lấy cái hòm thuốc phía trên từng dãy tiểu ngăn kéo đều dùng một bài chữ đen đánh dấu lấy dược vật danh tự cái này không có cái gì hiếm lạ kỳ lạ là bên trái vách tường một cái đồ cổ tử đứng tại tường một bên ô vuông nhỏ bên trong bày biện từng cái bình sứ nhỏ mỗi cái bình sứ bên cạnh đều treo lấy từng cái màu đỏ một bài. Hồng Sa Hoàng, Diệu Linh Đan, Ngưng Thần Đan, Định Thần Hoàng. Trần Mộc còn tại phía trên nhìn đến tịch cốc đan. Hải ngoại chế dược thể hệ, tự hồ không cùng một dạng. Trần Mộc như có điều suy nghĩ. Đại lương là thuốc thang vì chủ, đan hoàng vì phụ. Bạch mễ toa y quán, thành phẩm đan hoàng số lượng lại chiếm cứ dược vật một nửa. Khách nhân cần cái gì? Một cái hơn 30 tuổi, thân xuyên màu nâu ăn mặc gọn gàng người đi đến Trần Mộc thân một bên, Trần Mộc nhìn lấy tịch cốc đang vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại dừng lại. Tứ gia chế dược thuật đã qua hơn nữa, tịch cốc đang lại không có chút nào tiến triển. Tịch cốc đang khả năng đã vượt qua tứ gia chế dược thuật nhận biết. Nghĩ nghĩ, Trần Mộc bình tĩnh thăm dò. Ta tại luyện bạch dương chân giải, tu hành có chút khốn khó, không biết. Hỏa kế kia lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía Trần Mộc ánh mắt lập tức nóng bỏng. Trần Mộc bất đắc dĩ. Bạch mễ toa cửa hàng hỏa kế lão bản, phàm là lộ ra bộ dáng này, chính là chuẩn bị làm thịt người ngưng thần đan. Tăng tốc thần phách hợp nhất quá trình vô thượng bí dược, tu luyện một ngày đỉnh 10 ngày. Bao nhiêu tiền? Trần Mộc đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt. Không đắt, chỉ cần 10 mai bạch ngọc tiền. Một bình. Một hạt. Trần Mộc. Ta liền biết. Còn có sao? Trần Mộc một mặt đạm nhiên. Ta không có kia nhiều tiền, cũng không có bảo bối lấy vật đổi vật trao đổi. Hỏa kế lập tức một mặt tiếc núi. Vậy không bằng nhìn nhìn định thần hoàng hiệu quả cũng không tệ, máu chốt còn tiện nghi. Một bình mười hạt, chỉ cần năm mai bạch ngọc linh tiền. Được rồi, kia cho ta hai viên. Trần Mộc đưa cho hỏa kế một mai bạch ngọc linh tiền. Đón lấy hỏa kế cổ quái thần sắc, Trần Mộc một mặt bình tĩnh. Ta mua lẻ không được sao? Hỏa kế một mặt ghét bỏ biểu môi. Được. Lại là một người nghèo rất mồng tơi, gõ không xong rồi. Trần Mộc trận mắt trừng một cái, sải bước trời đi. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đem cái này định thần hoàng làm ra đến, có các ngươi khóc thời điểm. Trần Mộc nội tâm phát hung ác. Tả lục ấp mão hào khoan bên trong. Trần Mộc tặng hắn một cái, hai mươi bên trong căn phòng nhỏ lập tức sáng lên ôn nhuận quan mang. gian phòng không lớn, một bàn một giường một tủ, bên ngoài thêm một cái cô lập ra đến phòng vệ sinh. Như là không phải vách tường ngẫu nhiên lộ ra ảm đạm cốt chất kết cấu, Trần Mộc đều muốn cho rằng chính mình đi đến đời trước quán trọ nhỏ. Móc ra một khỏa tịch cốc hoang ba. Không uống xuống, Trần Mộc từ ngũ quỷ đại bên trong lấy ra một cái nắm đấm lớn bình sứ, từ bên trong đổ ra một hạt đậu phộng màu nâu dược hoàng, thả tại chóp mũi nhẹ ngửi. Bảy loại. Chỉ một nháy mắt, hắn liền xác định trong đó bảy loại dược liệu thành phần. Tịch cốc đang quả nhiên là bất đồng. Hắn phía trước dùng nhầm phương hướng. Một bên xem dược thư, một bên gọt vũ định thần hoàng, xoát đi. Đại lương năm 642, ngày 27 tháng 12. Tiện tiên quán trà bên trong. Trần một tay bên trong cầm lấy một mai định thần hoàng, một liên tục dược vật dùng lượng bào chế thủ pháp dung hợp phương thức tại hiện lên trong đầu hắn hạ ý thức cầm lên một khối bánh đậu xanh thả vào miệng bên trong linh quan một lóe thời khắc một phần bao hàm thành phần dùng lượng chế tác phương thức phối phương tại hắn trong đầu nhanh chóng hiện ra tâm niệm vừa động màu xám vách tường xuất hiện viết sách 4270, 1000 nhị giai, vẽ tranh. 5967, 1000 nhị giai, trùng nghệ. 8145, 1000, tam giai, chế dược thuật. 37, 1000, ngũ giai, ngũ quỷ bàn sơn chú. 4371, 1000, thất giai, dịch hình thuật. 987, 1000, tứ giai, vân thận linh giáp thuật. 5069, 1000, lục giai, gần 2 tháng, mỗi ngày tỉnh đến liền lật sách, nhìn mệt mỏi liền gọt vũ phương thuốc. Rốt cuộc đem chế dược thuật soát đến đệ ngũ giai. Hắn khứu giác càng phát nhạy bén nguyên bản còn có chút quan ải chưa đã thông định thần hoàng, không bao lâu liền để hắn triệt để cho bới ra phối phương. Đáng tiếc a. À. Trần Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ dược lại không có mua được. Bách Thảo các khẳng định là cố ý. Trần Mộc hận hận nghĩ lấy. Phía trước có ngoan nhân làm qua sơn trại sự tình. Nếu không vì cái gì đơn độc quản lấy gia giả Thảo cái này một vị chủ dược. Cũng đúng, có thể bạch mễ toa, đều là các nước nổi trội nhất kia nhóm người. Tâm ngoan thủ lạc chỉ là bình thường, có chút bản lĩnh mới là bình thường vạn nhất có kia một hai cái tinh thông dược lý nói không chắc còn thật sự phỏng chế qua định thần hoàng. bạch dương chân giải cách ta càng ngày càng xa a à. trần mộc ảo não chỉ có thể chờ đợi đến vân châu lại nghĩ biện pháp trần mộc thở dài hứng thú trả lời nghe nói thư tiên sinh nói vân châu truyền kỳ cố sự một bên hững hờ xem tường xám cái này linh giáp thuật độ thuần thục không đúng a à. trần mộc đột nhiên chấn động từ luyện ra linh giáp thuật hô hấp phương thức hoàn toàn thay đổi độ thuần thục tự động tăng thêm trừ phi đến đặc thù bảo địa, tỷ như Thanh Sơn huyện, lúc khác, mỗi ngày 24 điểm không đổi. Hôm qua đến hiện tại, cái này đều tăng thêm hơn 30 điểm đi. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 179 Vân Châu Nguồn. mê truyện audio com tả lục ất mão khoan trần một khoanh chân ngồi tại thuyền bên trên tận lực bảo trì hô hấp tự nhiên một cái giờ về sau trần một mở ra mắt hai điểm quả nhiên tăng thêm là bởi vì bạch mễ toa đến đặc thù địa vực sau trần một có suy đoán hai tháng quá khứ căn cứ quán trà bên trong nghe đến tin tức bạch mễ toa đã đi sông lộ tuyến định trước bắt đầu hướng về vân châu tốc độ cao nhất trở về cái này liền là hải ngoại chỗ khác biệt Trần một mắt sáng lên. Khẳng định là tương tự Thanh Sơn huyện thiên nhất trai một dạng bảo địa, nếu không linh giáp thuộc độ thuần thục sẽ không cải biến. Trách không được gần nhất khẩu vị mở rộng, ăn càng ngày càng nhiều. Từ bắt đầu linh giáp thuộc tu luyện, hắn làn da càng cứng cỏi, ăn càng nhiều, sức lực cũng có gia tăng. Làn da ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến ngân sắc ti tuyến, liền giống dưới làn da màu xanh mạch máu. Nhưng mà cái này biến hóa đều là thay đổi một cách vô tri vô giác, lặng lẽ xuất hiện. Trần Mộc tra xét rõ ràng toàn thân, cuối cùng khóa chặt thần ý đồ. Vân thần linh giáp thuật thần ý đồ, rõ ràng hơn. Nguyên bản tựa như cách lấy thủy tinh mờ, bây giờ lại chỉ còn lại một tấm lụa mỏng. Xoát máy ngay nhìn nhìn. Chế dược thuật đã tiến giai, tịch cốc đang thời gian ngắn đừng nghỉ, định thần hoàng cũng muốn đến Vân Châu lại phỏng chế biến hiện. Khi liền xoát mấy ngay. Vân thần linh giáp thuật có thể bị động xoát, cũng có thể chủ động luyện. Tất cả tâm thần đưa vào, cũng có thể thêm nhanh xoát thỉnh kinh nghiệm phía trước có địa vực hạn chế, chỉ ở Thanh Sơn huyện dám làm như vậy. Hiện nay đến gần Vân Châu, rốt cuộc có thể tự chủ tu luyện. Ba ngày sau, Trần Mộc khoanh chân ngồi tại khoang giường bên trên. Não hải bên trong, kia tầng ngăn tại thần ý đồ phía trước mê chướng, đã biến đến như có như không. Sau một khắc, nương theo độ thuần thục lại lần nữa tăng thêm. Một khỏa lóe sáng tinh thần đột ngột phá vỡ lụa mỏng. Liên tự như một khỏa đom đóm, lại tự như trên trời phồng tinh, Trần Mộc lần thứ nhất rõ ràng như thế nhìn đến thần ý đồ bên trong tinh điểm. Sau một khắc, phòng tinh đột nhiên phóng tới hắn. liền tự như đom đóm thẳng đến trước mắt. Trần Mộc bị dọa đến đột nhiên mở ra mắt. Lại phát hiện hết thảy đều tự như ảo giác. Tỉnh hạ tâm thần lại phát hiện, cái óc xương chậm vị trí, đột ngột nhiều một chút băng lạnh cảm xúc. liền tự như thả hạt băng tinh. Trần Mộc hạ ý thức kích phát phát lực. Lại ngoài ý muốn phát hiện, xương chậm vị trí đen nhánh phát lực lại biến mất. Do xét tay chạm đến, một tầng vô hình bình chướng gấp gáp bám vào tại làn da biểu hiện. Phách lực không phải biến mất, mà là phát sinh chất biến. Cái này sẽ không liền là thần phát hợp nhất a. À. Trần Mộc một mặt khó có thể tin. Vân thần linh giáp thuật là thần phát hợp nhất bí pháp. Trần Mộc có chuẩn bị kinh thiên để bánh lớn đập trúng cảm giác. Một bản tàn khuyết không đầy đủ luyện hình thuật, lại dùng độ thuần thuộc tích tụ ra cái thần phát hợp nhất bí pháp. Quả nhiên, mồ hôi là sẽ không gạt người. Trần Mộc một mặt kích động. Cái này niềm vui ngoài ý muốn liền là đối ta chịu khổ chịu khó luyện tốt nhất ban thưởng. Cái gì bạch dương chân giải, không cần cũng được. Cái gì lấy vật đổi vật, hổ ta người còn chưa ra đời nha. Một thời gian trần mộc tự tin bạo rạp. Còn có kia cậu thí ngân nguyệt lâu, một cái nhập môn phí liền muốn 200 lượng, xem thường người nào đây. Hôm nay cao hứng, nói cái gì? Được rồi, hiện nay khẩu vị càng đến càng lớn, tiết kiệm lấy một chút đi. Ừm. Khi liền đi tiện tiên quán trà lại hai món ăn đi. Đại Lương năm 643, ngày 29 tháng 1. Tả lục ất mão hào khoang bên trong. Lớn bằng ngón cái trong suốt đường ống quay quanh đỉnh chấp vách tường khảm nạm. Trong đó huỳnh quang tảo chậm rãi dao động, tán phát ôn nhuận noãn quang. Bàn đọc sách nhỏ bày biện cái nắm đấm lớn ba chân hương lô. Từng sợi gần như không thể thấy khói xanh theo lấy chạm rỗng lỗ thủng bay ra. Làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập khoang. Trần Mộc mở ra mắt, chậm rãi hoang hồn. Vân thận linh giáp thuật bảy nghìn một trăm mười bảy một nghìn không lục giai đến cùng không bằng nguyên bản định thần hoàng trần một tiết núi nhìn lấy hương lô mở ra hương lô cái đáy thang củi vẹn vẹn một chút đỏ tươi hơn nữa đã âm đốt thành vôi xoay chuyển hương lô đỉnh xây phía dưới vòng trừ tương liên treo một cái trái bóng bàn lớn nhỏ chạm rỗng đồng cầu vặn mở đồng cầu bên trong thả liền là định thần hoàng bất quá không phải nguyên bản là hắn dùng chế dược thuật chế tác cải tạo bản quản gia giả thảo có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh lượng ít mê thần hương cũng có tương tự công hiệu. Thế là định thần hoàng 1.0 bản thường tuyến. Phối hợp cải tạo bản định thần hoàng sông hương, linh giáp thuộc độ thuần thuộc 4 giờ mới thêm vào nhiều một điểm, sau nguyên bản ít một nửa. Gánh nặng đường xa, phối phương còn phải tiếp tục biến. Muốn không, làm một khỏa ngưng thần đang thử thử. Trần một ngon ngoe muốn động. Tính một cái, luôn cảm thấy mang đang chữ đều khó đối phó. Hắn có thể là trên tịch cốc đang ngã qua ngã nhau. Đổi lên hoàn toàn mới định thần hoàng, thanh lý hương lô tầng thấp nhất vôi, thả vào tân thang củi. Trần Mộc bắt đầu thể hội linh giáp thuật biến ảo. Tương tự luyện hình thuật, tiếp tục cải tạo thân thể. Trần Mộc chạm đến cái óc bộ vị. Từ chỗ kia bắt đầu, vân thần luyện hình thuật luyện thành phách lực, ngay tại từng bước biến mất chất biến. Cùng thần ý đồ hợp nhất, dung nhập làn da huyết nhục, cải tạo kết cấu thân thể, chỉ lưu nhàn nhạt tơ bạc vết tích. Xoay tay phải lại, ô một đoạn kiếm xuất hiện. Nhẹ nhàng đâm tới bả vai, sau đó từng bước tăng lực có thể đâm xuyên phách lực ô một kiếm, lại bị ngăn tại làn da bên ngoài. Bộ phận thân thể sở hữu phách lực không thể phá vỡ tính chất. Trần Mộc Long mày nhíu lại. Phía trước tương đương tại mặt một thân ngoại giáp. Hiện nay toàn bộ thân thể kết cấu đều biến không thể phá vỡ. Ô một kiếm cho dù có thể đâm trách làn da, cũng hội bị cơ thịt ngăn trở. Lúc này thật thành đau thương không vào. Liền là cảm giác càng đến càng không giống người. Bạch mễ toa mặt dù rộng rãi sáng tỏ, sóng phóng túng đều có, nhưng mà đến cùng là phong bế không gian. Ở lâu tổng hội phiền muộn nhàm chán. Tỷ sung ti tăng. Công trần một lại đối này hoàn toàn không cảm giác. Hắn mỗi năm trạch nhà người, tự có phương pháp điều động. Độ thuần thuộc từng chút một đề thăng, luôn có thể để hắn tràn đầy thành tựu cảm giác. Phía sau thời gian, trần một mỗi ngày sớm muộn hai khỏa ba chấm không tịch cốc hoàng, chỉ buổi trưa ra ngoài ăn cơm trưa. Thời gian khác liền trốn tại khoang bên trong tu luyện. Vốn còn nghĩ chế tác một lần định thần hoàng 2.0, đổi một chút bạch ngọc linh tiền nhưng mà ý niệm cùng nhau liền bị hắn đánh tan. Bạch Mễ Toa bên trong, tất cả cửa hàng đều thuộc về Bạch Mễ Toa chủ nhân. Chính mình tại cái này sơn trại đang hoàng xung kích thị trường, vạn nhất bị người phát hiện ném biển bên trong thế nào làm. Hiện nay có vân thận linh giáp thuật, hắn đối Bạch Dương chân giải không còn khao khát. Tại bảo đảm an toàn đại tiền đề hạ, liền càng không động lực đi bận rộn kiếm tiền. Đương nhiên, hắn cũng không phải cả ngày bế quan. Cách mỗi năm ngày, liền sẽ ra cửa đi tản bộ đặc biệt ưa thích đi bạch mễ toa trước trong suốt lớp màn nhìn đáy biển cảnh quan. Có một lần, hắn thậm chí nhìn đến một khỏa sau so cả che mặt tường còn muốn lớn con mắt. Vừa tốt bạch mễ toa đầy đủ che giấu an toàn. Khi khủng bố cự thú chỉ nhìn lướt qua liền biến mất. Nhưng mà cái này lại để trần một trái tim chấn động, kinh khủng hơn, lại lại kích động hưng phấn khó tả. Cái này chủng kỳ cảnh, lưu tại đại lương 100 năm cũng không khả năng nhìn thấy. Chờ ngày nào thực lực mạnh, nhất định chu du thiên hạ, nhìn các chủng kỳ quan sau đó hắn liền càng thêm đầu nhập đi tu luyện. Như này ở trong mắt người ngoài giống như khổ tu sĩ một dạng sinh hoạt, Trần Mộc lại qua có tư có vị. Lại hơn nửa tháng về sau, theo chiếu đại lương ghi năm, ngày 15 tháng 2 cái này một ngày. Bạch Mễ toa rốt cuộc cập bơ Trong suốt lớp màn phía trước, rốt cuộc xuất hiện lần nữa lục địa hình ảnh. Ô mênh mông đám người hội tụ tại lớp màn trước quan sát. Mấy trăm người, tại mấy ngàn người nhìn chăm chú, chậm rãi leo lên rời đi cầu thang, đi ra Bạch Mễ toa nội bộ không gian. Trần Mộc đứng ở trong góc nhỏ, trái tim rốt cuộc buông lỏng. Vân Châu, đến. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 180. Tống vô cực. Nguồn. Mê truyện audio com Tiện tiên quán trà. Trần Mộc thần sắc khó hiểu nhìn chầm chầm tay bên trong chén nhỏ. Trong chén chứa lấy nắm đấm lớn một đoàn cơm. Này gạo cực kỳ nặng nề, chén nhỏ đặt tại tay bên trong, liền giống mang lấy một khối đá hạt gạo trong suốt màu vàng, như tiền thế gạo trắng kia nhỏ, lại dài giống đậu phộng, hẹp dài sắc bén. Trần Mộc kẹp lên một hạt chậm rãi nhắm nuốt. Một cổ mang lấy từng tia từng tia vị ngọt mềm miệng thơm cảm giác tại miệng bên trong khuếch tán. Nuốt xuống, dạ dày lập tức truyền đến nhàn nhạt ấm áp cảm giác. Thức ăn ngon. Trần Mộc ngạc nhiên. Hoàng nha mễ liền là không tầm thường. Chợt hắn liền lắc đầu cười khổ. Có thể đắt cũng không tầm thường. Chỉ nắm đấm lớn một phần, liền hoa hắn 500 lượng bạc. Vân Châu hẳn không phải là cái này vật giá A. Trần Mộc đối tương lai sinh hoạt thật sâu lo lắng. Giáp phách hợp nhất thế nào liền hợp ra đến cái đại vị vương đâu. Trần Mộc một mặt bất đắc dĩ. Tịch cốc hoàng ăn không có. Bà cũng nhanh sắp hết. Lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn đều muốn vận dụng kia 17 mai bạch ngọc tiền nha. Trước đây liền nên nhiều gõ vu lão đầu một bút. Trần Mộc ảo não nghĩ lấy. Nương theo vân thần linh giáp thuật đề thăng, thân thể cải tạo tăng tốc, lượng cơm ăn đại tăng phổ thông đồ ăn đã không thể thỏa mãn nhu cầu hoàng nha mễ là giáp phách hợp nhất sau món chính cái này vị có chút quen thuộc a trần mộc nghi hoặc nhíu mày tịch cốc đan hắn lập tức bừng tỉnh tuy vẫn y như cũ không cách nào phân biệt thành phần nhưng mà tịch cốc đan tất nhiên cùng hoàng nha mễ có liên quan cũng không biết cái này đồ chơi có thể trồng hay không trần mộc thở dài tương lai 20 năm hắn đều muốn cùng cái đồ chơi này làm bạn tả lục ất mão khoan bên trong Trần Mộc khoanh chân ngồi tại giường bên trên. Cái bàn vẫn y như cũ sông nướng một chấm không bản định thần đang, não hải bên trong, từng ti từng sợi ngân sắc đường nét xuyên thấu lụa mỏng mê vụ, vọt tới trước mắt hắn. Trần Mộc đã từng bước quen thuộc cái này chủng xung kích. Thần ý đồ phá vỡ mê vụ, thực hiện thần phách hợp nhất. Cái này liền gọi là mở thiên môn sao. Trần Mộc bừng tỉnh. Trần Mộc mở mắt nhìn về phía tường xám. Vân thần linh giáp thuật. 7757, không, lục giai, chờ tất cả pháp lực hoàn thành chất biến, ta liền có thể bắt đầu cảm ứng tu luyện. Không sánh bằng đạo cốt. Nhưng mà chung quy nhanh đại đa số người một bước. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Bạch Mễ toa đến Vân Châu, có thể còn không có đến Kê Lung Sơn. Trong suốt màn ngoài tường phong cảnh vẫn y như cũ không thay đổi. Không quản đêm tối ban ngày, tổng là thủy bên trong cảnh quan. Nếu không phải cách mỗi hai ba ngày liền cập bờ tiễn người, Trần Mộc đều cho rằng bọn hắn còn tại biển bên trong phiêu đảng. Cách không được gọi thông thiên hà. Không đề cập tới thư bên trong miêu tả nước sông chảy ngược kỳ cảnh. Liền cái này nhìn không đến bờ sông độ rộng, cũng đủ dùng gọi lên thông thiên. Thuyền người lần lượt trời đi, tả thắng, thành ý, Đồ sơn mấy vị người quen biết cũ trước sau lên bờ. Cũng không biết thời điểm nào mới đến ta. Cho dù đã làm đủ tâm lý chuẩn bị, chung quy là đến chưa biết địa phương, nội tâm khó tránh khỏi bất an. Trước đây hẳn là nhiều cho kia lão đầu mấy khối bạch ngọc tiền. Trần Mộc ẩn ẩn hối hận. Tiền nhiều, nói không chắc có thể an bài cái càng tốt địa phương. Nửa tháng sau, liền trên người Trần Mộc bạc tồn khoảng hạ xuống 5000 lượng thời khắc, cuối cùng đã tới Kê Lung Sơn. Theo lấy lên thuyền cầu thang chạy đến lối ra, Trần Mộc lại lần nữa gặp đến đến cái kia cho hắn đóng một gậy còng lão đầu. Hắn lần lượt kiểm tra đám người ấn ký, sau đó không nói một lời dẫn bọn hắn hơn trăm người lên bờ. Màu trắng bệt bạch mễ toa lưng bộ phận, 1.5 khối một bên hình mai rùa hướng lên nhất ra, lộ ra một cái thẳng thông đạo. Một đám người đi ra thông đạo, đi tới tảng đá sạn cầu. Lão giả đem con dấu giao cái một cái thân xuyên màu đen đạo bào mập mạp đạo sĩ, mấy câu đàm phán hoàn tất, liền xoay người rời đi. Trần Mộc lẫn trong đám người, cẩn thận quan sát. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi xa là núi non trùng điệp lên xuống xanh ngắt núi cao. Nhàn nhạc bạch vân lượng lờ ở giữa. Thu tầm mắt lại, nhìn về phía làm bằng đá sạn cầu thiết bị kết nối. Đường phố, cửa hàng, bán hàng trong, đám người. Trần Mộc thậm chí cho rằng chính mình về đến Ly Giang thành thành đông bến tàu. Hắn quay đầu nhìn về phía bến tàu phía bắc, chú ý tới chỗ kia có tòa núi thấp. Đến gần thông thiên hà một bên là cái độ dốc gần như thẳng đứng vách đá. Năm sáu tòa cao lớn ngói đen lầu gỗ, lại kiến tạo khảm nạm tại trong vách đá ở giữa. Dám ở loại địa phương này ở, đi ngủ đều không an ổn, cũng là tâm đại. Trần Mộc nội tâm đùa giỡn. Thật muốn sập, dùng tại tràng toàn viên giáp phách thân thể cường độ, ngã chết không khả năng, nhưng mà khẳng định đau lại đem cái này phổ phổ thông thông bến tàu hảo hảo quan sát một phen, trần một trái tim lóe qua một vệt thất vọng. Bạch Ngọc tiền quả nhiên cho ít sao. Sau đó hắn liền nhìn đến một bóng người đột ngột nhảy ra lùn sơn một lâu cửa sổ một bên, thân thể nháy mắt bao khỏa tiếng một đoàn trắng ống ánh quang mang ở giữa. Hơi hơi chìm xuống về sau, liền trước chậm sau nhanh bay thẳng lên trời. Đợi bay đến núi thấp phía trên, chuyển một cái góc vuông, về một lần liền chui vào nơi xa dãy núi. Trần Mộc. Thảo. Mập lùng đạo sĩ quay đầu nhìn thoáng qua, chợt mỉm cười nói. Kia là chúng ta kê lung đạo hạ viện giám viện, tống vô cực tống giám viện. Chúng ta tống giám viện có thể là ít có ngưng khiếu cao nhân. Mập đạo sĩ mặt đầy kiêu ngạo. Trọng yếu nhất là giám viện ban đầu, cùng các ngươi giống nhau như đúc. Mập đạo sĩ tràn đầy cảm khái. Tống giám viện lúc đó cũng là cưỡi bạch mễ toa mà tới. Hắn cần cù chăm chỉ lao động, cố gắng tu luyện, một bước một cái dấu chân, hợp ngọc chủng, tụ nguyên phù, ngưng thần khiếu, cuối cùng thành trưởng lão giám viện các ngươi nếu có thể an tâm lao động, không gây chuyện thêm phiền, nói không chắc liền có thể trở thành cái thứ hai tống giám viện. Mập đạo sĩ tràn đầy thành khẩn cổ vũ. Vừa mới còn mặt mang bàn hoàng mắt mang thất vọng đám người, lập tức nhiệt huyết sôi trào lên. Không phải những này người dễ bị lừa, mà là những này người đều là các nước nổi trội nhất kia nhóm người. Tự có một cổ ta lên ta cũng được khí khái. Liền trần một cái này cá ướt muối trạch nam, cũng không nhìn được kích động. Bay. Kia có thể là bay. Không phải ngủ quỷ bàn sơn phiêu, mà là chân chính thoát ly mặt đất bay. Tốc độ còn nhanh như vậy. Cho dù biết rõ mập đạo sĩ tại vẽ bánh, Trần Mộc vẫn cũ nhìn không được cảm xúc lên xuống. Đại trưởng phu phải như thế. Trần Mộc lập tức nhiệt huyết xông lên đầu. Ba ngày sau. Kê lung đạo hạ viện lương thực cửa hàng. Hoàng Nha mễ giới hạn mua 10 cân, tính 2.000 lượng. Ngân Châu mễ 200 cân, tính 24 lượng. Khách nhân, tổng cộng bạch ngân 2.024 lượng. Ngài nhìn một cái hơn 30 tuổi, hồi y ăn mặc gọn gàng hỏa kế mỉm cười nhìn lấy Trần Mộc. Trần Mộc khóe miệng giật một cái. Ba ngày trước nhiệt huyết, lập tức bị củi gạo dầu muối làm hao mòn trống không. Vật giá cả mặc dù sau bạch mễ toa diện rộng hạ thấp, nhưng mà vẫn cũ đắc rối tinh rối mù. Hắn thân bên trên tổng cộng còn lại 4,256 lượng bạc. Cái này một lần liền bỏ đi hơn nữa, thịt đau. Có thể là cái này, cũng chỉ là hắn một tháng tiền cơm. Còn không có tính các loại thịt đồ ăn chi tiêu ở không dễ a à, vác lấy hai cái bao tải mang theo một cái vải xám túi trần mộc lặng lẽ rời đi lương thực cửa hàng dọc theo bến tàu đường phố hướng về phía đông đi tới đi qua phường thị đường phố đi qua khu dân cư rời đi khắc lấy thông thiên phường tảng đá bài phường chuyển qua núi thấp dốc núi một mảnh không nhìn thấy bờ to lớn thung lũng bình nguyên xuất hiện tại trước mắt hắn từng khối cả tề điền chăn trải ra sàn tại mặt đất lẽ tẻ nhà tại vùng đồng ruộng loáng thoáng có thể thấy tương lai 20 năm liền phải tại cái này hỗn a à tuy nói mắt trần có thể thấy gian nan, nhưng cũng thoảng qua yên tâm. Kê lung đạo không phải cái gì bạn môn tà phái, tối thiểu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trần một nắm thật chặt bả vai bên trên bao tải, cất bước, mang lấy cuồng cuồng khói bụi, phanh phanh phanh, phanh chạy vội nảy lên trời đi. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 181 Địa linh nguyên khí Nguồn Mê truyện audio.com Trần Mộc một đường chạy vội, chạy nửa canh giờ mới đi đến một tòa núi thấp dưới chân. Dốc núi bên trên, một tòa hoàn toàn do tảng đá đôi xây mà thành bốn phương viện đóng ấn vào mí mắt, chỗ kia liền là kê lung đạo hạ viện phân cho hắn trụ sở. Cũng không biết hoàng nha mễ có thể trồng hay không. Trần Mộc yếu ớt nghĩ lấy, mở ra khóa đồng, đẩy cửa vào. Viện lạc tòa bắc hướng nam, có nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ. Phía đông đến gần cánh cửa vị trí có miệng giếng, dưới giếng có một ít treo và nước. Giếng phía bắc là khối vườn rau nhỏ, hiện nay đã bị bỏ hoang. Viện tử phía tây có lều gỗ, bếp lò liền tại phía dưới. Còn tạm. Trần Mộc nhún nhún vai. Bất quá phía sau chậm rãi cải tạo. Thả tốt gạo thịt dầu muối, Trần Mộc chuyển ra cái bàn vuông thả tại chính giữa viện, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Thái Dương ngã về tây lúc, hắn đã làm tốt thức ăn, lại dùng ngân châu mễ hỗn hoàng nha mễ nấu một nồi cơm. Vừa đem đồ vật chuẩn bị tốt, cánh cửa liền truyền đến động tĩnh. Trần Mộc quay đầu nhìn xem, một cái đến chấp tay sau lưng hơn 50 tuổi lão giả, chính ha ha đứng tại cạnh cửa. Hắn mũi thở mấp máy, con mắt không khỏi sáng lên. Trần Tiểu Ca, hảo thủ nghệ A. Hách lão, nhanh mời tiếng. Trần Mộc lập tức đứng dậy nghênh đón. Cái này vị lão giả là hắn láng giềng, ở tại núi thấp một bên khác. Cũng là kê lung đạo hạ viện an bài cho hắn sư phụ. Từng. Dạy hắn trồng trọt sư phụ. Cơm ăn đến một nửa, hách lão để chén cơm xuống, tại trần một thêm cơm trống trải hắn rút ra sau lưng khói cán mồi thuốc lá dịp hít một hơi thuốc lá người tay nghề này không tầm thường hách lão thật tâm tán thưởng mới vừa đến tới không minh bạch sự tình thật nhiều a à? hách lão cười ha hả nhìn tại ngươi bữa cơm này mặt mũi hỏi đi hách lão khoan thai phun ra một miệng mang lấy hương thơm vị đạo khói trắng trần một tay trì trệ lần thứ nhất trưng cầu tin tức không dùng đưa tiền hắn lại còn có một chút không quen giới lão đầu hại người không ít Hoàng Nha Mễ dễ trồng sao? Trần Mộc vội vàng hỏi Hạ viện yêu cầu một mẫu đất giao 300 cân Hoàng Nha Mễ Khi lớn một mảnh đất, liền muốn 300 cân Ngươi nói dễ trồng sao? Hách lão hỏi lại Trần Mộc trái tim không khỏi một nhảy Ngươi phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng Hách lão lời nói thành khẩn Làm tốt thiếu mấy năm nợ chuẩn bị Trần Mộc tâm lý đương thời liền lập bột một nhảy Bắt đầu bất lợi A à? hạ viện tổng cộng phân cho ngươi 10 mẫu đất, sang năm ngày mùa thu hoạch, ngươi phải giao lên 3.000 cân hoàng nha mễ. Không đủ, liền phải nợ lấy từ từ trả, mà lại còn có lợi tức. Theo ta phụ thân nói, hắn lúc đó trọn vẹn dày vỏ 5 năm mới trả hết nợ nần. Hách lão một mặt thổn thức. Đương nhiên, ngươi nếu là có bạch ngọc tiền trả nợ liền không cần sợ. Một mai bạch ngọc tiền liền có thể chống 100 cân. Hách lão lại nhíu mày nói, trần một mặt đầy lo lắng. Có thể ta không có bạch ngọc tiền a? À kia ngươi liền phải cầm tùy thân mang đến đồ vật đi đổi. Chúng ta mỗi tháng có hai mai bạch ngọc tiền. Có thể các ngươi những này kẻ ngoại lai không có bạch ngọc tiền, chỉ có hai ngàn lượng bạc tiền cơm. Các ngươi chỉ có thể gửi hy vọng nhiều trồng một chút hoàng nha mễ tích lũy tiền. Có thể một ngày gánh lên cái này nợ nần, liền phải làm không công nhiều năm. Vạn nhất trì hoãn thần phách hợp nhất, kia liền không dễ làm. Phải biết, tu hành đường bên trên, một bước chậm liền hội từng bước chậm. Hách lão một mặt thổn thức lắc đầu chậm đã chậm đã liền chậm không có hy vọng, chịu không được, chỉ còn lại không cam. Ngươi tổng phải mua thần phách hợp nhất bí pháp A. Rẻ nhất bạch dương chân giải cũng muốn 60 mai bạch ngọc tiền. Lúc đó ta phụ thân có thể là trọn vẹn góp 6 năm. Hách lão tràn đầy cảm khái nói. Ngươi tính toán, cái này một phí thời gian, 11 năm liền không có A. Trần một sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Tiền đồ lo lắng A, cơm về sau, Trần Mộc đưa đi hách lão, cũng ước định tốt ngày mai bắt đầu tập luyện chủng hoàng nha mễ đóng tốt cửa phòng, khói đen lăn lộn, nồi chén cái gáo nhanh chóng rửa sạch sạch sẽ. Trần Mộc về đến phòng, đốt cháy ngọn đèn, lấy ra tất cả tiền tài, một chút tác kiểm tra tính toán. Bạc còn có 2.232 lượng. Bánh bột ngô còn có 9 khối. Cái này ít tiền, nhiều lắm là đủ 2 tháng tiền cơm. Mà Vân Thận Linh Giáp Thuật đã luyện thành 4 phần 5, giáp phách hợp nhất càng lúc càng nhanh. Nếu là thả ra ăn, khả năng một cái tháng đều chịu không được. Trần Mộc mặt đầy âm trầm. Đến lúc đó, cần phải vận dụng bạch ngọc tiền. Một mai bạch ngọc tiền 100 cân hoàng nha mễ. Theo chiếu trước mắt lượng cơm ăn suy tính, ta một năm ít nhất phải ăn sạch 12 mai bạch ngọc tiền. Mà căn cứ hách lão nói, chủng hoàng nha mễ còn phải mua dị thú bột xương, một cái túi liền phải 5 mai bạch ngọc tiền. Mà hắn tổng cộng cũng liền 17 mai bạch ngọc tiền. Thật đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, giao không lên hoàng nha mễ, lại nên làm cái gì? Thiếu nợ à? Không tính không biết, tính toán phía dưới, Trần Mộc trái tim lập tức bịt kín một tầng âm vân, một cổ áp lực thật lớn bỗng nhiên đánh lên trái tim. An tâm chịu làm, cố gắng tu luyện. Trần Mộc không khỏi cười lạnh, không thêm phiền, còn cái thứ hai tống giám viện. Một cơn lửa giận nháy mắt tràn ngập nội tâm, kê lung đạo đám này người đã sớm đem chúng ta tính chết. Ngoài trường miệt mài làm khổ lực, cái gì sự tình cũng đừng nghĩ làm. Trần Mộc cảm giác như có một trương vô hình đại võng quay đầu tráo tới, càng vượt càng chặt chặt để hắn không có chút nào chạy nhảy không gian. Nói cho cùng, còn là không có tiền. Trần Mộc không khỏi ủ rũ. Ta một cái người xuyên Việt, lại thành bị tiền làm khó anh hùng. Trần Mộc cười khổ, một lúc lại buồn từ bên trong tới. Lão thiên thật là không công bằng. Trần Mộc hận hận nghĩ lấy. Những kia đạo cốt trời sinh người, trời sinh liền ở lúc nơi bắt đầu. Thiên phú hơn người, không dùng cố gắng liền có người đuổi tới đưa tiền. So sánh bọn hắn, ta có cái gì? Ta chính là một cái thiên phú bình thường phổ thông người. Ta cái gì cũng không có. Trần Mộc đầy tâm bi phẫn. Một mặt không cam lòng bưng lên một giỏ hông khô định thần hoàng. Ta lao tâm lao lực, khổ cực nửa ngày, kết quả 30 hạt mới bán một mai bạch ngọc tiền. Cái này một giỏ trúc, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá năm mai bạch ngọc tiền. Trần Mộc quay đầu nhìn về phía xó xỉnh giá gỗ, chỗ kia từng tầng từng tầng thả lấy bảy cái bẹp giỏ trúc, bên trong tràn đầy đều là định thần hoàng. Trần Mộc lặng lẽ thu tầm mắt lại, bi phẫn đang xen à quá khó. Ngày thứ hai, núi thấp một mảnh hình quạt ruộng đồng bên trong. Người cái này miếng đất không quá tốt, hai bên có núi, mặc dù không cao, nhưng mà tia sáng chung quy kém một chút. Hách lão đứng tại đất đen bên trong, trái phải quan sát. Địa hình cũng không hợp quy tắc, quá hẹp dài, trồng xuống đổ vào đều quá tốn thời gian. Đúng, tưới nước nhất định chỉ có thể dùng viện bên trong nước giếng dội, biết rõ sao. Hách lão quay đầu nhìn Trần Mộc căng dặn. Trần Mộc trái tim khẽ động, nghĩ đến kia hư hại giếng dọc theo kia miệng giếng có cái gì đặc thù sao hách lão cười thần bí ngươi xem là viện kia là tùy tiện xây nha giếng ở đâu viện tử tại đó toàn bộ thung lũng bên trong tất cả giếng đều là thượng viện cao nhân đào bới ra thủy mạch thủy mạch ngọn nguồn đến từ kê lung sơn bên trong có thể là bao hàm địa linh nguyên khí nếu không không có cách để hoàng nha mễ nảy mầm sinh trưởng trần một con mắt không khỏi nheo lại địa linh nguyên khí làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn chương 182 khốn khó nguồn mê truyện audio com cách mỗi hai bước trồng một khỏa tưới nước cần phải cầm thì gỗ từng gốc phân biệt đổ vào không thể nhiều cũng không có thể thiếu liền một mờ muỗng phải chú ý nhổ cỏ, nhìn đến liền phải lập tức nhổ. Trọng yếu nhất là phòng ngự dị thú. Hách lão nghiêm nghị căng dặn. Buổi tối ngươi đến hẹn giờ qua đến tuần tra. Như bị sơn bên trong dị thú chạy tới phá hư liền phiền phức rồi. Trần Mộc kinh ngạc. Dị thú. Dị thú bột xương cái kia dị thú. Không tệ, dị thú có thể không phải ngươi ấn tượng bên trong giả thú. Hách lão tỉ mỉ căng dặn. Có thể sinh hoạt tại địa linh nguyên khí phụ cận dị thú, phần lớn da dày thịt béo đao kiếm bình thường căn bản không được phòng ngự. Trần Mộc nhìn không được giật mình trong lòng. Đau thương bất nhập. Cái này đều nhanh đuổi kịp giáp phách võ giả đi. Hách lão ý vị thâm trường nhìn lấy Trần Mộc. Hạ viện đệ tử cần phải giáp phách tiêu chuẩn, có thể không phải đùa giỡn. Địa linh nguyên khí có thể chìm chết người. Dị thú cũng có thể cắn người chết. Không có giáp phách hộ thân, tại hạ viện có thể chờ không lâu. Trần Mộc trái tim nghiêm nghị. Cái này nhìn giống như Thái Bình Kê Lung Sơn Hạ Viện, tự hồ cũng không không thế nào an toàn. Hoàng nha mễ sinh trưởng điều kiện hà khắc, trồng lên đến rườm rà khốn khó. Ngày thường còn có gì thú ăn vụng, bảo vệ cũng không đơn giản. Thành thuộc thời điểm, thơm phiêu mấy chục dặm, ăn cỏ loài chim dị thú hội đến cướp mét, gặt hái càng là phiền phức. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, đầu hai năm khẳng định muốn thiếu nợ. Hách lão đồng tình nhìn lấy trần mộc. Các bàn tử lừa gạt các ngươi những lời kia trước quên đi. Mua hợp nhất bí pháp muốn tiền, luyện hợp nhất bí pháp càng muốn tiền ngươi đến nhận rõ hiện thực, không thể mơ tưởng xa vời. Trước an tâm trồng trọt, đem hoàng nha mễ thu thập minh bạch. Hách lão lời nói thành khẩn khuyên răng. Chờ hoàn thành giao lương mục tiêu, lại đem dư thừa hoàng nha mễ chậm rãi góp nhặt. Đến lúc đó, tay bên trong có tiền, nội tâm không hoảng, lại luyện hợp nhất bí pháp, cũng liền thuận lý thành chương. Trần Mộc một mặt tán đồng gật đầu. Hách lão nói đúng. Tay bên trong không có tiền, làm cái gì đều không có tự tin. Hách lão cảm khái, góp một khoản chuẩn bị dùng kim rất trọng yếu, cái này có thể để ngươi có càng nhiều thử lỗi cơ hội. Nhìn xem chính ngươi túi tiền, suy nghĩ lại một chút lập tức khó khăn gặp phải, ta liền hỏi ngươi, ngươi tâm lý sợ hay không? Trần Mộc nhìn nhìn ngũ quỷ đại bên trong gần ngàn mai định thần hoàng, một mặt ngưng trọng gật đầu. Ta quá hoảng. Một liền bảy ngày, hách lão tay đem tay dậy Trần Mộc như thế nào gây giống, như thế nào trồng xuống, như thế nào tiêu vặt, như thế nào hộ lý. Cũng giúp đỡ Trần Mộc từ hạ viện khố phòng lĩnh đến hoàng nha mỹ chủng lại vì Trần Mộc bảo đảm, đi thông thiên phường Bách Thảo Cát, nợ đến một số năm dị thú bột xương phân bón. Hai người một bên dạy một bên làm, một liền bận rộn bảy ngày, cũng mới vẹn vẹn chủng xong một mẫu hoàng nha mễ ruộng. Núi thấp viện lạc bên trong. Trần Mộc, hách lão hai người ngồi tại bàn vuông trước, đối lấy một bàn đồ ăn thịt ăn như gió cuốn. đa tạ hách lão dạy bảo. Trần Mộc thành khẩn nói. Những ngày gần đây, đối phương không có chút nào tàn tư, thực để Trần Mộc cảm động. Người sớm một chút đem hạt kê vàng chủng tốt, liền là đối ta lớn nhất cảm tạ. Hách lão đánh ở no nê, móc ra khói cán hút thuốc. Người nếu có thể tại trong vòng 2 năm hoàn thành giao lương mục tiêu, ta liền có thể từ hạ viện lĩnh lấy 12 mai bạch ngọc tiền ban thưởng. Người nếu có thể trong vòng 1 năm hoàn thành, ta thậm chí có thể lĩnh 24 mai. Lúc này biết rõ ta vì cái gì kia để tâm đi. Hách lão phun ra một miệng thuốc, nhíu mày vui tươi hớn hở nói. Trần một trái tim bừng tỉnh, lại vẫn y như cũ tâm tồn cảm kích. Cho dù có ban thưởng, có thể cái này tận tâm dạy bảo cũng ít gặp. Nhân tâm hiểm ác, một mặt dẫn hạ viện ban thưởng, một mặt thu đồ phí, cái này chủng hai đầu ăn sự tình cũng không hiếm thấy. Hách lão không có làm như vậy, điều này không khỏi làm cho Trần Mộc tán thưởng. Hách lão là cái thực tại người. Chạng vạn tối, cự ly Trần Mộc tảng đá viện lạc năm dặm núi thấp một chỗ khác. Một tòa cùng Trần Mộc trạch viện kém không nhiều làm bằng đá viện lạc bên trong. Hách lão ngồi tại sáng tỏ ngọn đèn trước, cộc cộc hút thuốc. Hắn ngồi đối diện cái mắt nhỏ bàn tử, đối phương mỉm cười nhìn lấy hách lão nói. Khi mới tới tiểu ca, có thể có bán ra tùy thân bảo bối ý nghĩ. Trung thực người hách lão khoan thai hút thuốc. Mặc dù không có mở miệng, nhưng mà ta xem hắn dáng vẻ, 89 phần 10. Ta cho hắn nói minh bạch trọng hoàng nha mệ khốn khó. Nói rõ ràng thiếu nợ khả năng hậu quả. Lại cho hắn tính toán một lần tu luyện hợp nhất bí pháp tiêu xài cùng thời gian. Người nói hắn tâm lý hội thế nào nghĩ? Hách lão một mặt phong khinh vân đạm mắt nhỏ bàn tử lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn hội không cam, hắn sẽ nóng nảy, hắn sẽ nghĩ đến làm một số tiền lớn, lập tức bắt đầu tu luyện. Hách lão cao minh. Hách lão một mặt ý cười hút thuốc. Qua một thời gian ngắn, ta tà tại lơ đã nâng hai câu, liền nói hắn những cái kia đồng bạn, đã có người cầm tới hợp nhất bí pháp bắt đầu tu luyện. Ngươi nói, hắn nhất định sẽ bán ra tùy thân bảo bối, đổi lấy bạch ngọc linh tiền. Mắt nhỏ bàn tử nhìn không được kích động nói. Đúng, hách lão cười phun ra một miệng thuốc. Ta ngày mai liền đi tìm hiểu điểm những kia kẻ ngoại lai like tin tức. Đã muốn kích thích hắn, liền phải đến thật. Mắt nhỏ bàn tử một mặt tinh minh. Hách lão yên tâm, xế chiều ngày mai, nhất định có thể đem tin tức đưa đến trong tay ngươi. Không gấp. Hách lão chậm lo lắng nói. Ta phải chờ cái 10 ngày nửa tháng lại đi qua. Mắt nhỏ bàn tử không hiểu nhìn lấy hách lão. Ngươi chẳng lẽ không biết trồng hoàng nha mỹ gian nan. Hách lão liếc mắt bàn tử một mắt, ta đương nhiên biết rõ. Mắt nhỏ bàn tử một mặt cười khổ. Nếu là không khó, ta cũng sẽ không trọng mò làm cái này buông đi bán lại mua bán nhỏ kiếm tiền. Cho nên phải đợi mấy ngày. Để chính hắn trồng một trồng, thiết thực thể hội một chút trong đó phiền phức. Như hắn bận rộn nửa cái tháng, kết quả đều trồng không tốt ba mẫu ruộng. Hách lão nhíu mày nói. Đến lúc đó, ta lại cầm ngươi được đến tin tức cùng hắn nói. Hắn nhất định phải bán đi bảo bối đổi tiền. Mắt nhỏ bàn tử bừng tỉnh đại ngộ còn là hách lão cân nhắc chu toàn. Chợt liền lo lắng. Có thể vạn nhất hắn biết đây. Hách lão trận mắt trừng một cái. Ta cái này bảy ngày xác thực không có tàn tư, bí quyết nói minh bạch, có thể phần lớn thời gian, đều là ta tại đồng thủ làm. Ta nói nhiều, làm nhiều. Hắn nghe nhiều, luyện lại ít. Tâm lý cảm thấy hội, thật bắt đầu làm, ha ha. Hách lão cười ý vị thâm trường. Mắt nhỏ bàn tử lập tức duỗi ra ngón tay cái. Lợi hại. Hách lão một mặt tự đắc. Ngươi xem cái này tuổi lớn sống uổng phí sao?" Mắt nhỏ bàn tử mặt mày hớn hở. "Hách lão yên tâm, sự thành phía sau, một thành khấu trừ nhất định hai tay tiễn lên." Hách lão lập tức hài lòng gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại không khỏi dặn dò. "Ngươi cho giá cả cũng không thể quá quá mức. Cuộc sống về sau còn dài, mua bán phải cân nhắc lâu dài làm." Tiếp tục các chủng đang dược pháp khí chọn mua, nói không chắc còn có thể kiếm lại mấy bút. Bàn tử cười gật đầu. "Hách lão yên tâm, ta nhớ kỹ đâu." các trâu hệ đồ ăn còn không thể đoạn căng đâu. Lại nói chúng ta cái này cũng không có tính toán hố hắn. Chúng ta nhiều lắm là là đè ép giá cả. Cùng chúng ta một so, đổng thành nhóm người kia làm sự tình liền không phải ép giá, kia quả thực là ăn cướp trắng trận. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 183 Thất giai Nguồn Mê truyện audio.com Nửa tháng sau buổi trưa, hết lão cầm lấy điếu thuốc, đến chắp tay sau lưng, một bước phóng ra xa hơn 10 thước, chậm ung dung vượt qua núi thấp. Nửa tháng lao động, nghĩ đến cũng ăn đủ đau khổ. Ta giúp đỡ trồng kia một mẫu đất, lúc này dự đoán đều đã nảy mầm. Chính hắn mới trồng những kia, ít nhất phải chết một nửa. Vào lúc giữa trưa, mệt nhọc nửa ngày. Nhiệt độ cao, mệt mỏi, nôn nóng bất an. Lúc này ta chỉ cần dùng lời một kích, hắn nhất định nội tâm không cam. Hách lão nội tâm nghĩ lấy, tư thái khoan thai, lại mau lẹ như gió đi đến địa phương dẫn đầu liền nhìn đến chính mình giúp đỡ trồng xuống kia một mẫu đất, từng khỏa ngón trỏ dài ngắn, giống như xanh biết chăm sóc mầm non, phá vỡ thổ nhưỡng, thẳng tắp đâm về phía thiên. Không có so sánh liền không có tổn thương, cái này không liền ổn sao? Hắn đã nhìn đến Thái Dương bên dưới cái kia khổ cực thân ảnh, lúc này nhích tới gần. Trần Tiểu Ca, ngươi cái này hoàng nha mễ trồng không được. Hả? Lời còn chưa nói hết, hách lão liền bị trước mắt trong ruộng cảnh tượng chấn kinh đến khó tả. Vốn nên tử vong hơn phân nửa hoàng nha mễ trong ruộng, Chính tề thứ bậc lấy từng sợi củ lạc cao, lá tùng một dạng hoàng nha mễ mầm non. Hách lão, ngươi vừa mới nói cái gì? Trần một mỉm cười đi đến địa phương. Hách lão khóe miệng giật một cái. Ta nói ngươi cái này hoàng nha mễ chủng thật không sai. Trần một nhìn lấy tường xám nhất dài quá nửa trồng trọt kỹ năng, tràn đầy thành khẩn cảm kích nói, nhiều thua thiệt hách lão ngài dạy bảo có phương. Hách lão. Thật nghĩ bóp chết nửa tháng trước chính mình a à, ngươi dạy kia tốt làm cái gì? Một thành khấu trừ, ít nhất hai mươi mai bạch ngọc tiền, liền cái này không có a à, thật lâu, hách lão mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, nhìn lấy từng mảng lớn nảy mầm hoàng nha mễ, không khỏi tắm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi cái này trồng bao nhiêu mẫu đất? Ngoại trường ngài giúp ta trồng kia một mẫu, lại trồng năm mẫu. Trần Mộc vui tươi hớn hở nói. Hách lão một mặt cảm thán, nửa cái tháng, liền tính là ta đi sớm về tối, cũng liền có thể trồng cái bốn mẫu đất. Ngươi cái này tốc độ, chật chật. Phải thừa nhận những này từ bác hoang quần đảo đến người từng cái đều mẹ nó là ngoan nhân quá khứ giang hồ đại hào chú tể một phương nói để xuống tư thái liền để xuống tư thái quay đầu liền có thể làm đến nơi đến chốn phát hung ác làm ruộng thức đêm trồng ra đến a hách lão hỏi trần một gãi gãi đầu một mặt chất phát nói ngài hảo nhãn lực xác thực ban đêm hoàng nha mễ ruộng năm đoàn khói đen tái hiện trần một tâm niệm vừa động người giấy âm hồn liền làm xuân chữ âm hồn mang lấy hoàng nha mễ hạt giống tinh chuẩn thả vào trong lòng đất năm ngón tay sau vị trí hạ chữ âm hồn khiên lấy bao tải tại hạt giống phía dưới lại một bàn tay độ sâu vị trí đều đều vùi sâu vào lớn cỡ bàn tay một mảnh bột xương thu chữ âm hồn nâng lấy thùng nước cầm lấy nắm đấm lớn thì gỗ tại mỗi hạt giống chung quanh chuẩn xác đổ xuống nước giếng đông chữ âm hồn gánh đòn gánh qua lại tại căn phòng địa phương đem giàu có địa linh nguyên khí nước giếng từng thùng vận chuyển đến ruộng đồng ở giữa Trần Mộc nằm nghiêng tại bên trong chữ âm hồn thân bên trên, vui mừng nhìn lấy bốn cái người giấy âm hồn. Tuy nói sống không phải ta làm, nhưng mà ta đây quả thật là tại thức đêm A. À. Như ăn đường đậu, khoan thai hướng miệng bên trong ném một hạt tịch cốc hoàng. Không bao lâu, một mẫu đất liền toàn bộ trồng xuống sông. Không thể lại trồng, tốc độ quá nhanh, dễ dàng dẫn tới hách lão hoài nghi. Năm đoàn khói đen hoảng ung dung bay đến Trần Mộc thân một bên, tiến vào ngũ quỷ đại không thấy. Ngày thứ hai. Trần Mộc nâng lấy một cái túi hoàng nha mễ về đến tảng đá trạch viện. Linh giáp thuật không có vấn đề à? Trần Mộc gãi gãi đầu, điều tra tường xám tra nhìn. Viết sách: 4.710, 1.000 nhị giai, vẽ tranh: 5.967, 1.000 nhị giai, trù nghệ: 9.145, 1.000 tam giai, chế dược thuật: 1.167, 1.000 ngũ giai, ngũ quỷ bàn sơn chú. 5251, 000 1000, thất giai, dịch hình thuật. 2347, 1000, tứ giai, vân thần linh giáp thuật. 9757, 1000, lục giai, trồng trọt. 5416, 1000, nhất giai, ăn có phải hay không quá nhiều một chút đây? Hắn tìm người nghe qua, thường nhân tu luyện thần phách hợp nhất bí pháp, xác thực sức ăn tăng mạnh. Nhưng mà tính toán đâu ra đấy, một tháng 100 cân hoàng nha mễ liền đầy đủ. Ta nửa cái tháng liền ăn sạch 100 cân cái này còn không có tính gì thú thịt khẩu vị có phải hay không hơi bị quá tốt rồi đây trần một vén tay áo lên dưới làn da tơ bạc như ẩn như hiện liền tự như thật có từng đầu tơ bạc tuyến tại dưới làn da mạch máu ở giữa xuyên qua trong tay áo kiếm đâm lên đi đinh coi như vang lại không thể phá vỡ làn da chút nào nửa cái tháng liền ăn sạch hai mai bạch ngọc tiền chật chật lại có bảy tám ngày liền có thể luyện thành kia lúc hẳn là có thể khôi phục bình thường trần một tính toán một lần độ thuần thuộc tiếng nội tâm không khỏi buông lỏng một hơi. Sau 8 ngày, đêm khuya, núi thấp viện lạc gian phòng bên trong. Dưới bể cửa sổ ban đầu dài bên trên, chạm rỗng ba chân hương lô bên trong, mơ hồ có thể thấy đỏ tươi than củi quan mang. Từng sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khói xanh từ trong lỗ thủng phiêu tán mà ra. Bên trong cả gian phòng, tràn ngập lấy một cổ làm cho tâm thần người yên tĩnh nhàn nhạt mùi thơm. Trần Mộc chậm rãi mở ra mắt. Não hải bên trong, thuộc về vân thận linh giáp thuộc thần ý đồ hoàn toàn biến mất. Trên mu bàn tay, một vệt tơ bạc tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Dò xét tay nắm ở làn da, một cổ mang theo cảm giác mát cứng cỏi cảm xúc truyền đến. Liên tự như mềm dẻo sắc lá. Đã bảo trì cứng rắn, lại bảo trì nhu mềm. Vân thận luyện hình thuộc luyện thành phách lực cùng thần ý đồ, đã hoàn toàn dung hợp. kia còn lại những này thế nào làm? Trần Mộc nhìn lấy thân bên trên miếng vá một dạng phách lực không khỏi vào đầu. Hắn điều ra màu xám vách tường. Vân thận linh giáp thuật. 7, một nghìn không thất giai còn có thể luyện tiếp trần một ngoài ý muốn có chút mừng rỡ thần phách hợp nhất phía sau liền là cảm ứng tu luyện kinh lịch nhiều chuyện như vậy hao phí kia nhiều thời gian từ đại lương vượt biển và đại dương mà đến không liền là vì cái này một ngày đáng tiếc cái này bên trong không có xuân phong lâu trần một có chút không cam được rồi còn là ngày mai cho chính mình làm tấn tiệc đi lời nói trung nghệ kỹ năng mắt nhìn cũng muốn tiếng dai song hỉ lâm môn a Ngày thứ hai ngồi tại bàn vuông trước ăn uống thả cửa Trần Mộc lại sắc mặt khó coi. Hắn phát hiện, thần phách hợp nhất về sau, hắn sức ăn không chỉ không có giảm bớt, ngược lại lại lần nữa tăng thêm. Người khác cũng không có cái này dạng A. Trần Mộc rốt cuộc phát giác không thích hợp. Rút thời gian phải đi hỏi thăm một chút thần phách hợp nhất sự tình. Không thể cái này miệt mài luyện. Còn phải nhanh chóng đem định thần hoàng thay đổi. Mua sắm định thần hoàng tài liệu, mua sắm hoàng nha mễ dị thú thịt, hắn thân bên trên chỉ còn lại chín mai bạch ngọc tiền bán cho Bách Thảo Cát sao? Trần Mộc có chút chần chờ. Bách Thảo các lệ thuộc kê lung đạo Hạ Viện. Mua bán công bằng, Hạ Viện đệ tử còn có thể thiếu nợ gì thú bột xương, là một nhà lương tâm cửa hàng. Nhưng mình một cái vừa tới hơn một tháng kẻ ngoại lai. Đột ngột cầm ra kia một nhóm lớn định thần hoàng. Vạn nhất dẫn tới người khác nhìn trộm thế nào làm. Bách Thảo các biết đến sự tình, kê lung đạo Hạ Viện cũng biết rõ. Một ngày bại lộ, chỗ tốt khả năng hội có, nhưng mà chỗ xấu nhất định sẽ tới suy cho cùng, tiền tài động nhân tâm A, à, không biết có không có tương tự quỷ thị địa phương. Trần Mộc sờ lên cầm bắt đầu gọt giũa Cả cái hạ viện trồng trọt thung lũng, đệ tử mấy ngàn, không khả năng không có màu xám giao dịch điểm. Hách lão hẳn phải biết. Hắn nhà ba đời người đều tại cái này kiếm ăn, khẳng định biết rõ không ít tin tức. Trần Mộc có quyết định. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 184 Tìm hiểu Nguồn Mê truyện audio com Phải nghe ngóng, nhưng mà không thể quá trực tiếp. Trần Mộc Như có điều suy nghĩ. Trong lòng đất phường thì càng bí mật, giao dịch đồ vật đều mang một chút màu xám. Phải cẩn thận tìm hiểu, miễn đến dẫn tới phiền phức. Trước tán gẫu mấy ngày trồng hoàng nha mễ quan khiếu, chờ trộn lẫn quen thuộc lại nói bóng nói gió. Trần Mộc có nghĩ sẵn trong đầu. Hoàn thành giáp phách hợp nhất tiêu xài sát thực đại tăng, nhưng mà đến cùng còn có chín mai bạch ngọc tiền. Cũng không cần lập tức đổi tiền. Vững vàng. Trần Mộc khuyên bảo chính mình. Chưa quen cuộc sống nơi đây, ổn trọng trọng yếu nhất. Còn muốn thám thính thần phách hợp nhất tu luyện chi tiết. Trần Mộc xoa nắng lấy tán phát nhàn nhạt lãnh ý làn da. Luôn cảm giác chính mình luyện đến mùi vị không đúng lắm. Lại chờ tầm năm ba tháng đi bàn vuông bên trên, hách lão để xuống ăn sạch sẽ hoàng nha mễ chén cơm. Rút ra trên lưng điếu thuốc đốt cháy, hiếp mắt suy nghĩ một chút nói. Hạ viện truyền kinh viện, cách mỗi nửa năm có một lần đại giảng đạo. Một lần giảng đạo nửa cái tháng, tất cả người đều có thể miễn phí đi nghe. Từ thần phách hợp nhất, một mực nói đến cảm ứng linh quan. Tuy chỉ là không rõ ràng giảng thuật, nhưng mà cơ bản cũng có thể giải quyết nghi vấn của ngươi. Vận khí tốt còn có thể đơn độc chiếm đến đặt câu hỏi cơ hội. Hách lão phun ra một miệng mang lấy hương thơm khói trắng nói, Trần Mộc không khỏi hiếp mắt. Còn có cái này cơ hội tốt, đến lúc nhất định phải đi nhìn nhìn. Hách lão nhìn Trần Mộc một mắt, bình tĩnh đề điểm. Đương nhiên, ngươi nếu là có tiền, tùy thời đều có thể dùng đi truyền kinh viện. Mua bí pháp, mời người dạy bảo tu hành quan ải, đều có thể tại bên này làm. Trần Mộc không khỏi nhíu mày, vì giới bản tri thức trả tiền. Giá cả thế nào? Tin được không? Truyền kinh viện mỗi năm làm những việc này, có cái gì không thể tin? hách lão trận mắt trừng một cái. Đến mức giá cả. Khó mà nói, bí pháp công khai ghi giá, nhưng mà mời dạy tu hành quan ải, bất đồng chủ giảng người, bất đồng giáo sư nội dung, bất đồng giảng dạy phương thức, giá cả đều không giống. Hách lão lại cho hắn dơ mấy ví dụ. Đem Trần một nghe nói đến sợ hãi. Giáo dục lý niệm cái này. Thời thượng sao? Cái này đều cùng kiếp trước huấn luyện cơ cấu kém không nhiều. Hắn còn tưởng rằng là sư đồ giảng bài kia chủng hình thức đâu, sư đồ giảng bài không phải cũng muốn bái sư lễ a à. hách lão kỳ quái nhìn lấy trần mộc nào có vô cớ truyền thụ tu hành kinh nghiệm liền giống ta dạy cho ngươi trọng hoàng nha mễ dạy tốt truyền kinh viện cũng phải cho ta tiền cái này liền tương đương tại hạ viện ra tiền giúp các ngươi mời lão sư hách lão nhìn lấy trần mộc một mặt ngươi thế nào cái này đều không hiểu biểu tình đem trần mộc nhìn toàn thân không được tự nhiên cảm giác chính mình giống cái không kiến thức đồ nhà quê chợt nghĩ đến chính mình lai lịch đơn độc tại hải ngoại hòn đảo mặc dù đảo có chút lớn quá mức nhưng mà xác thực thuộc về hải ngoại biên hoang có thể không liền là không kiến thức đồ nhà quê à trần mộc không khỏi cười khổ hạ viện truyền kinh còn là rất chân thành phụ trách hách lão híp mắt nói đương nhiên cái này hết thảy điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ bạch ngọc tiền trần mộc một mặt bất đắc dĩ lắc đầu ta muốn có tiền cũng sẽ không tại cái này khổ ha ha làm ruộng lúc này không lại tiếp tục nói ngược lại bắt đầu hỏi thăm làm ruộng muốn lĩnh đem cái này đoạn thời gian tích lũy hoang mang một cái nói rõ. Đưa đi hách lão, Trần Mộc nhìn về phía tường xám độ thuần thục. Trồng trọt. 7416, 1000 không, nhất giai, mời giáo viên, cũng có thể tăng thêm độ thuần thục. Thật tốt. Tiếp tục lại nhìn về phía vân thận linh giáp thuật, từ lại lần nữa tiến giai về sau, linh giáp thuật hô hấp phương thức lại lần nữa phát sinh điều chỉnh. Liền thân thể cơ thịt kết cấu, phát lực phương thức, đi bộ ngồi nằm quen thuộc các loại, đều có tinh vi hơi biến hóa, cái này để linh giáp thuật tu luyện càng phát độ cao tự động hóa. Nhưng mà độ thuần thuộc tăng trưởng tốc độ lại trực tiếp chém ngang lưng. Địa linh nguyên khí. Trước đây cưỡi bạch mễ toa đi đến Vân Châu. Càng đến gần Vân Châu, độ thuần thuộc tăng trưởng càng nhanh. Vào chủ kê lung đạo hạ viện, cho dù cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ dựa vào thở dốc liền có thể tăng thêm 48 điểm. Khi vấn đề đến, Vân Châu, hoặc là nói kê lung đạo hạ viện có cái gì đặc thù. Địa linh nguyên khí. Nếu có thể đi kê lung sơn thượng viện liền tốt. Trần Mộc ngồi ở trong sân, nhìn qua Đông Phương Vân Sương mù lượng lờ xanh nhắc sơn mạch xuất thần. Kê Lung đạo thượng viện, liền tại kia phiến dãy núi Yên Vân bao phủ ở giữa. Có phải hay không bởi vì khuyết thiếu địa linh nguyên khí, cho nên mới sức ăn đại tăng? Trần Mộc nội tâm hiểu ra. Đáng tiếc, hắn chỉ là cái vừa gia nhập hạ viện bên ngoài người, không khả năng đi thượng viện, thậm chí đều không thể tự tiện rời đi hạ viện thung lũng bình nguyên. Từ từ luyện đi. Trần Mộc nhún vai. Thời gian vội vàng. Trần Mộc mỗi ngày phần lớn thời gian đều chờ tại Hoàng Nha Mễ ruộng. Cẩn thận nhổ cỏ, tinh tâm trong năm mỗi một gốc Hoàng Nha Mễ. Cái này đồ vật xác thực kỳ lạ, chỉ dùng một tháng công phu, hắn liền thoáng đến một người cao. Thân cây có tiểu nhi cánh tay nhỏ, cứng cỏi có thể so với giỏi chất vật liệu gỗ. Phiến lá rộng lớn to béo, màu sắc xanh biếc giống như ngọc thạch điêu khắc. Cái này cái nào là trồng lúa, quả thực liền là tại chủng tiểu quả thụ. Trần Mộc lắc đầu, nhưng mà cũng buông lỏng một hơi ngọc chủng nảy mầm thành tài mấu chốt nhất hai tháng quá khứ hoàng nha mễ cơ bản đã bảo đảm thành thục mặc dù tiếp tục tưới nước tiêu vặt nhổ cỏ phòng hộ vẫn y như cũ không đơn giản có chút sai lầm liền hội giảm sản lượng nhưng mà tối thiểu loại công việc không phải chạng vạn tối núi thấp viện lạc bên trong ngươi còn rất có trồng trọt thiên phú hách lão phức tạp nói truyền kinh viện ban thưởng có lẽ có thể tới tay nhưng mà đầu cơ trục lợi bảo vật khấu trừ đoán chừng là không đi qua hai ba tháng cùng trần mộc cùng nhóm đến kẻ ngoại lai hoặc nhiều hoặc ít đều bán ra chút tùy thân bảo vật một mảnh địa vực bên trong đỉnh tim kia nhóm người tay bên trong phần lớn nắm hiếm thấy đồ vật cho dù hải ngoại vắng vẻ hòn đảo nhưng mà hội tụ đến tầng cao nhất nhân thủ bên trong vẫn y như cũ là đáng tiền bảo bối đầu cơ trục lợi người đều kiếm không ít nhìn hắn hòa thượng bàn tử trong mà thèm không ngớt đáng tiếc hách lão bất đắc dĩ nhìn một chút trần mộc cái này người quá an tâm cả ngày liền chỉ biết trồng trọt Nhìn lấy tu vi của người khác đột nhiên tăng mạnh, chẳng lẽ hắn liền một chút đều không vội vã? Không đúng. Cái này một cái trung thực người, hắn là luyện thế nào thành giáp phách, lại thế nào vượt biển và đại dương? Hách lão trái tim lập bọt một nhảy, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Hách lão lông mày gấp gáp nhăn lại, không khỏi nhìn chằm chằm Trần Mộc trên dưới quan sát. Hồi tưởng đến mấy cái tháng tiếp xúc, lại nhìn Trần Mộc hành vi cử chỉ. Hách lão sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Cái này người, cái này người thật là vận khí tốt khẳng định là cái này dạng. Hách lão chắc chắn. Nếu không một cái không tranh quyền thế trung thực người, không có vận khí tốt, tuyệt đối không có cách đi đến hôm nay. Hách lão phức tạp nhìn lấy Trần Mộc. Muốn không, lần sau đi cực thuyền, màn hắn cùng nhau đi chơi đùa. Vạn nhất có thể trà sát một chút vận khí đâu. Hách lão ánh mắt sáng lên. Được rồi, cái này chủng trung thực người không nhiều, không thể làm hư đi. Hách lão thở dài. Trung thực người Trần Mộc bị trung thực người hách lão nhìn một mặt không được tự nhiên cái này lão đầu nghĩ gì thế không quản cái này đoạn thời gian cũng tính trộn lẫn quen thuộc nên hỏi thăm một chút trong lòng đất phường thị sự tình nghĩ đến cái này trần mộc trong lúc lơ đãng nói nghe nói cái này một bên ngoài trừ thông thiên phường còn có cái phường thị là có một cái hách lão liếc một mắt trần mộc thông thiên phường hàng thật nhưng mà giá cả nha hách lão đối lấy trần mộc nhếch miệng trần mộc gật đầu tỏ ra hiểu rõ thu mua giá cả thấp bán hàng giá cả cao chứ sao còn có cái trong lòng đất phường thị. Mỗi nửa tháng một lần hội nghị. Nhưng bên trong đi, ngư long hỗn tạp, làm không tốt liền muốn ra sự tình. Trần Mộc gật đầu. Cái này cũng phù hợp quỷ thị trạng thái bình thường. Không có vấn đề người nào hội đi cái này loại địa phương mua bán. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hách lão kỳ quái nhìn lấy Trần Mộc. Liền là có chút dùng không lên đồ vật, nhìn nhìn có thể đi chỗ nào đổi ít tiền. Trần Mộc nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong định thân hoàng, Bách Thảo các bán 30 hạt một mai bạch ngọc tiền. Thu mua khẳng định không phải cái này giá cả. Kia cũng không bằng đi trong lòng đất phường thị bên trong bán. Cả cái thung lũng bên trong vùng Bình Nguyên, giáp phách vỏ giả có thể là có mấy ngàn. Nhiều cho cái ba năm mai, liền có thể nhanh chóng thay đổi. Trần Mộc tâm nghĩ gọt dũa như thế nào mới có thể an ổn bán lấy tiền. Hách lão lại nhìn lấy Trần Mộc, một mặt kinh hỉ khó tả. Quanh đi quẩn lại, cái này khấu trừ lại trở về à nha niềm vui ngoài ý muốn a làm tam đại tộc đứng vị trí đầu yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc lại một đao thọc tại phía sau yêu tộc vạn kiếp bất phục nhìn yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp từ bờ sinh tử trở lại vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thắp lại sinh hỏa luyện cổ chí tôn chương 185 trung thực người nguồn mê truyện audio com ngươi thật có không dùng đồ vật muốn bán hách lão một mặt kinh hỉ. Đương nhiên không có. Ta chỉ là nghĩ bán dư thừa định thần hoàng mà thôi. Trần Mộc không rõ, không tốt nói rõ, lập lờ nước đôi nói. Là muốn bán chút đồ vật. Kia có thể phải cẩn thận. Hách lão nhanh chóng thu liễm biểu tình, nhíu mày suy nghĩ. Thông thiên phường mua thấp bán cao, trừ phi mang đồ vật tốt, nếu không bán đến thông thiên phường không có lời. Có thể trong lòng đất phường thì không an toàn, ngư lông hỗn tạp, rất dễ dàng gây phiền toái. Hách lão lời nói thành khẩn ngươi vừa mới đến, không bằng trước ổn trên nửa năm một năm, chờ quen thuộc hoàn cảnh. Lại đi trong lòng đất phường thị, cái này dạng mới ổn thỏa an toàn. Trần Mộc cảm kích nhìn hách lão. Thực tại người A, còn là hách lão cân nhắc chu toàn. Chính mình một cái người xa lạ, tùy tiện xông vào trong lòng đất phường thị bán định thần hoàng. Khẳng định hội dẫn tới tràn đầy ác ý nhìn trộm. Không biết hách lão có thể dẫn ta đi một chuyến. Trần Mộc Thành khẩn hỏi. Chờ một hồi cũng không có cái gì, nhưng có thể trước đi nhìn nhìn khách lão tại kê lung sơn hạ viện pha trộn một đời quen thuộc có hắn dẫn dắt trước làm quen một chút trong lòng đất phường thì cũng tốt người thế nào cố chấp như vậy đâu khách lão dùng sức mím môi cau mày không thể cười nhất định không thể cười kém một chút liền không có khống chế lại kia nghĩ muốn nhếch lên khóe miệng được a à, ta trước trở về cho ngươi tìm tìm đường lối trước dẫn ngươi đi người quen kia nhìn nhìn hách lão lắc đầu đứng dậy đến chắp tay sau lưng rời đi trần Mộc đưa đến cửa bên ngoài nhìn đối phương nhanh chóng biến mất bóng lưng một mặt cảm khái người tốt a à. một mảnh vàng lục giao thoa cỏ dại rậm rạp hoàng nha mễ ruộng trước một tòa tảng đá trạch viện đứng tại địa phương một bên hách lão nhìn mắt suy bại ruộng đồng miếng mắt hung hăng một nhảy cũng không đoái hoài tới mắng người phanh 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 lên trước gõ cửa thượng hoang thượng hoang mở cửa nhanh chuyện tốt đến rồi hách thúc ngươi cái này mắt nhỏ bàn tử thượng hoang kinh ngạc nhìn lấy hách lão khi Trần Tiểu Ca đầu óc rốt cuộc khai khiếu. Hách lão một mặt phức tạp khó tả. "Không dễ dàng a, à, hắn cái này mấy cái tháng, trong bóng tối nhắc nhở, không ngừng trêu chọc, rốt cuộc nói động cái này gia hỏa. Hắn chuẩn bị bán bảo bối rồi." Thượng Hoang mắt nhỏ lập tức trợn tròn. "Có thể dùng a hách thúc, ta đều muốn từ bỏ." "Mau vào." Thượng Hoang nhìn không được cười ha ha. "Không phải hắn không bình tĩnh, thực tại là đám này kẻ ngoại lai, hoặc nhiều hoặc ít còn thật sự có chút bảo bối." chỉ cần thu tới tay, đi thông thiên hà quỷ thuyền tăng giá một bán, kia thu hoạch, chật chật. Nghe nói là có cái gia hỏa trực tiếp kiếm ba lần bạch ngọc tiền. Khi Trần Tiểu Ca có thể có cái gì bảo bối? Thượng Hoang nhìn không được trái tim nhảy cẩn. Đồ vật còn không thấy, nhưng mà hắn đã có bán ra đồ vật ý nghĩ. Hách lão cười nói. Không dễ dàng a. À. Thượng Hoang cũng cười. Cái này Tiểu Ca quá thực tại. Hạ viện để hắn trồng trọt hắn liền trồng trọt. Cũng không vì chính mình suy nghĩ một chút. Hách lão cảm thán: Ngày mai ta đem hắn lĩnh đến, ngươi không thể qua loa ra giá. Hách lão nhìn chầm chầm thượng hoang nói, hách lão yên tâm, ta tuyệt đối không hố hắn. Thượng hoang một mặt thành khẩn bảo đảm. Ngươi hiểu lầm. Hách lão lắc đầu chân thành nói. Ý của ta là, có thể hố ngươi liền nhiều hố một chút. Thượng hoang. Không phải, ngươi lão đầu tử này thế nào sao ta còn đen đâu. Hách thúc, sinh ý không phải muốn lâu dài làm sao. Thượng hoang khó hiểu, phía trước không phải cái này khuyên hắn ấy nghĩ sao. Hách lão một mặt cảm khái. Cái này tiểu ca là cái trung thực người A. À? Trung thực người ngươi còn bảy người ta. Cái này trung thực người rất khả năng liền làm cái này làm một cú A. À. Hách lão bất đắc dĩ. Ngươi tin không tin, hắn đổi bạch ngọc tiền, mua hợp nhất bí pháp. Tuyệt đối hội không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày lưu tại hắn kia mười mẫu đất bên trong làm ruộng luyện công. Cái này ngươi còn thế nào cùng hắn làm sinh ý? Hách lão một mặt bất đắc dĩ. Ta cũng không nghĩ hố hắn, có thể hắn quá thành thật thượng hoang. Trung thực người ăn ngươi nhà gạo à nha. Ngươi liền tại sao khi phụ người ta như vậy? Thượng hoang một mặt trầm đau nhất. Nghe ngài. Người nào có thể cự tuyệt kiếm nhiều tiền một chút đâu. Cao thấp không đều hoàng nha mễ ruộng bên trong, nằm tại giữa không trung, chính đường đậu một dạng hướng miệng bên trong ném tịch cốc hoàng trần mộc. Trung thực người liền nên bị các ngươi hố sao? Trần mộc cảm thấy ủy khuất cực. Lão hách a à, lão hách, thu thiệt ta còn coi ngươi là thực tại người. Ngươi tâm cũng là đen a, à, cái này thế giới còn có thể hay không tốt. Thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp đến cái này dạng để người bực mình người xấu. Trần một nội tâm bi phẫn đang xen. Ta vừa muốn mở ra nội tâm, chuẩn bị nghiêm túc giao cái lão bằng hữu đâu. Kết quả ngươi quay đầu liền đến hố ta. Khi liền trách không được ta. Trần một hung dữ nghĩ lấy. Phốc. Lại lần nữa cải tiến, tăng thêm gia giả dạ thảo 3.0 bản mê thần hương, nhanh chóng ở bên trong phòng bay hơi khuếch tán. Hết thúc cái này sự tình khổ cực ngươi, sự thành phía sau, những này khấu trừ tuyệt đối thiếu không được. Thượng hoang duỗi ra một cái ngón trỏ, vẻ mặt thành thật bảo đảm. Hách lão lập tức vui mừng không thôi. Còn là ngươi thượng hoang giảng tình nghĩa, lại có thể cho ta hai thành, tốt a à tốt. Thượng hoang biến sắc. Hách thúc, ngươi nhìn rõ ràng, là một thành. Ngươi không thể bỗng dưng tăng giá a. Hách lão lập tức không vui. Chính ngươi nhìn nhìn, ngươi đến cùng duỗi mấy cây ngón tay. Thượng hoang. Cái này không phải rõ ràng ai u, ta thảo, thế nào còn thành thành ba cái đâu. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, chợt cảm thấy tay chân mềm nhũng, chớp mắt, liền phù phù một lần ngã xuống đất. Một đoàn khói đen ở bên trong phòng tái hiện, chậm rãi bốn phía tràn ngập, chớp mắt tràn ngập cả phòng. Để tại xó xỉnh bên trong một túi hoàng nha mễ, trên xà nhà treo lấy hông khô dị thú thịt, tường vá bên trong giấu lấy một chuỗi bạch ngọc tiền, cùng với hách lão thượng hoang thân bên trên quý giá đồ vật, chớp mắt liền biến mất. Viện lạc bên ngoài, Trần Mộc một mặt trầm đau quay lưng cửa phòng ta không ý hại người người có hố ta ý a à. ta không nghĩ trần mộc ngẩng đầu nhìn trời nồng đậm thất vọng tràn đầy hai mắt ta thành thành thật thật làm ruộng các ngươi tại sau lưng bậy mưu hố ta khinh người quá đáng đã như đây kia ta liền cho các ngươi giáo huấn một lần để các ngươi nhận thức một chút thế đạo hiểm ác sáng sớm hôm sau hách lão liền một mặt âm trầm đi đến trần mộc địa phương trước nhìn lấy tại hoàng nha mễ ruộng bên trong chậm rãi tuần sát lúc này xoay người nhổ cỏ trần mộc Hách lão cố gắng chỉnh lý bộ mặt biểu tình, hy vọng Trần Tiểu Ca có thể lấy ra chút đồ tốt, nhanh chóng bổ sung một lần tối hôm qua hao tổn. Nếu không năm nay cái này thời gian liền phải căng thẳng qua. Hắn hạ ý thức rút ra điếu thuốc, lại tối sau lại nhìn xuống không có điểm. Tiết kiệm lấy điểm đi. Hách lão ổn trọng tâm thái, chậm ung dung đi vào ruộng đông. Trần Tiểu Ca, sự tình đã làm thỏa đáng, đêm nay liền đi gặp một lần đi. Ngươi muốn nghĩ bán cái gì đồ vật, có thể dùng sớm chuẩn bị tốt. Trần Mộc mặt bên trên tiếu dung sáng lạng. Ta tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cảm thấy hách lão nói có đạo lý. Cái gì ý tứ? Ta nói cái gì liền có đạo lý? Hách lão có chút mộng. Ta mới vừa đến tới, còn là trước ổn định cái nửa năm một năm. Ngươi đừng a, à, hách lão gấp, ngươi ổn, ta liền không ổn a. À, hắn toàn lực đè xuống nội tâm lo lắng, tặng hắn một cái, ra vẻ ôn hòa nói. Có thể ngươi nếu là không đổi một chút bạch ngọc tiền, ngươi năm nay có thể là phải thiếu nợ. Trần Mộc một mặt chất phát không có sự tình, hách lão không phải cũng nói sao, ta trồng trọt thiên phú còn được. Trần Mộc mỉm cười. Hách lão, ta tin ngươi. Hách lão, ngươi có thể đừng tin ta sao? Quanh đi quẩn lại, khấu trừ lại không có ai à nha. Thảo, chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 186 Dị thú Nguồn Mê truyện audio.com Hoàng nha mễ ruộng bên trong, Trần Mộc nhìn lấy hách lão lộ vẻ chật vật bóng lưng, không khỏi thở dài một hơi. Ta không nghĩ. Trần Mộc lắc đầu. Nào có cái gì vô duyên vô cớ có lòng tốt. Cái này để người không lòng tin thế đạo. Nhìn lấy ngũ quỷ đại bên trong vơ vét đến đồ vật, Trần Mộc lại lần nữa thở dài. Những này đồ vật thất lạc, đối hách lão cùng thượng hoang khả năng hội là cái trầm trọng đã kích. Khả năng hội để bọn hắn không có cơm ăn, giao không được lương thực, không luyện được công. Nhưng nếu như không cho bọn hắn một cái giáo huấn, bọn hắn phía sau ngày càng táo tợn, đụng đến kẻ tàn nhẫn thế nào làm. Khi thời điểm ném khả năng liền không phải tài vật, mà là tính mệnh. Trần Mộc buông lỏng một hơi. Ta đây là vì bọn hắn tốt. Hy vọng các ngươi có thể làm một cái thiện chí giúp người thực tại người. Nghĩ đến chính mình rất khả năng cho cái này thế giới tố tạo hai cái người tốt, Trần Mộc tâm tình lập tức vui vẻ. Các loại hách lão thân ảnh vượt qua núi thấp biến mất. Trần Mộc cũng không giả vờ giả việc nhổ cỏ. Hắn nâng người lên, một mạng lớn khói đen tại ruộng đồng ở giữa tràn ngập. Trần Mộc dạo chơi đi tại Hoàng Nha Mễ Ruộng ở giữa, chỉ tùy ý tản bộ một vòng, cỏ dại liền toàn bộ biến mất. Trong Hoàng Nha Mễ, cũng không có cái gì khó sao. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Theo hắn tính ra, chỉ cần thuận lợi chống đến ngày mùa thu hoạch, nhất định có thể hoàn thành giao lương mục tiêu. Về nhà bữa ăn lớn. Tảng đá viện tử phía đông, nguyên bản bỏ hoang vườn rau bị Trần Mộc thu thập vuông vức, trải lên thanh thạch sàn nhà. Gỗ tròn vì lập trụ, tấm gỗ làm nóc nhà, Trần Mộc thói quen đâm cái lều gỗ dưới lều gỗ, ghế lung lay lùng bàn trà trưng bày chỉnh tề. Trần Mộc ăn qua cơm, thoải mái vùi tại ghế lung lay bên trong. Khói đen tràn ngập, từng kiện vật phẩm bỗng dưng tái hiện. Hơn nửa túi hoàng nha mễ, cũng liền có thể ăn năm sáu ngày. Trần Mộc biểu môi. Bắp thịt cuồng cuộn hông khô dị thú thịt, cũng không biết cái này dị thú toàn cảnh là cái gì bộ dáng, nhìn lấy có chút quái. Trần Mộc ấn thịt khô, hài lòng gật đầu. Rửa sạch ra đến, buổi tối xào cái phong vị thịt khô thử thử tiếp tục lại móc ra ba cái túi nhỏ, xoay chuyển nghiêng đổ tại bàn con bên trên. Tổng cộng 17 mai bạch ngọc tiền, cái này tốt. Trần Mộc thở dài một hơi, những này tiền đầy đủ hắn ăn 4 năm tháng, giải quyết tình hình khẩn cấp. Kể từ đó, định thần hoàng ra hàng liền không dùng gấp gáp như vậy. Hách lão cái này sự tình, để hắn đối hoàn cảnh mới không quá tín nhiệm. Nghe truyền kinh viện giảng đạo phía sau lại nói. Trần Mộc âm thầm tính toán. Hắn phải xác định một lần, chính mình thần phách hợp nhất, có phải hay không có vấn đề. Trần Mộc cầm ra khối gương đồng, đối lấy mặt nhìn. Chỗ mi tâm, hai đạo gần sống một dạng tơ bạc như ẩn như hiện. Hách lão thể diện cánh tay cũng không có thay đổi gì, lượng cơm ăn cũng còn bình thường. Chính mình linh giáp thuật là chuyện gì xảy ra? Trần Mộc nghi hoặc khó hiểu. Cái này liền là không có người dạy bảo phiền não. Đi truyền kinh viện mua một chút tiết học. Trần Mộc lắc đầu. Các loại có cái khác đồng hành kẻ ngoại lai like đi tới ta lại đi. Tuyệt không làm ra đầu chim. Trần Mộc lại nhìn một chút kỹ năng giao diện, thất giai linh giáp thuật vẫn y như cũ kiên trì mỗi giờ tăng thêm một chút mà độ thuần thục cũng liền là ăn nhiều một chút thân thể trầm trọng một chút cũng không có cái gì bất quá trần mộc nhún vai phần mềm hát tán đồng tối thiểu nói rõ đường đi không có đi lệch liền còn lại cái này đồ vật trần mộc tay bên trong xuất hiện một cái bàn tay rộng tông sắc bằng da hộ quảng cái này đồ vật đến từ thượng hoang cổ tay trái trần mộc vốn không để ý nhưng mà hồ quảng bên trên đồ án dẫn tới hắn chú ý màu đen tinh điểm ti tuyến tương liên vòng quanh cả cái da cổ tay bạch ngọc tiền cũng có tương tự đồ vật pháp khí trần một tiếc núi lắc đầu không có đối ứng chú lệnh pháp khí tại tay cũng là gân gà tranh thủ thăm hỏi thăm hỏi trần một thu hồi lại tại dưới lều gỗ uống trà nghỉ ngơi giây phút trần một liền đứng dậy đi tới hoàng nha mễ ruộng trong trọc kỹ năng độ thuần thục đã siêu chín ngàn thật vất vả trồng ra đến hoàng nha mễ không thể giảm sản lượng trước đêm trồng trọt lên tới nhị giai. Như là hiệu quả tốt, liền lại thuê vài mẫu địa. Trần Mộc tâm lý tính toán. Trồng ra đến Hoàng Nha Mễ, cô anh giàng tiến trong hầm ngầm. Vào ở viện lạc bên trong ngày thứ nhất, hắn liền đem hầm cho đào xong. Thân một bên không có ngàn đem cân lương thực, luôn cảm giác không an tâm. Có hách lão, thượng hoang khen thưởng, trần mộc thân bên trên bạch ngọc tiền một độ đạt đến 26 mai. Cho dù lượng cơm ăn của hắn càng ngày càng tăng, trần mộc vẫn y như cũ nội tâm không hoảng chiều nào trồng trọt ruộng, thu thập hoàng nha mễ, soát lấy trồng trọt độ thuần thục. Liền nguyên bản mong đợi truyền kinh viện giảng đạo, đều không có phía trước kia để tâm. Hách lão phía sau lại đến mấy lần. Gặp Trần Mộc một bộ làm đến nơi đến chốn, cắm sâu hoàng nha mễ ruộng điệu bộ, cũng không có dẫn đạo Trần Mộc bán bảo bối tâm tư. Chỉ mong lấy Trần Mộc có thể đem hoàng nha mễ ruộng trồng tốt, để hắn có thể trước thời hạn lĩnh lấy tiền thưởng. Không có người quấy rầy, không lo ăn uống, linh giáp thuật vẫn bước tiến lên, Trần Mộc qua thời gian ổn định nửa tháng sau, ban đêm dưới lương đình, Trần Mộc vùi tại ghế lung lay bên trong ngắm sao. Cái này thế giới bầu trời đêm cực kỳ sạch sẽ. Trời vừa tối, ngẩng đầu liền có thể nhìn đến khắp trời đầy sao. Không chỉ là nhiều, còn phi thường sáng tỏ. Một lóe một tránh tràn ngập lấy một cổ huyền diệu hàm ý, Trần Mộc nhìn lấy bầu trời đêm xuất thần, tay phải lại động tác không ngừng, đường đầu một dạng hướng miệng bên trong ném tịch cốc hoàng. Làm không được nguyên bản tịch cốc đan, muốn không muốn làm cái bốn. Không bản tịch cốc hoàng. Trần Mộc gọt dũa đem hoàng nha mễ như thế nào biến thành tịch cốc đang hắn sẽ không nhưng mà đem hoàng nha mễ biến thành tịch cốc hoàng bốn 0 hắn còn là có ý tưởng pha tạp gì thú thịt nói không chắc còn thật được chính nghĩ lấy não hải đột nhiên truyền đến một trận cảm ngộ trần một miệng bên trong nhắm nuốt tịch cốc hoàng động tác đột nhiên dừng lại hắn điều ra màu xám vách tường trù nghệ năm một nghìn không tứ giai liền tại hắn gọt giữa tịch cốc hoàng lúc trù nghệ nước chảy thành sông đột phá tới tứ giai hắn cũng rốt cuộc biết tịch cốc đang thành phần danh xưng ngũ cốc chi tinh trần mộc lắc đầu bật cười chế dược thuật không có làm minh bạch đồ vật ngược lại là trùng nghệ cho làm minh bạch a à. ngộ khu a cuối cùng còn là tịch cốc đang liền là một chủng thức ăn đáng tiếc vẫn là không có biện pháp tinh luyện trần mộc lắc đầu tứ giai trùng nghệ chỉ để hắn phân biệt ra được thành phần lại không có tinh luyện phương pháp truyền kinh viện nói không chắc có trần mộc như có điều suy nghĩ không nghĩ trước trọng tốt hoàng nha mễ. Chính nghĩ như vậy, Trần Mộc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía viện môn phương hướng. Dị thú. Phiêu tại ruộng đồng bên trên người giấy âm hồn, truyền về một cái kỳ dị hình ảnh. Một đám khách không mời mà đến sông vào hoàng nha mễ ruộng. Con nghé lớn nhỏ dáng người, đèn nhánh tỏa sáng da lông, chi nhánh chạc cây một dạng góc đỉnh, sau kiếp trước khỏe đẹp cân đối tiên sinh còn có phòng lên khoa trương cơ thịt. Cái này là... Dê. Lọc giác hát dương, ăn được nhiều, lớn nhanh hách lão nhìn lấy địa phương nằm thành một hàng hát dương tắm tắt lấy làm kỳ lạ. May mắn ngươi phát hiện lập tức, nếu không một đêm liền có thể cho ngươi tai họa hai mẫu ruộng hoàng nha mễ. Có thể bán hai mai bạch ngọc tiền, ngươi số phận thật là tốt. Hách lão ao ước nhìn lấy trần mộc. Trần mộc vui tươi hớn hở. Cái này đồ vật có thể ăn sao? Ngươi không tính toán đổi tiền. Hách lão kinh ngạc nhìn lấy trần mộc. Có thể ăn là có thể ăn, có người cố ý nuôi nhốt loại gì thú này, làm thịt bán lấy tiền. Nhưng, có thể cái này là hai mai bạch ngọc tiền. Trần Mộc mỉm cười. Không có sự tình, ta nghĩ nếm nếm thức ăn tươi. Ngược lại đều phải tốn tiền mua dị thú thịt, không bằng trực tiếp ăn sạch. Cầm hai mai bạch ngọc tiền nếm thức ăn tươi. Ta cũng nghĩ a, à, hách lão phức tạp nhìn lấy Trần Mộc. Cái này nhân vận khí là thật tốt. Truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 187. Giới tử phù. Nguồn. Mê truyện audio.com thịt người lưu lấy ăn da lông xương cốt sừng đều có thể bán lấy tiền hách lão nhắc nhở hách lão có con đường trần một trái tim khẽ động một mặt khó xử ta mới vừa đến tới cũng không được xử lý a à. vì cái này chút đồ vật cũng không đáng đi một chuyến thông thiên phương. vạn nhất lại có gì thú chạy tới hỏng hoàng nha mễ ruộng cái này mấy cái tháng có thể là toi công bận rộn hách lão lông mày nhíu lại trong mắt lóe lên vẻ vui mừng người nếu là tin tưởng ta liền giao cho ta được hách lão, ta tin ngươi. Trần Mộc mỉm cười. Hết lão chần chờ gật đầu, luôn cảm thấy cái này lời mùi vị có chút không đúng. Được rồi, kiếm tiền gấp gáp. Hiện tại trong tay thiếu thốn, chỉ có thể đầu cơ trục lợi một chút dị thú tài liệu. Ba ngày sau chạng vạn tối, hết lão đem việc trải qua sơ bộ xử lý da chồng chất, cùng thanh tẩy qua dị thú xương cốt cùng nhau đóng gói. Khoác lên một thân màu đen áo choàng áo choàng, cầm một mảnh vải đen lừa gạt mặt, nâng lên bao khỏa liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm thung lũng bình nguyên phía bắc dãy núi bên trong. Hách lão thân ảnh nhanh chóng xuyên toa tại rậm rạp rừng cây, không bao lâu liền ngừng tại một cái thiên nhiên cửa động trước. Một đến đồng dạng xuyên lấy túi mũ áo choàng người đột ngột xuất hiện. Người nào giới thiệu đi đến? Áo choàng người lạnh lùng hỏi. Thượng hoang. Hách lão cẩn thận nói. Áo choàng người trên dưới quan sát hách lão, nhìn phía sau bao khỏa hai mắt, chậm rãi gật đầu. Đi vào đi. Hách lão buông lỏng một hơi, lách mình tiến vào cửa động biến mất. Không bao lâu, lại một cái khiên lấy vải xám tiểu túi người xuất hiện. Không biết trốn tại chỗ nào áo choàng người xuất hiện lần nữa. Người nào giới thiệu đến? Áo choàng người lạnh lùng hỏi. Thượng Hoang. Trần Mộc bình tĩnh nói áo choàng người nhất thời hồ nghi quan sát Trần Mộc. Một liền hai cái đều là Thượng Hoang giới thiệu đến, sẽ không có vấn đề a à, Trần Mộc giật mình trong lòng, vừa mới hách lão đầu không liền nói như vậy sao? Hắn giả bộ làm điềm nhiên như không có việc gì tùy ý hỏi. Khi mắt nhỏ bàn tử hôm nay không đến, áo choàng người gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Có thể nói cho đúng ra thượng hoang hình dạng thân thể, nhìn đến xác thực nhận thức thượng hoang. Đi vào đi. Áo choàng người thản nhiên nói. Trần Mộc Bình tĩnh gật đầu, lách mình chui vào cửa động. Lối vào kiểm tra cũng không có tưởng tượng bên trong kiên nghiêm. Nếu không thế nào có thể thuận miệng hỏi một chút, liền để người quá quan. Phía sau có người. Không sợ quấy rối. Trần Mộc hiểu rõ. Đi vào cửa động, lập tức liền là một cái hướng xuống sườn dốc một liền hướng xuống đi 7-80 mét, mới vừa tới đáy động, mà càng hướng xuống, càng rộng rãi hơn. Đứng tại đáy động lối vào, Trần Mộc Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong lòng đất động cuộc bên trong giống như một cái đại quảng trường, huỳnh quang tạo đèn lồng khắp nơi có thể thấy, đem trong lòng đất trong động cuộc chiếu phản phất giống như ban ngày. Dưới mặt đất phường thì còn thật sự tại trong lòng đất. Người đến người đi, đèn đuốc sáng trưng, trắng trận như vậy. Trần Mộc kinh ngạc. Nhìn đến phía sau người không đơn giản, sẽ không hạ viện một ít đại nhân vật cũng tham dự đi. Trần Mộc suy đoán. Chợ hắn liền bắt đầu tại trong lòng đất phường thì bên trong đi dạo. Một chỗ bán hàng trong trước. Hoàng Nha mể cái gì giá cả? Trần Mộc hỏi. 120 cân. Gầy lùng lão bản cười ha hả nói. Một mai bạch ngọc tiền. Xác thực so thông thiên phường bên trong tiện nghi. Có thể nhìn nhìn. Trần Mộc hồ nghi, sẽ không là dùng lần nạp tốt a à, tùy tiện nhìn. Gầy lùng lão bản mở ra bao tải. Trần Mộc nắm một cái tra nhìn, khỏa hạt sung mãn, xác thực là thượng hạng hoàng nha mễ. Hắn vừa muốn mua, trong lòng hơi động, dò xét tay vương vào đáy bao tải. Vừa mới còn bình chân như vậy gầy lùng lão bản lập tức toàn thân cứng đờ. Trần Mộc im lặng rút tay ra, quay người rời đi. Phía trên thả hàng tốt, bên dưới trộn thứ phẩm. Nếu không phải dài không cùng một dạng, Trần Mộc đều cho rằng giới giáp đến đâu. Cái này trong lòng đất phường thì quả nhiên ngư long hỗn tạp. Trần Mộc không có mua đồ tâm tư, chủ yếu tăng kiến thức một chỗ hàng trong trước, mấy cái quen thuộc đồ vật dẫn tới Trần Mộc chú ý, cái này không phải thường hoang mang cái chủng loại kia bằng gia hộ bản sao. Bán thế nào? Trần Mộc gấp lên trước bình tĩnh hỏi. 36 mai bạch ngọc tiền. Lão bản là cái mặt mang ác quỷ mặt nạ, râu tóc hoa râm lão giả. Trần Mộc khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đắc. Lão giả tóc hoa trăm ngẩng đầu nhìn Trần Mộc, bình tĩnh nói. Cúc. Trần Mộc. Cái này thế nào còn mắng người đâu? Cái này lúc một cái cao tráng hán tử đột nhiên đi đến bên cạnh, liếc xéo Trần Mộc một mắt. Tiếp tục liền quen thuộc luyện đưa cho lão giả một cái túi. Cho ta một mai giới tử phù. Lão giả kia rung lên túi, thỏa mãn thu vào ống tay áo, tiện tay cầm lên một cái bằng da hộ quản đưa cho tráng hán. Khi tráng hán kết quả hộ quản, nhìn kỹ một chút, đồng dạng hài lòng gật đầu, liếc một mắt Trần Mộc. Mới tới, a, à, Chợt xoay người rời đi. Cái này liền bại lộ rồi. Trần Mộc kinh ngạc. Đây là vật gì? Hắn cũng không chứa, trực tiếp mở miệng hỏi. Giới tử phù. Lão giả thẳng nhiên nói. Nạp tu di tại giới tử đồ vật. Ta giới tử phù có thể khép mở 36 lần, cho nên bán 36 mai bạch ngọc tiền. Nói xong còn liếc xéo Trần Mộc một mắt. Nguyên lai like là cái này bại lộ A. À. Trần Mộc bừng tỉnh. Bất quá, giới tử phù. Nạp tu di tại giới tử đồ vật. Tương tự ngũ quỷ đại một dạng không gian trữ vật trang bị. Thường hoang kim mai giới tử phù bên trong, có phải hay không cũng có đồ vật trần mộc lập tức liền vui nháo nửa ngày kia bằng gia hộ quản mới là thật bảo bối thế nào mở đóng một chuyện không phiền hai chủ trần mộc trực tiếp liền bắt đầu hỏi lão giả kinh ngạc mắt nhìn trần mộc con ngươi hơi hơi co rụt lại không nhận thức giới tử phù lại có giới tử phù cái này mới tới cũng là kẻ tàn nhẫn a à, không biết rõ cái nào xui xẻo ngã xuống tại cái này gia hỏa tay bên trong cái này là cái hôn nhân a à, lão giả thở dài một hơi bất đắc dĩ nói một mai bạch ngọc tiền. Trần Mộc Đem một cái dài bằng bàn tay quyển trục thu vào ống tay áo, Trần Mộc không cam lòng rời đi lão giả quay hàng. Luôn cảm giác chính mình bị hố. Lại tại trong lòng đất không gian quảng trường dạo một vòng, đường bên trong còn chứng kiến hách lão tại cùng một cái bán hàng rong cò kè mặt cả. Trần Mộc còn phát hiện, trong lòng đất phường thì không chỉ có bán hàng rong, còn có cố định cửa hàng. Tại quảng trường bốn phía ít ỏi mười cửa thông đạo, đằng sau liền là bốn phương thông suốt, giống như màn nhện một dạng thông đạo những kia cố định cửa hàng, liền tại những thông đạo này bên trong bán đồ vật cũng đủ loại, đứng đắn không đứng đắn đều có. Trần Mộc không có nhìn kỹ, đường cũ trở về, nhanh chóng rời đi. Không phải hắn không muốn tiếp tục nhìn, mà là lưu lại núi thấp âm hồn, truyền đến chút không tốt hình ảnh. Hoàng nha mễ ruộng, một mảnh to bằng móng tay xanh biết giáp trùng đột ngột bay tới. Nhào vào hoàng nha mễ lá cây liền miệng lớn cắn xé. Cứng cỏ giống như cao su hoàng nha mễ lá cây, mấy lần liền bị gặm ra một cái động lớn. Mà các loại giáp trùng ăn sạch hai cái lớn cỡ bàn tay một mảnh lá cây sau. Đột nhiên liền từ một chia làm hai, biến thành hai cái giáp trùng. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, bẹp giỏ trúc kia lớn một mảnh giáp trùng, khoảnh khắc liền biến thành giường đôi kia lớn một mảnh. Trần một sắc mặt khó coi nhìn lấy gồ ghề hoàng nha mễ phiến lá. Mặc dù tự hồ chỉ có thể biến ba lần, nhưng mà côn trùng ăn uống lại chưa đình chỉ. Hắn đưa tay đi cầm một mực xanh biết giáp trùng, kia côn trùng lại táo bạo quay người, bỗng nhiên cho Trần Mộc một miệng. Trần một cái cổ da đầu siết chặt, bản năng co lại cơ thịt, chuẩn bị cố nén đau đớn. Giác băng. Hiện ra lãnh quan, giống như binh khí miệng hút, một lần liền bị đứt đoạn. Trần một kinh ngạc liếc một mắt hiện ra tơ bạc tay chỉ làn da. Hắn đối vừa mới kia đủ dùng cắn nát tảng đá một lần, lại không có chút nào cảm giác. Linh giáp thuật xác thực không đơn giản. Hắn làn da sớm liền bị cải tạo đau thương bất nhập. Cho dù không tụ lực, làn da đã vượt qua giáp phách phòng ngự lực không thể để nhóm này côn trùng tiếp tục tai họa hoàng nha mễ keng giống như chuông đồng va chạm bỗng nhiên vang lên trần một đột nhiên lay động vô tâm linh sóng âm nhanh chóng khuếch tán ra khu vừa mới còn phách lối giáp trùng lập tức một cái giật mình như uống say rì rào rơi xuống khói đen tại hoàng nha mễ ruộng bên trong cuồn cuộn xanh biết giáp trùng lập tức biến mất may là về kịp lúc trần một buông lỏng một hơi tùy ý cái này đám côn trùng tàn phá bừa bãi, nửa đêm là có thể đem hắn cái này mười mẫu hoàng nha mễ cho hòa hòa sạch sẽ. Làm tam đại tộc đứng vị trí đầu, yêu tộc giấy cờ chống lại ma tộc. Nào ngờ minh hữu của mình nhân tộc, lại một đao thọc tại phía sau, yêu tộc vạn kiếp bất phục, nhìn, yêu tộc vì sao thoát khỏi diệt tộc chi kiếp, từ bờ sinh tử trở lại. Vì sao một tên cự đầu nhân tộc lại muốn giúp yêu tộc thấp lại sinh hỏa, luyện cổ chí tôn? Chương 188 Bạch Dương Nguồn mê truyện audio com núi thấp sân nhỏ trần mộc cầm lấy một mai hình bầu dục xanh biếc côn trùng quan sát côn trùng to bằng móng tay chỉnh thể thông thấu xanh biếc tự như ngọc thạch điêu khắc không động thời điểm nhìn lấy còn rất tinh xảo nhưng mà trần mộc sẽ không quên tối hôm qua chúng nó táo bạo bộ dáng may mắn có lấy phân liệt số lần hạn chế chỉ là suy nghĩ một chút kia chủng phô thiên cái địa tình huống trần mộc liền không nhịn được đánh cái rùng mình không thể xem thường gì thú trần mộc nheo lại mắt phía trước đụng đến lộc giác hắc dương để hắn một quyền một cái đánh ngã hắn còn cho rằng dị thú cũng liền không có việc gì nhưng mà quỷ dị giáp trùng cho trần mộc dạy một bài học nói không tốt liền có cái gì kỳ quỷ năng lực không có gặp qua hách lão cầm lấy côn trùng nhìn kỹ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu nghĩa tử con bọ lông dịp thiền bay rận những cái này mới là hoàng nha mễ ruộng thường thấy côn trùng có hại cái này chúng sanh biết ngọc trùng là lần thứ nhất gặp hách lão nhíu mày một chủng tân côn trùng có hại xuất hiện, nếu không thể lập tức tìm tới vết trùng biện pháp, rất khả năng hội cho hoàng nha mễ ruộng mang đến hủy diệt đã kích. Dùng trùng dược thử qua sao? Có thể giết. Hách lão hỏi. Trần Mộc lắc đầu. Không có thử qua, không biết rõ. Côn trùng bị vô tâm linh chấn choáng, trừ mấy cái hàng mẫu, cái khác toàn đút cho ngũ quỷ đại. Vốn cho rằng là thường thấy côn trùng có hại, không có nghĩ đến còn là cái gì chủng. Mấy ngày nay lưu ý thêm điểm đi. Hách lão thở dài một hơi nói, Trần Mộc gật đầu. Hắn ngược lại không sợ hãi chút nào. Tối hôm qua thử nghiệm, hắn mới phát hiện, vô tâm linh đối phó tiểu phi trùng quả thực quá tốt dùng. Phạm vi lớn, có thể chấn choáng, thuốc trừ sâu cũng không cần mua. Cái này là lộc giác hắc dương gia xương được đến. Hách lão đưa cho Trần Mộc hai khối bạch ngọc tiền. Nhiều như vậy. Trần Mộc kinh ngạc. Nếu là cả đầu đi cái này còn có thể lại nhiều một chút. Hách lão trợn mắt trừng một cái. Nghĩ nghĩ, Trần Mộc Thu và Bạch Ngọc Tiền trở về phòng nói lên một đầu ướp gia vị hông khô, chuẩn bị làm thành thịt khô lọc giác hát dương chân đưa cho hách lão. Chính ta làm, ngài lấy về nếm nếm. Trần Tiểu Ca chú ý. Hách lão cười cười, tự nhiên tiếp qua hơn 40 cân chủng dị thú thịt. Hắn bận rộn nửa ngày, không liền là vì một chút khấu trừ sao. Những này dị thú thịt có thể, cho hắn tiết kiệm không ít hoàng nha mễ tiền. Không ăn cũng có thể bán. Đổi không thành bạch ngọc tiền, mấy ngàn lượng bạc còn là nhẹ nhõm có thể đổi đưa đi hách lão, Trần Mộc bắt đầu nghiên cứu thượng hoang giới tử phu. Chú lệnh văn tự không dài, hết thảy không đến 200 chữ, còn phân chia trên dưới hai đoạn. Một cái dùng đến thu lấy, một cái dùng đến phóng thích. Có ngũ quỷ bàn sơn chú kinh nghiệm, Trần Mộc đơn giản quen thuộc hai lần, liền bắt đầu cắm đầu soát. Chỉ chốc lát, một cổ cảm ngộ liền tràn vào nội tâm. Nương theo ngữ khí tiết tấu biến hóa, cổ cổ quái quái bài viết, bắt đầu phát sinh kỳ diệu cải biến. Hơn trăm chữ văn tự, nhanh chóng hóa thành trầm thấp quỷ dị chú ngôn ông trần mộc cầm lấy giới tử phù tay trái lòng bàn tay làn da đột ngột siết chặt tựa như rút hộp lúc bị hút lại cái chủng loại kia cảm giác do quen ba âm nương theo rơi xuống va chạm tiếng vang một cái trầm trọng màu xám tủ gỗ đột ngột xuất hiện tại trước mắt ngăn tủ bên trên có rất nhiều ngăn kéo liền giống hắn tại tiệm thuốc gặp đến hầm thuốc phía trên năm hàng là tiểu ngăn kéo một hàng bảy cái phía dưới hai hàng là đại ngăn kéo một hàng bốn cái bởi vì chỉ có thể một lần tính lấy ra hoặc thả vào cho nên dùng cái này chủng ngăn tủ phân loại trang. Trần Mộc hiểu rõ. Không gian không lớn, lấy dùng không thuận tiện, còn có số lần hạn chế, Trần Mộc không khỏi biểu môi. Sau ngũ quỷ đại kém xa. Nhưng mà chế tác hẳn là không khó. Trần Mộc nghĩ đến phường thì bên trong, một lần bày ra hơn 10 cái giới tử phụ bán bán hàng trong. Kia đại khái mới là đứng đắn pháp khí chứa đồ bộ dạng. Hắn kia ngũ quỷ đại, từ chế tác đến sử dụng, tổng lộ ra một lượng tà khí. Một bên nghĩ, Trần Mộc một bên tra nhìn ngăn tủ ngăn kéo đồ vật phong phú lộn xộn. Dược liệu, mỏ vật, thư tịch, đan hoàng. Còn có một chút giống là pháp khí tàn phiến đồ vật. Đáng tiếc không có bạch ngọc tiền. Trần Mộc thất vọng. Đồ vật có thể đổi mười mấy hai mươi mấy mai bạch ngọc tiền, nhưng mà Trần Mộc không có môn lộ, cũng không nghĩ dẫn tới ngấp nghé phiền phức. Hắn đem thư tịch lấy ra, đóng lại tủ gỗ ngăn kéo, không có sử dụng giới tử phù, tiện tay thu vào ngũ quỷ đại. Nhiều một lần mở đóng số lần, liền có thể nhiều bán một mai bạch ngọc tiền hắn cầm lấy bằng da hộ bản nhìn kỹ. Đến gần bàn tay một bên, có một vòng bảy cái bình quân phân bố màu đen chấm tròn. Còn có thể bán bảy mai bạch ngọc tiền. Trần Mộc thỏa mãn thu vào. Chợt nhìn bàn con thả lấy vài cuốn sách sách. Thư sách phần lớn một ngón tay dày, phong bì màu trắng, lại không tiêu đề. Bí pháp. Trần Mộc mang theo mong đợi mở ra một bản, yêu hồ truyện. Nhìn lấy bên trong rõ ràng miêu tả, Trần Mộc một mặt phức tạp khó tả từng cái thế nào đều ưa thích hướng trữ vật bảo bối bên trong bỏ vào tiểu hoàng thúc là bởi vì đủ che giấu vẫn là bởi vì có thể tùy thời tùy chỗ lấy ra nhìn à hắn chưa từ bỏ ý định từng cái tìm kiếm cũng không tìm được mong đợi đã lâu bí thuật điển tịch ta quả nhiên không có nhân vật chính quan hoàng trần một lắc đầu lại phê phán tính lật mấy lần trần một liền phát hiện trong này không chỉ có tiểu hoàng thúc còn có thượng hoang sổ sách ghi chép hắn buông đi bán lại vật phẩm số lượng cùng với bất đồng ra hàng địa điểm giá cả Thông thiên hà bên trên còn có quỷ thuyền. Trần một có chút ngoài ý muốn, còn có thể đi kê lung đạo cái khác điểm tụ tập. Thung lũng Bình Nguyên chỉ là hạ viện trong đó một cái điểm tụ tập. Trần một hiểu rõ. Bất quá, Bạch Dương chân giải thế nào chỉ cần một mai Bạch Ngọc tiền. Trần một ngạc nhiên nhìn lấy trong đó một cục. Cái này không đúng a, à, ngươi không có mua a? À. Hách lão ở một cái, nghiêng nhìn Trần một một mắt, nhìn ba ngày. Trần Mộc rốt cuộc tìm lý do mời đến hách lão ăn cơm, thuận tiện hỏi thăm Bạch Dương chân giải giá tiền. Ta lại không ngốc. Trần Mộc trận mắt trừng một cái. Cái này rõ ràng có vấn đề a, à, cái khác người cũng không ngốc, nhưng mà như thường có người vì nó dùng tiền. Hách lão nhún nhún vai. Trần Mộc lông mày nhíu lại. Như vậy tiện nghi Bạch Dương chân giải, chẳng lẽ vẫn là hàng thật hay sao? Nếu không thế nào còn hội có người dùng tiền trả tiền? Là thật, nhưng mà không đầy đủ. Hách lão đánh một miệng thuốc mặc dù liền truyền kinh viện đều tại thổi cái gì tụng kinh vạn lần, kỳ diệu tự hiện. Nhưng là đi. Hách lão biểu môi. Không có bí pháp ngọc độc truyền thường ngọc chủng chân ý, nghĩ từ một mảnh tối nghĩa kinh văn bên trong lĩnh hội ảo diệu, khó như lên trời. Nhưng mà luôn có người tự cho là bất phàm. Hắn liếc trần một một mắt. Đặc biệt là các ngươi cái này chủng kẻ ngoại lai. Chân ý. Cái này dính đến hắn nhận biết điểm mù. Hách lão khoan thai phun ra một miệng khói trắng thẳng nhiên nói kia là một phần bí pháp hạch tâm căn cơ. Được rồi, ta cho ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Chờ thời điểm góp đủ tiền, đi truyền kinh viện mua một phần bạch dương chân giải, nhìn bí pháp ngọc độc, ngươi liền cái gì đều biết. Hạch tâm căn cơ. Là tương tự thần ý đồ đồ vật sao? Trần Mộc nheo lại mắt, đột nhiên mở miệng nói. Hách lão ngươi nói tụng kinh vạn lần, hắn dịu từ hiện. Thế nào, không tin ta. Hách lão liếc xéo Trần Mộc. Hách lão ngươi cũng biết, ta tin ngươi. Trần Mộc chân thành nói, hách lão hài lòng gật đầu, may mắn không phải lăn đầu thanh, còn có thể nghe khuyên. Kia, một bản muốn bao nhiêu tiền? Trần Mộc mỉm cười. Hách lão. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng. Chương 189. Mở cửa hàng. Nguồn. Mê truyện audio com Núi thấp sân nhỏ, dưới lều gỗ. Trần Mộc đem ghế lung lay hướng nam dọn dọn, tận lực đến gần bên giếng nước gần nhất theo lấy linh giáp thuộc độ thuần thuộc tăng thêm. Mi tâm tơ bạc biến đến càng rõ ràng, mà lại còn thường xuyên có thể cảm giác được một điểm mát mẻ cảm xúc. Liên tự như lúc này có một giọt mịt mờ nước mưa, nhỏ xuống mi tâm. Mấy ngày nay hắn còn phát hiện, càng đến gần bên giếng nước, cái này cổ mát mẻ cảm giác xuất hiện liền càng thường xuyên. Địa linh nguyên khí. Lục giai vân thận linh giáp thuật, luyện là thần phách hợp nhất. Thất giai đối ứng ước chừng là cảm ứng. Trần Mộc suy đoán, cái này giai đoạn một liền là muốn cảm ứng địa linh nguyên khí, hồi tưởng vân thận linh giáp thuật tu luyện, trần một mặt đầy cảm khái, không cần tu luyện, liền giống bình thường sinh trưởng trưởng thành đồng dạng, ăn uống no đủ, hô hấp liền có thể soát kinh nghiệm, quả thực liền là như mộng ảo công pháp, trần một không khỏi thở dài, liền sợ có vấn đề a, à? truyền kinh giảng đạo còn có hai tháng, đơn độc đi truyền kinh viện, lại không có đầy đủ bạch ngọc tiền, bạch dương chân giải xuất hiện, cho trần một một cái phương án mới luyện thành bạch dương chân giải, trực tiếp cùng linh giáp thuật so đối một lần nhìn nhìn. Có vấn đề hay không, liền liếc qua thấy ngay. Tụng kinh vạn biến, kỳ diệu tự hiện. À, đối với người khác đến nói, cái này là lừa gạt. Nhưng mà với ta mà nói, cái này liền là chân truyền. Hắn lúc này mở rộng một cái dài bằng bàn tay, tay cổ tay nhỏ màu xám quyển trục. Lít nha lít nhít lời mở đầu không xứng sau ngữ văn tự, đập vào mi mắt. Trần một khóe miệng nhếch lên, trái tim nhìn không được nhảy cẩn kích động lại là một cái tân khiêu chiến. Dưới núi thấp, hoàng nha mễ ruộng. Trần Mộc dạo chơi đi tại một người cao hoàng nha mễ ở giữa. Vô hình khói đen tại mặt đất di tán, mới vừa lộ ra cỏ dại, nháy mắt biến mất. Trần Mộc miệng bên trong ục ục thì thầm, một khắc không ngừng niệm ra bạch dương chân giải kia mấy ngàn chữ chú ngôn. Một đoạn thời khắc, Trần Mộc não hải bên trong đột nhiên nhiều ra một cổ hiểu ra. Vừa niệm một nửa chú ngôn bị đánh gãy. Trần Mộc không khỏi nhìn về phía bên cạnh một gốc hoàng nha mễ thân cây hắn hiếu kỳ đi qua, một lần đem thân cây bẻ gãy. Chỉ gặp một đầu trắng trắng mập mập côn trùng, ngay tại trong đó nhúc nhích gặm ăn thân cây. Không có nghĩ đến trồng trọc năng lực trước tiến vào nhị giai. Trần Mộc bật cười. Đại lượng hiểu ra tràn vào trong đầu, Trần Mộc lại nhìn xanh biết một mảnh hoàng nha mễ ruộng, lập tức phát giác có tốt mấy chỗ cần thiết cải thiện. Lại ba ngày, tại Trần Mộc niềm kinh niệm hoa mắt chóng mặt lúc. Ngữ điệu cao thấp, giọng nói thư giãn, tiết tấu nhanh chậm, đại lượng cảm ngộ nháy mắt xâm nhập nội tâm mấy ngàn nói kinh văn, lập tức hóa thành mấy trăm cái cổ quái âm tiết chú ngôn. Trần Mộc điều ra màu xám vách tường. Bạch Dương chân giải. Ba, một nghìn không, nhất dai, chỉ là liếc qua, Trần Mộc liền đem lực chú ý tập trung đến não hải bên trong. Sáu cái mơ hồ không thanh quan đoạn, tại mê vụ phía sau như ẩn như hiện. Hắn trong lòng nổi lên một cổ hiểu ra. Hắn có thể dùng tùy ý lựa chọn trong đó một đoàn tiến hành cải biến. Sợ rằng vân thận linh giáp thuật cùng thần phách hợp nhất bí pháp thật không phải một con đường A. Trần Mộc thở dài. Trước đây luyện thành linh giáp, ngoài ra sáu loại luyện hình thuật thần ý đồ, có thể một chút đều không có vào tuyển. Nhìn lấy sáu cái quan đoàn, Trần Mộc rất nhanh liền có quyết định. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật. Luyện hình thuật đến từ giới giáp, mà tại du phách thời kỳ, hắn được đến du phách diện tích lớn nhất, tiềm lực cũng liền tối cao. Núi thấp phía đông, một tòa xanh nhắc núi cao bên trên. Một cái hơn 40 tuổi, thân xuyên rộng lớn hắc y bàn tử, đứng tại bên vách núi tán cây dưới, hướng về nơi xa núi thấp nhìn ra xa hắn đứng phía sau cái tráng hắn đầu trọc đại ca khi gia hỏa liền cùng rùa đen đồng dạng cả ngày không chuyển ổ nghĩ động hắn hoàng nha mễ ruộng không dễ làm đổng thành mặt bên trên mỉm cười buổi tối đâu sau nửa đêm thừa dịp hắn ngủ lấy hạ thủ lần trước thừa dịp lúc ban đêm thả năm đầu hát dương kết quả vận khí không tốt để hắn đúng lúc gặp đến hát dương đều để hắn cho chết tráng hán đầu trọc đau lòng ảo não phía trước nhiều lần như vậy cũng không có vấn đề gì không có nghĩ đến thất bại dưới tay hắn hắn buổi tối hội tuần tra. Đổng Thành quan sát lấy núi thấp bên cạnh Hoàng Nha Mễ ruộng hỏi. Ta phái huynh để xa xa nhìn chầm chầm mấy cái buổi tối, không có động tĩnh. Đầu trọc hán tử vào đầu khó hiểu. Nhưng mà ném vào mấy cái bạch tuyến địa linh thử, còn không có cắn đứt mấy cây Hoàng Nha Mễ đâu, kia gia hỏa sẽ xuất hiện. Đổng Thành hít mắt lại. Những này kẻ ngoại lai mặc dù kiến thức kém một chút, nhưng mà tổng có chút kỳ dị thủ đoạn. Phải thừa dịp hắn không ở nhà lúc động thủ. Đại ca, muốn không ta đổi cái mục tiêu tráng hán đầu trọc đề nghị. Hắn cả ngày liền chỉ biết thu thập hoàng nha mễ. Cùng hách lão đầu như vậy quen thuộc, cũng không có gặp hắn đi tìm thượng hoang bán đồ vật. Đoán chừng là người nghèo rất mồng tơi, tất cả hy vọng đều áp tại hoàng nha mễ ruộng. Đổng thanh nhìn lấy núi thấp định viện làm bằng đá thản nhiên nói. Trong miệng ngươi kẻ nghèo hèn, một cái tháng chỉ ăn cơm liền muốn hoa bốn mai bạch ngọc tiền. Ngươi nói hắn có tiền hay không? Tráng hán đầu trọc ánh mắt sáng lên, xích lại gần nhỏ giọng nói. Đại ca, ta muốn không muốn không? Đổng Thành quay đầu liếc đầu trọc một mắt. Nghĩ muốn làm lớn, liền phải thu một thu phí trước những kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Chỉ cần hỏng hắn hoàng nha mễ ruộng. Hắn khẳng định muốn chuẩn bị tiền. Chúng ta chỉ cần thừa lúc vắng mà vào, giá cả thấp mua xuống hắn thân bên trên đáng tiền đồ vật. Có thể nếu là hắn thật lại rất nhiều bạch ngọc tiền, không cần bán đồ đâu. Đầu trọc có chút lo lắng. Khi chúng ta có thể dùng để hắn mua một chút đồ vật, kiếm hắn bạch ngọc tiền. Đổng Phương một mặt tùy ý khoác tay nói, mua cái gì? Tráng hán đầu trọc khó hiểu, nhân gia vì sao muốn mua ta đồ vật? Đổng phương mỉm cười nhìn lấy đầu trọc. Mua mạng A. Mua chính hắn mạng. Tráng hán đầu trọc. Trong trọc kỹ năng tiến vào nhị giai, để trần mộc trong năm hoàng nha mễ ruộng càng thuận buồm xuôi gió. Có ngũ quỷ giúp đỡ, hắn mỗi ngày chỉ cần hoa một canh giờ, liền có thể hoàn thành đối hoàng nha mễ hộ lý công tác. Còn thừa thời gian, hắn toàn bộ dùng đến tụng niệm bạch dương chân giải cũng không biết có phải hay không bởi vì tu thành vân thần linh giáp thuật, thần ý đồ bên ngoài mê vụ từng bị phá ra nguyên nhân. Hắn mỗi lần tụng niệm chú ngôn, đều có thể cho Trần Mộc mang đến tứ đến 6 giờ kinh nghiệm. Một cái giờ liền có thể tăng thêm bảy mươi kinh nghiệm. Nương theo độ thuần thuộc đề thăng, bích nhãn kim viên thần ý đồ cùng phách lực bắt đầu không hẹn mà gặp chấn động, điều chỉnh, cộng minh. Hai ngày sau, cái này chúng cộng minh đạt đến đỉnh điểm. Một tia đen nhánh phách lực đột nhiên xuất hiện tại trước mắt sau đó theo lấy mê vụ bên trên một điểm chỗ thủng, về một lần liền tiến vào mê vụ ở giữa. Tiếp tục liền thẳng đến bích nhãn kim viên thần ý đồ, chấp mắt chìm vào trong đó biến mất. Trần một bất đắc dĩ nhìn lấy lập tức liền sáng tỏ một phân thần ý đồ, mặt đầy phiền muộn. Một cái thần ý đồ hướng bên ngoài chạy, một cái phách lực chui vào trong. Vân thần linh giáp thuộc quả nhiên là luyện phách xoa A. À. Sau năm ngày, núi thấp sân nhỏ bên trong. Khói đen lăn lộn, trần một tay bên trong nhiều ra cái quyền đầu đại bạch bình sướng thông thiên phường giá cả sát thực đắt. Trần Mộc cảm thán. Một mai bạch ngọc tiền, chỉ mua đến 10 hạt tịch cốc đan. Phía trước giới giáp từng nói qua, một mai bạch ngọc tiền ước chừng có thể mua 12 hạt. Đổ ra một hạt, Trần Mộc cẩn thận đem hắn phân chia 10 phần. Bốc lên trong đó một khối đưa vào miệng bên trong. Mang lấy nhàn nhạt mùi thơm ngát tịch cốc đan vào miệng tan đi, theo lấy thực quản vào dạ dày, rất nhanh liền dung nhập toàn thân. Dùng ta trước tại thân thể tố chất, ăn một khỏa tịch cốc đan, đại khái tỷ lệ là sẽ không bị chết no. Trần Mộc nhún vai. Còn là ăn một nửa đi. Lý do an toàn. Theo lấy Bạch Dương chân giải nhập môn, thần phách bắt đầu dung hợp. Hợp hắn khẩu vị lại lần nữa đề thăng. Trần Mộc chỉ có thể mua đến một bình tịch cốc đang làm đến bổ sung. Liền là quá phí tiền. Hiện nay hắn một tháng tiền sinh hoạt, đã đạt đến kinh người năm mai Bạch Ngọc tiền. Mà theo lấy tiếp tục tu luyện, cái số này sẽ còn tiếp tục đề cao. Không thể miệng ăn núi lở. Phải nghĩ biện pháp bán một chút định thần hoàng truyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng Chương 190 Bên trong gian thương Nguồn Mê truyện audio com Ban đêm, hoang phế hoàng nha mễ ruộng đồng đầu, thượng hoang trạch viện Hách lão một bên hướng thành đống bột xương bên trong pha tạp tự chế bột xương, một bên lo lắng nhìn lấy thượng hoang Thật làm như vậy Mắt nhỏ bàn tử thượng hoang cầm lấy vững chắc, từng cái cùng cùng quấy Bách thảo các bột xương, năm mai bạch ngọc tiền chỉ có thể mua 500 cân. Chúng ta đồng dạng năm mai bạch ngọc tiền, lại cho 550 cân. Không hướng bên trong giả dối kia còn thế nào kiếm tiền. Hách lão lúng túng một lát thở dài. Ngươi liền không sợ bị người phát hiện. Thượng hoang cười hắc hắc, một mặt tinh minh. 550 cân bên trong trộn 80 cân, ta lại không có nhiều trộn. Chỉ cần đem cả phần phân bón, đều dùng tại 10 mẫu hoàng nha mễ ruộng. Một mẫu đất cũng chỉ là ít dùng hai cân thật bột xương, cái này đối hoàng nha mễ ruộng có thể có cái gì cải biến. Ngươi yên tâm, người mua tuyệt sẽ không bởi vì phân bón vấn đề xuất hiện giảm sản lượng. Cho dù hơi hơi giảm sản lượng, kia cũng không quá hoàng nha mễ gặt hái dao động mức thấp nhất. Thực sự có người hỏi, kia liền trách bọn họ không có cày cấy thủ đoạn. Hách lão một mặt phức tạp nhìn lấy thượng hoang. Giang thương A. Thượng hoang lại dương dương đắc ý, ngươi liền nói ngươi làm không làm. Hách lão thở dài lắc đầu. Làm. Tung bay tại viện bên ngoài hoàng nha mễ ruộng bên trên trần mộc cái này liền là kiếp trước những kia phân hóa học xưởng nhỏ, dùng trộn tốt làm giả thủ đoạn. Thế giới bất động, tham lam lại không biến. Trần Mộc cảm thán. Quả nhiên không thể kỳ vọng những này gia hỏa có nhiều lớn đổi mới. Hôm qua hách lão đầu còn cầm lấy một phần tiện nghi bột xương cho hắn làm đề cử. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định liền là cái này một cái. Trần Mộc kém một chút nhìn không được xông đi vào cho hai người bọn hắn một trận quả đấm. Không nhớ lâu a à, gian phòng bên trong, hai người làm khí thế ngất trời có thể kiếm được tiền sao? Hách lão đến cùng có chút lo lắng. Yên tâm, bột xương là ta từ quỷ thuyền tìm nguồn cung cấp. Thượng hoang một mặt tự tin. 120 cân, chỉ cần một mai bạch ngọc tiền. Thêm lên chúng ta trộn đi vào bột xương, một phần 550 cân trái phải, ước chừng cũng liền bốn mai bạch ngọc tiền. Bán một phần chúng ta liền có thể kiếm một mai. Bán 100 phần, chúng ta liền kiếm 100 mai. Thượng hoang hưng phấn nói. Còn có, chỉ cần là ngài bán đi, một mai bạch ngọc tiền, ta liền phân ngươi một nửa. Thượng hoang nóng bỗng nhìn lấy hách lão. Cái này lão đầu trồng một đời hoàng nha mễ, quen thuộc trồng trọc người cũng không ít, nếu có thể mở ra nguồn tiêu thụ, tuyệt đối là một bút lượng lớn đơn đặt hàng. Ngươi xác định quỷ thuyền bột xương không có vấn đề. Hách lão chần chờ. Kia đương nhiên. Thượng hoang lời thề son sắc. Hách lão lập tức cắn răng. Bất quá là hơi hơi giảm sản lượng. Làm đi. Thượng hoang lập tức đại vui. Cái này không liền ổn sao? chính vui sướng đâu, một cổ quen thuộc mềm nhũng cảm giác từ toàn thân các chỗ truyền đến. Thượng hoang mắt nhỏ lập tức trừng tròn vo. Còn đến. Trần Mộc đẩy cửa vào, nhìn lấy nằm ngửa tại địa nằm ngáy o o hai người, không khỏi lắc đầu. Ai có thể nghĩ tới, mặt ngó trung thực chất phát hách lão, vậy mà cũng làm lên gian thương mua bán. Người không thể xem bề ngoài a. À. Trần Mộc cảm khái. Lần trước giáo huấn bọn hắn xem ra là đúng. Cái này hai người đều phải phạt. Trần Mộc tầm mắt tại trên thân hai người du tẩu, hắn nghĩ muốn xuất thủ định thần hoàng, nhưng mà không thể tự thân ra mặt. Cái này bàn tử liền không sai. Thượng hoang từ trong mơ hồ yếu ớt tỉnh lại. Tỉnh rồi. Một đạo thanh âm ôn hòa tại hắn bên tai tái hiện. Thượng hoang một cái giật mình, đột nhiên bò lên. Liền nhìn đến hai bước bên ngoài, hôn mê hách lão bên cạnh, đứng lấy một cái khôi ngô tráng hán. Đối phương thân xuyên màu đen đạo bào, đai ngọc đai lưng. Mặt bên trên mang lấy cái thuần khiết mặt nạ, tay bên trên phủ lấy một hai có xám đen điểm lắm tấm tông sắc thủ bộ hắn khoan thai ngồi sống người xuống, chậm rãi tại hách lão thân bên trên chọn chọn lựa lựa. Đối bên cạnh đứng lấy thượng hoang, nhìn cũng không nhìn. Không chút biểu tình thuần khiết mặt nạ, bình tĩnh không lay động lạnh lùng ánh mắt, thuần thuộc ưu nhã mò thi động tác, còn có kia mang lấy pha tạp vết máu cũ thủ sáo. Cái này người. Không khỏi, thượng hoang liền lạnh cả tim. Quát hỏi lai lịch lời dấu ở ngực, một lúc lại há miệng khó tả. Rất nhanh trần một liền đem hách lão toàn thân vơ vét một lần. Điếu thuốc, ngân lượng, bạch ngọc tiền đều bị hắn ném tại mặt đất, lại không có cầm lên bất luận một cái nào. Thượng Hoang vừa muốn mở miệng nói lời nói, liền gặp Trần Mộc lấy xuống tay phải thủ sáo, ngón trỏ đối lấy hách lão cánh tay ấn nhẹ điểm. Liền giống là tại mua gì thú thịt lúc, tay chỉ chạm đến, khảo thí chất thịt chặt chẽ độ. Tiếp tục thu về tay phải, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn chầm chầm hách lão, một chủng mãnh liệt đến để người sợ hãi thôn phệ cảm xúc, tại hắn mắt bên trong bỗng nhiên tái hiện. Nhã văn đi ưng ực. ngón từng ngụm lớn nước bọt thanh âm, tại yên tĩnh gian phòng bên trong đột ngột xuất hiện. Đứng ở bên cạnh thượng hoang, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này người. Cái này người sẽ không là bệnh thần kinh đi. Thượng hoang bắp chân lắc một cái, nhìn không được liền nghĩ theo lấy cửa sổ chạy trốn. Trần Mộc lại chậm rãi đứng dậy, dùng kia đôi bao hàm thôn phệ cảm xúc con mắt nhìn về phía thượng hoang. Cổ họng nhấp nhô, ưng ức. Ừ, ừ. Thượng hoang. Ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thượng hoang chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc khó tả. Thẳng vào chủ đề, ta ưa thích. Trần Mộc mỉm cười. Âm. Một tiếng va chạm sinh bỗng nhiên vang lên. Thượng Hoang bị dọa đến khẽ run rẩy, lấy lại tinh thần mới phát hiện, một cái màu xám tủ gỗ, đột nhiên hiện ra, rơi xuống đất. Ta có chút đồ vật, không dùng đến, có thể giúp ta bán đi sao? Cái này là ta. Nhìn đến quen thuộc tủ gỗ, Thượng Hoang nhìn không được buộc miệng nói ra hô to. Sau một khắc, một cổ băng lãnh khí tức, bỗng nhiên đem hắn càng quét. Nguy hiểm trí mạng cảm giác, đột nhiên chiếm cứ nội tâm sẽ chết, động một cái liền sẽ chết. Thượng Hoang lập tức cứng tại tại chỗ, không dám nhúc nhích. Tâm lý lại ủy khuất khó tả. Cướp đồ vật của ta, còn để ta giúp ngươi đi bán lấy tiền, ngươi cái này cũng quá khi dễ người. Ngũ quỷ âm hồn bao vây Thượng Hoang, Trần Mộc kiệt lực khống chế ngũ quỷ bàn sơn. Nhưng mà điên cuồng thôn vệ dục vọng, lại không giữ lại chút nào tràn ngập hai mắt. Trần Mộc hơi hơi quay đầu, lộ ra tay trái, vẫn y như cũ dùng giọng ôn hòa chậm lo lắng nói. Của ngươi thượng hoang gần như bản năng mở miệng hô to ngươi 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 rất tốt trần mộc khoan thai gật đầu thuận tiện cũng giúp ta bán đi những này đan hoàng sáu bình định thần đang đột ngột xuất hiện tại tủ gỗ phía trên thượng hoang lập tức gật đầu như giả tỏi trần mộc thỏa mãn thu vào ngũ quỷ bàn sơn quay người đẩy cửa đi ra ngoài quanh người mơ hồ tái hiện tia luồng khói đen cả cái người chậm rãi biến mất chặt nhìn trần mộc bóng lưng thượng hoang con mắt lập tức nhìn không được trận tròn ban đêm, đuổi đi lo lắng bất an hách lão. Thượng hoang đóng cửa lại, nhìn chầm chầm góc tường ngăn tủ trầm mặt không nói. Tìm cái núi dựa. Thượng hoang nheo mắt lại. Nghe nói Đổng Thành Thân sau liền là một vị hạ viện nhân vật. Có thể này loại nhân vật, thật hội vì chính mình ra mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tủ gỗ, nhìn chầm chầm sáu cái bình sứ như có điều suy nghĩ. Tự hồ, đây mới là trọng điểm. Thượng hoang con mắt không khỏi sáng lên. Bệnh thần kinh đạo sĩ bản thân liền hội chế dược luyện đan, còn là khống chế người như vậy giúp hắn làm. Cái này là một cơ hội. Thượng hoang mắt bên trong tinh quang thoáng hiện. Trồng trọt không có thiên phú, buông đi bán lại kiếm đều là món tiền nhỏ, nếu có thể trường kỳ cùng cái này bệnh thần kinh cùng một tuyến. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm đi. Chuyện đã en, hay hấp dẫn xứng đáng để đọc Tết. Siêu thần sủng thú cửa hàng.